truyền thuyết kể rằng thương tụng luyện chế ra 8 món pháp bảo xưng là một bộ công dụng nghịch thiên có thể phá trời cũng có thể vá trời lợi hại nhất phải kể đến chính là thần khí thương kính sau khi vợ chồng thương tụng mất tích vũ triệu lụi tàn tám món bảo vật cũng dần thoát ẩn thoát hiện trong giang hồ truyền tay nhiều người giữa các nước chư hầu qua thời gian các nước nhỏ dần bị kẻ nắm thần khí thâu tóm tạo nên cục diện bát cường cắt cứ 8 món bảo vật cũng trở thành trấn quốc thần khí của các quốc gia này như một quy luật tự nhiên thương kính đã hấp dẫn toàn bộ tu sĩ trong khắp thiên hạ, cũng vì thế mà dẫn đến sự diệt vong của nước tần đất nước từng sở hữu pháp bảo này trong tay. Vào thời khắc khi vương triều nước tần sụp đổ, thương kính biến mất, thế lực khắp nơi đều dốc sức tìm kiếm nhưng không ai thấy được bóng dáng nó nữa. Mấy trăm năm sau, nhờ kỳ ngộ trong ngôi mộ cổ, một đại tông sư trộm mộ ở thời hiện đại bị đưa về thời đại ấy. Sóng ngầm trong thiên hạ bấy lâu nay lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. PS, đây là một bộ truyện mang phong cách huyền huyễn, Tiên hiệp đan sen với cuộc chiến tranh bá thời loạn. Những ai yêu thích thể loại như phong thần bảng hay những mưu tính như thần của Hạng Thiếu Long trong tầm tần ký thì đừng bỏ lỡ bộ này nhé. Chương 1: Không uổng công. Ánh đèn pin lướt qua thông đạo của huyệt mộ, một người đàn ông cầm chiếc đèn pin trong tay chiếu khắp bốn phía tìm kiếm trong mái vòm và vách đá của thông đạo, cùng với cả khoảng không gian tối đen ở phía trước nữa. Lúc ánh đèn pin soi vào vách đá ở khoảng cách gần, nó giúp người ta thấy rõ bộ dạng của người đàn ông trong bóng tối đây là một người trung niên gầy gò mái tóc sau lưng vẫn thẳng thớm khuôn mặt trắng tinh thần thái sáng láng hai mắt rất có thần đầy vẻ bình tĩnh thong dong cả người hắn rất sạch sẽ đường trang màu đen trên người vẫn chỉnh tề trong tay đang cầm một cây trượng một người có trang dung sạch sẽ như vậy xuất hiện nơi huyệt mộ thế này ai không quen thì cảm thấy hiếm có nhưng kẻ đã biết rõ thì sẽ cảm thấy rất bình thường đây là một người làm công việc khảo cổ dưới lòng đất lúc đầu giang hồ hay gọi là trộm mộ nhưng sau này cùng với sự tăng trưởng địa vị và trải nghiệm giang hồ, được người đời tôn xưng là đạo gia. Hiện giờ, đa số các đạo gia đều bế quan thanh tu giống như đạo sĩ vậy, rất ít khi đích thân xuất mã, chỉ khi gặp được vài nơi tương đối thú vị mới đích thân đi một chuyến, chẳng hạn như ngôi mộ có hình dạng cực kỳ hiếm thấy trước mặt này. Cây trưởng cùng với bước chân gõ cộc cộc trên mặt đất, đợi đến khi mặt đất phát ra tiếng kim loại va chạm ken một cái, đạo gia liền dừng bước hắn cũng không vội vã nhìn xuống đất mà ánh mắt thuận theo chiếc đèn pin trong tay liếc nhìn bốn phía trước mắt hắn một không gian dưới lòng đất tối om cực lớn hiện ra dưới ánh sáng của đèn pin đại khái vẫn có thể phân biệt được địa cung của huyệt mộ địa cung rộng lớn thế này cũng cực kỳ hiếm thấy sau khi quan sát sơ xung quanh đạo ra chiếu đèn pin xuống dưới chân cây trượng lại gõ vài tiếng keng keng trên mặt đất hắn dùng mũi chân cọ cọ dưới mặt đất hai lần để quét bỏ lớp bụi đi ở bên dưới mặt đất bằng kim loại mang theo tia sáng màu đồng lộ ra cây trượng được nhấc lên đạo gia kẹp chiếc đèn pin dưới nách cánh tay rảnh còn lại hơi rũ xuống sau đó từ từ nâng lên bỗng nhiên lớp bụi dưới mặt đất hơi xuất hiện một luồng khí xoáy đạo gia bất chợt đẩy tay về phía trước một cái nội lực dâng lên trưởng phong thổi bật ra kèm theo tiếng ào ào của gió lốc đẩy sạch lớp bụi tích trên mặt đất sau vài trưởng liên tục toàn bộ bụi đất đều tung bay bàn tay cầm trượng lại hạ xuống ở bên cạnh người khiến lớp bụi cuồn cuộn không thể chạm đến cơ thể. Ánh đèn pin chói lóa soi về phía mặt đất đã được phủi bụi, có thể phán đoán ra trong bán kính mười mấy thước phía trước, mặt đất đều được lát kim loại, chứ không phải chỉ là một vùng nhỏ dưới chân. Trên lớp kim loại này hình như có khắc hoa văn, không phủi sạch lớp bụi đi thì khó mà nhìn thấy được chân dung hoàn chỉnh. Đợi khi tất cả đều kết thúc, đạo gia tiếp tục chống gậy đi về phía trước, đèn pin thỉnh thoảng soi lên mái vòm bên trên. Xung quanh địa cung này còn có vài cửa hang tối đen giống như thông đạo hắn bước vào, có điều không biết thông đi đâu và cuối cùng có ẩn chứa bí mật gì. Hình dáng cấu tạo thế này thật sự là chưa từng thấy, thật thú vị. Đạo gia mỉm cười nói thầm, dưới chân bỗng phát ra một tiếng rắc giống như đã dẫm lún một khối đất. Ngay sau đó, dưới mặt đất dường như truyền đến tiếng lách cách, tựa như tiếng lò so cơ quan nào đó đang vận hành. Ầm, um, trên thông đạo phía trước truyền đến âm thanh rung động của vật nặng rơi xuống. Sắc mặt đạo gia thay đổi với kinh nghiệm của hắn, vừa nghe đã biết thông đạo tiến vào đã bị thứ gì rơi xuống chặn lại rồi. Ngay sau đó, mấy cửa hang tối om khác cũng chuyển đến tiếng ken két trầm đục giống như có cánh cửa nặng nề nào đó mở ra. Chân đạo ra buông lỏng, lui ra vài bước, đèn pin nhanh chóng soi xung quanh. Trong lòng hắn biết đã đạp phải cơ quan, nhưng không biết đã phát động cơ quan gì được bố trí trong mộ thất. Có điều, có thể cắt đứt thông đạo tiến vào thì chứng tỏ cơ quan này không tốt lành gì. Hắn cảnh giác cao độ nhìn bốn phía, nhưng im lặng chờ trong chốc lát mà bốn phía vẫn im ắng, không hề nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì. Ngược lại, ở phía cửa lối vào lại truyền đến một tiếng nổ ầm vang vọng, chấn động đến nỗi mặt đất chỗ này đều rung lên. Bên cạnh đó, tiếng lách cách vẫn vang vọng mãi trong địa cung. Hắn nhanh chóng nhận ra trong âm thanh lách cách này có có một động tĩnh khác thường, đèn pin nhanh chóng chiếu về phía một cửa hang u tối, hình như có thứ gì đó đang lăn nhanh ra từ đây. Dưới ánh sáng, một đôi mắt màu xanh lục đột nhiên xuất hiện ở sâu trong cửa hang kia, ngay sau đó là bóng dáng hoàn chỉnh hiện ra, một người quần áo rách dưới xuất hiện. Thật ra kẻ này không giống người mà giống thây khô hơn, toàn thân mọc lông trắng, răng nanh nhọn hoắt. Dưới ánh đèn pin, hốc mắt nó phát ra ánh sáng màu xanh lục, mười ngón tay có móng nhọn xanh đen sắc bén. Nó đang điên cuồng lao ra khỏi cửa hang, phát ra tiếng gầm gừ bổ nhào về phía hắn. Trong tất cả cửa hang xung quanh hắn đều xuất hiện thây khô. Cương thi, trong đầu đạo ra lóe lên ý niệm này đầu tiên, tay hắn không hề dừng lại, cây gậy trong tay vặn một cái, một thứ mang theo ánh sáng rét lạnh thuận thế bay từ trong gậy ra. Cơ thể hắn khẽ lóe lên nhanh chóng lùi lại một bước, như người né tránh cương thi đang bổ nhào qua. Trên tay hắn giờ đây đang cầm một thanh kiếm lóe sáng, trong chớp nhoáng đã chém vào phần cổ cương thi, làm phun ra một chùm máu xanh lục. Đầu cương thi bay ra chia cắt với cơ thể, cơ thể đập xuống mặt đất một tiếng thịt rồi nằm co giật ở đó, bò lên mấy lần mà không đứng dậy được. Hành động của đạo gia cũng không hề dừng lại, kiếm quang trong tay chấp lóe liên tục. Từng bóng người bổ nhào đến đều bị hắn chém ngã trên đất, ánh đèn pin lia loạn xả phía trước người hắn. Không chỉ có một con cương thi, mà cửa hang bốn phía không ngừng có cương thi điên cuồng gầm thét sông về phía hắn, càng lúc càng nhiều. Đạo gia bị bao vây tấn công, trở tay không kịp, chỉ dựa vào kiếm trong tay thì không kịp ngăn địch. Hắn bèn dùng cả tay lẫn chân, vội vàng đâm một kiếm xuyên qua tim một cương thi, sau đó phát hiện làm như thế cũng vô dụng, cương thi kia vẫn một chảo đánh tới thân dưới của đạo gia tung ra một cước như bão tố, lực đạo hùng hồn, đạp cho cương thi kia bay ngược ra sau, đụng vào mấy con ở phía sau. Hắn không đợi chân đặt xuống, cơ thể đã bay lên không, xoay người đạp ra sau một cái, đá bay thêm một con nữa. Ngay sau đó, hắn lại lăng không vặn eo lật chân đá liên tục, nhanh chóng đá bay vài con, hàn quang trong tay chém xuống thêm vài cái đầu. Chỉ trong một thoáng, xung quanh hắn đã chất chồng hơn 20 cương thi hung hãn. Tuy bị vây công nhưng không một cương thi nào có thể thương tổn được hắn, có điều tay chân hắn cũng không dừng được. Người bình thường chỉ sợ sớm đã bị đánh không dám đến gần hắn nữa, nhưng những cương thi này căn bản không sợ chết. Chúng nó công kích càng thêm hung mãnh, hung hãn khó chơi. Pằng pằng pằng, ở lối vào đột nhiên vang lên tiếng súng gấp rút, một khẩu súng tự động trong tay một người đàn ông có thân hình gầy nhỏ phun ra ngọn lửa, đạn điên cuồng bắn về phía các cương thi đang nhào vào đạo ra để giải vây. Sau một hồi bắn liên tục, người đàn ông gầy nhỏ phát hiện những viên đạn bắn trúng mục tiêu không có tác dụng gì lớn ngược lại còn hấp dẫn vài cương thi về phía mình rõ ràng hắn ta cũng có một ít kinh nghiệm đối phó với những thứ này nhanh chóng điều chỉnh điểm đích của đạn bắn vào đầu và đầu gối của cương thi cương thi lao tới không phải bị bắn cho mất đi năng lực chạy ngã nhào xuống mặt đất thì cũng bị bắn nổ đầu não tuôn ra rồi ngã xuống đất ánh lửa từ họng súng phun ra chiếu lên gương mặt lạnh lẽo không biểu cảm gì của người đàn ông gầy nhỏ trông bình tĩnh cực kỳ mắt thấy cương thi hung hãn không sợ chết vào tới, hắn ta không lùi mà tiến tới, nghênh đón chúng. chương 2, cổ nhân thật sự không lừa ta, một Dùng động tác cực nhanh đổi băng đạn, khẩu súng được kéo nhanh một phát, tiếng súng đột nhiên dừng lại rồi lại liên tục vang lên. Sau khi không nhanh không chậm tiến lên, hắn ta đổi tay cầm súng tự động, tay kia rút một khẩu súng ngắn ở hông, thân súng sượt qua eo một cái soạt, đạn được lên nòng rắc rắc. Hắn ta chẳng thèm nhìn, tiện tay bắn hai phát súng bằng bằng vào đầu một cương thi bị thương ở đầu gối sắp ngã nhào đến trước mình, khiến đầu nó bị vỡ tung. Ngay sau đó, súng ngắn lại quay ngoắt ra sau bằng bằng vài phát, bắn nổ đầu cương thi từ phía sau đánh tới. Súng tự động và súng ngắn trong tay hắn ta được đổi băng đạn rất tự nhiên, cách sử dụng vũ khí súng ống không phải chỉ thuần thục bình thường. Những cương thi kia căn bản chưa đến gần được hắn ta đã lần lượt ngã xuống. Đợi đến khi đạo gia lách mình chém xuống một kiếm giết con cương thi cuối cùng trước mặt, khẩu súng tự động trong tay người đàn ông gầy nhỏ cũng bằng bằng hai tiếng bắn chết con cương thi lao tới cuối cùng. Đạo gia dùng mũi chân hất cán gậy dưới đất lên, nó xoay vài vòng trên không rồi rơi xuống. Hắn thuận tay giơ kiếm tra lại vào vỏ, biến nó trở thành cây gậy chống bình thường một lần nữa, động tác hết sức gọn gàng. Xong đâu đấy, hắn đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối vì đánh nhau của mình. Lúc này, trong địa cung tràn ngập một mùi hôi thối kỳ quái. Người đàn ông gầy nhỏ bước vòng xung quanh đạo ra một vòng, khi thấy mấy cương thi bị chém ngang lưng chưa chết hoặc chém mất hai chân vẫn còn dãy ruộa nòng súng tự động lại lóe lên tia lửa tạch tạch hoặc súng ngắn vang lên hai tiếng bằng bằng bắn nổ đầu chúng đợi sau khi tất cả cương thi trong địa cung đều không còn động tĩnh gì người đàn ông gầy nhỏ cảnh giác nhìn xung quanh nhanh chóng đổi băng đạn súng ngắn lập tức quay trở lại bên hông súng tự động cũng khoác trên vai hắn ta rút từ sau lưng ra một cái ống xoẹt một tiếng ánh lửa sáng lên mang theo cả khói hắn ta tiện tay vứt ra trước mặt xung quanh cũng vứt liên tục vài cây. Hình dáng đại khái của địa cung hiện rõ dưới ánh lửa, mái vòm cong cong, trên mặt đất đầy thi thể cương thi. Người đàn ông gầy nhỏ đi tới bên cạnh đạo gia chỉnh lại quần áo, hờ hững nói, đạo gia, bên ngoài đều được giải quyết cả rồi, lối vào đã có các anh em trông coi, đất đá lấp đường cũng cho nổ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể rút lui. Đạo gia ừm một tiếng, đèn pin dọi qua những thi thể cương thi trên mặt đất để đánh giá, còn dùng gậy lật lật chúng lên xem. Người đàn ông gầy nhỏ nhìn những thi thể xung quanh, tính sơ một chút thấy ít nhất cũng tầm hơn trăm con, hơi kỳ quái nói, lấy đâu ra nhiều cương thi vậy. Có trời mới biết, trước kia khi làm việc dù có gặp thì cũng lẻ tẻ một hai con. Ở đây thú vị thật, không uổng công, đạo ra cười ha ha, đèn pin lại chiếu bốn phía rồi ngừng lại trên một bức tượng quan âm đang ngồi xếp bằng cao gần 10 mét, trông đại từ đại bi. Cả địa cung đều trống rỗng, chỉ có một bức tượng quan âm ngồi sừng sững đó, muốn không chú ý cũng khó. Đèn pin dừng lại ở dưới cổ tượng Quan Âm, phát hiện trên cổ Quan Âm đeo một sợi dây chuyền. Toàn bộ bức tượng này được điêu khắc từ đá, sợi dây chuyền kia đeo lên rõ ràng không hề tương xứng. Vừa nhìn sơ, chỉ e rằng trong cả địa cung có kết cấu liền thành một khối này, đây chính là vật hoạt động duy nhất. Đạo gia cẩn thận bước sang, đã chịu thiệt một lần rồi, hắn biết huyệt mộ này không hề tầm thường mà có gì đó quái lạ. Cây gậy liên tục gõ trên mặt đất giống như người mù dò đường kỳ thực là nghe thử xem hồi âm trên mặt đất phải chăng có gì dị thường để phòng dẫm phải cơ quan hắn đi đến dưới bức tượng quan âm ngồi ngẩng đầu quan sát một chút cây gậy trong tay lại gõ lên bức tượng để nghe thử thậm chí còn hít vào một hơi đột nhiên hắn để khí thả người nhẹ nhàng nhảy lên đáp xuống đùi bức tượng quan âm hắn lại nhẹ nhàng nhảy lên nhanh chóng bỏ lên vai bức tượng ngồi xổm ở đó kéo sợi dây truyền trên cổ quan âm nhìn thử phát hiện đây là một sợi dây kim loại hắn lật mặt dây truyền kia lên thổi bụi đưa đèn pin chiếu sang nhìn thì thấy là một chiếc gương đồng cổ to bằng bàn tay. Kiểu dáng gương đồng này hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng khác với sợi dây chuyền kia, sợi dây chuyền đã cực kỳ dì xét, còn chiếc gương đồng cổ kính này thì không hề có vết dì xét nào. Đây không phải chỗ để từ từ nghiên cứu, hắn định lấy gương đồng này xuống mang đi thì phát hiện sợi dây của nó lại gắn liền thành một thể với bức tượng. Hắn thấy sợi dây đã dì xét lắm rồi, đoán là cũng chẳng rắn chắc gì mấy, bèn bỏ đồ trong tay sang một bên, chụp lấy sợi dây để khí phát lực, vượt một tiếng trực tiếp kéo đứt sợi dây. Lúc này hắn phát hiện trong sợi dây lại có một sợi tơ màu vàng kim, giống như nối với thứ gì đó trong cổ của bức tượng. Hắn ngầm cảm giác được chút gì đó không ổn, bên trong bức tượng quan âm cũng mơ hồ truyền đến tiếng động. Hắn đưa tay với lấy chiếc gương đồng nhưng còn chưa kịp nhảy xuống khỏi bức tượng thì địa cung dưới mặt đất đã truyền đến âm thanh rầm rầm như tiếng chuyển động của lò xo. Âm thanh này còn mạnh hơn tiếng của cơ quan lúc trước, cả mặt đất đều chấn động, địa cung lắc lư kịch liệt. Đạo gia không nhảy xuống nữa mà đưa tay vịn chắc lấy đầu pho tượng, nhanh chóng lia đèn pin xem xét tình hình xung quanh, lúc này đây mà hành động tùy tiện thì rất nguy hiểm. Có tiếng đồ vật rào rào từ phía trên rất xuống, ánh đèn vừa chiếu lên thì phát hiện mái vòm đang vỡ vụn. Hầu tử, mái vòm sắp sập rồi, đi mau. Đạo gia giống lên rồi thả mình phi xuống khỏi vai pho tượng. Thế nhưng đúng lúc này hắn lại bị một cục đá lớn nện cho ngã mạnh xuống phía dưới đợi đến khi hắn quỳ dạp trên mặt đất, ộc máu ngẩng đầu lên thì chỉ thấy trong những hòn đá lộn xộn rơi xuống, bóng dáng hắn tử gầy nhỏ nhanh chóng lóe lên, lăn mình xông về phía thông đạo tiến vào, ngay sau đó, mọi thứ trước mắt tối sầm, hắn mất đi chi giác. Trong đầu hỗn loạn, đầu đau sắp nứt ra, hắn chậm rãi mở hai mắt chỉ thấy không gian trước mặt khá u ám, chỉ có một vài bóng sáng đang lắc lư. Hắn đưa mắt đánh giá xung quanh, phát hiện ánh sáng kia phát ra từ một bó đuốc cắm nghiêng trên trụ, dường như mình đang nằm trong một ngôi miếu đổ nát cũ kỹ không biết là ở đâu nhưng chắc là hầu tử nhảy vào cứu mình rồi cảm giác trước đó bị nện nằm bò xuống vẫn còn với sức nặng của hòn đá kia chắc không chết thì cũng chẳng tốt đẹp gì mấy có thể còn sống sót đã là may mắn lắm rồi với kinh nghiệm của hắn nếu người đang ở trong tình huống trọng thương thì không nên vận động mạnh cơ thể mặc dù không có cảm giác đau đớn gì nhưng cũng có thể là do tác dụng của việc tê liệt thần kinh hắn cử động ngón tay trước xác định 10 ngón hoạt động tự nhiên, không có việc gì. Từ bàn tay chuyển lên cánh tay, hoạt động bình thường, cũng không sao. Lại nhấc hai chân lên, co gối duỗi đùi, vẫn không có việc gì. Hắn vô cùng vui mừng, hai tay khẽ trống lên mặt đất, đang định thử tình trạng cơ thể thì đột nhiên nhìn thấy một lão đầu gương mặt già nua đang mỉm cười. Tóc ông ta được búi gọn và cố định bằng châm cài, ăn mặc theo phong cách cổ trang, hiện giờ, đang hơi khom xuống che mất tầm nhìn phía trên của hắn. Tiểu huynh đệ, người đã tỉnh rồi xem ra đúng là lão phu may mắn lão đầu mỉm cười nói lão đưa tay ra tiện thể đỡ hắn dậy đạo gia vẫn duy trì cảnh giác muốn vận công đề phòng thì phát hiện nội lực không điều tiết ra được có lẽ là do bị trọng thương có điều hắn ngồi dậy vặn vẹo thân dưới thì thấy không có trở ngại gì chỉ có phía sau ót ê ẩm đau giống như từng bị gì đó đánh mạnh vào hắn nhìn không gian trong ngôi miếu đổ xung quanh một chút ánh mắt dừng lại trên mặt lão đầu hỏi lão ca đây là Chương ba, cổ nhân thật sự không lừa ta. Hai lời vừa ra khỏi miệng, phát hiện giọng nói của mình không đúng, có vẻ hơi non nớt. Hắn đoán chắc là do bị thương nên vội ho một tiếng, tiếp tục hỏi đây là nơi nào. Lão ca, lão đầu sừng sốt một chút, chợt cười ha ha nói, người trẻ tuổi nhưng khẩu khí không nhỏ. Được thôi, lão ca thì lão ca, ca tính này ta thích. Ở đây cụ thể gọi là gì ta cũng không rõ, ta cũng chẳng có tinh lực mà đi điều tra dù sao cũng là một vùng núi hẻo lánh ở quận tử vân nước yến quận tử vân nước yến đạo gia mù mờ khựng lại đây là đâu vậy hắn không khỏi quan sát đối phương từ trên xuống dưới phát hiện trên bộ y phục ở phần ngực bụng đối phương có một mảng máu lớn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi sắc mặt hơi trắng bạch trông giống bị thương nhưng thần thái trong mắt vẫn tỉnh táo hắn hỏi không biết tôn tính đại danh của lão ca là gì lão đầu cười nói lão phu đông quách hạo nhiên đệ tử thượng thanh tông đạo gia sững sờ hắn nghe rõ từng chữ một nhưng không hiểu có nghĩa là gì hắn nhìn kỹ người trước mắt ông ta mặc y phục cổ trang nói chuyện theo phong cách thời xưa có phải người này diễn kịch nhập vai quá rồi không ông muốn đóng vai cổ nhân cũng phải đóng cho giống một chút có được không hả cổ nhân mà nói tiếng phổ thông lưu loát thế à hắn nghi ngờ có phải người này đang đùa với mình không hắn lập tức quay đầu sang bốn phía gọi hầu tử hầu tử lão đầu cũng sửng sốt một chút nói ta cũng mới vừa đến không thấy có con khỉ nào cả trong khu rừng gần đây có khỉ sao không nghe thấy hầu tử đáp lại bản thân hắn sao lại xuất hiện ở đây cũng là một điều khó hiểu nhưng người có thể đưa mình ra khỏi cổ mộ kia chắc chắn không đơn giản đạo gia trầm giọng nói lão ca không biết là lăn lộn trên đạo nào lão đầu cười nói thượng thanh tông dĩ nhiên là chính đạo đạo gia cười lạnh một tiếng lão ca còn chơi ba trò không ý nghĩa này làm gì nữa có gì nói trắng ra đi được, lão đầu gật đầu nói, bản thân ta bị thương, không có nhiều thời gian lắm, có lẽ ngươi không hiểu gì cả nhưng chỉ cần nhớ rõ một điểm, Thượng Thanh Tông cũng ở quận Tử Vân này, cách đây chừng hơn 300 dặm, dưới chân núi này không xa có một con sông, đi dọc theo đó đến một thác nước thì dừng lại, vùng đất lành chim đậu đó chính là Thượng Thanh Tông, nhớ rõ chưa? Dứt lời, lão đầu khoanh chân ngồi thẳng, một bàn tay xoay tròn trước ngực. Trong nháy mắt đạo ra cảm thấy kinh hãi, hắn phát hiện mình đã bị một lực đạo vô hình cưỡng ép khống chế cả người không thể động đậy mà chỉ nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Trong lòng hắn vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ trên thế giới này còn có người có nội lực cao thâm như vậy. Quả thực là cao thâm đến mức hắn không thể nào tưởng tượng nổi. Vốn hắn cho rằng tu vi của mình đã được coi là cao thủ hàng đầu trên giang hồ nhưng bây giờ xem ra chẳng qua cũng chỉ là hạt gạo tranh phát sáng với hạt châu. Cổ ngữ có câu thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, cổ nhân đúng là không lừa mình. Lão đầu chợt vỗ một trường vào ngực mình, hộc ra một ngụm máu tươi. Máu thành một hình cầu, trôi nổi giữa không trung, ngón tay của lão đầu cắm vào quả cầu máu đang trôi nổi trước người, quấy nhanh, trong huyết cầu bắn ra từng phù văn huyết sắc. Phù văn bay ra quẩn quanh người đạo gia, một màn quỷ dị thần kỳ như vậy khiến đạo gia nhìn mà kinh hãi không thôi, điều khiển nội lực tinh thâm đến mức độ này, ngay cả nằm mơ hắn cũng không ngờ tới. Phù văn bắn ra càng ngày càng nhiều, huyết cầu càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn không còn nữa. Nó hóa thành 36 đường phù văn huyết sắc xoay tròn quanh người đạo gia hai tay lão đầu đột nhiên cùng khuấy, cả người đạo gia đang trôi nổi cũng xoay tròn từ trên xuống dưới từ trái sang phải. Lão đầu đánh ra từng trường, mỗi trường đánh lên phù văn huyết sắc xoay tròn kia, phù văn huyết sắc nhanh chóng ngưng tụ hóa thành một đạo hồng quang đánh chính xác vào trong kinh lạc huyệt vị của đạo gia. Cảm giác thứ sống sờ sờ nào đó chui vào cơ thể khiến đạo gia đau đến mức ứa mồ hôi lạnh. Đợi cho 36 đạo phù văn huyết sắc đều được đánh vào trong cơ thể đạo gia, lão đầu lật lòng bàn tay thẳng đứng, đạo gia cũng chậm chậm bay xuống, xếp bằng ngồi đối diện lão, ngây ra như phóng nhìn lão. Vẻ mặt nghiêm túc của lão đầu lại nở nụ cười mỉm, thần thái trong đôi mắt sáng kia dần trở nên ảm đạm, ngữ khi yếu ớt nói. Ta đã dựa vào bí pháp của Thượng Thanh Tông đem tu vi cả đời còn sót lại hóa thành 36 đạo hộ thân phù, hộ pháp trừ tà cho ngươi. Ngươi cứ đi theo con đường ta đã nói hẳn là sẽ đủ để hộ tống ngươi đến Thượng Thanh Tông. Thương thế của ta quá nặng, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, không cách nào trở về Thượng Thanh Tông. Trong thời khắc hấp hối có thể gặp được tiểu huynh đệ là vận khí của ta, cũng là vận khí của Thượng Thanh Tông. Tiểu huynh đệ có thể gặp được ta cũng là vận phí của tiểu huynh đệ. Xem như chúng ta có duyên phận sư đồ, dù sao làm đệ tử của ta vẫn hơn là làm một hương dân loạn thế trong góc núi này, chắc chắn ngươi cũng không có lý do gì để từ chối. Ngươi hãy đến Thượng Thanh Tông nói là đệ tử của ta, hộ thân phù ta đã đánh vào cơ thể ngươi chính là chứng cứ, chắc chắn bọn họ sẽ tin. Đạo gia nháy mắt nhìn lão, đang tiêu hóa lời của lão lão đầu lấy từ trong ngực ra một cái gương đồng đưa cho hắn nói vì vật này cái mạng của ta coi như mất ở trên đó trưởng môn thượng thanh tông đường mục là sư huynh của ta vật này ngươi đem tới thượng thanh tông giao cho huynh ấy ngươi phải nhớ kỹ vật này không thể để lộ cho người khác chỉ có thể giao cho chính sư huynh ta không thể để rơi vào tay những người khác nhớ kỹ chưa đạo gia vô thức khẽ gật đầu đưa tay nhận gương đồng lật xem trong lòng vô cùng kinh ngạc đây, đây chính là gương đồng cổ mà hắn đã lấy xuống từ trên pho tượng quan âm kia, không thể xác nhận là vì lúc ấy không nhìn kỹ nhưng gương đồng trong tay nhìn cực kỳ giống. Hắn nhìn về phía lão đầu, thần thông vừa rồi của đối phương khiến hắn hơi tin vào chút gì đó, nhưng chiếc gương đồng này lại như muốn kéo hắn trở về thực tế. Hắn muốn hỏi thêm, ai ngờ vừa mới há mồm, hai mắt lão đầu đã nhắm, miệng nở nụ cười, ngã đầu vào người hắn. Lão ca, lão ca, đạo gia vỗ lão kêu hai tiếng thấy không có phản ứng, đưa tay thử hơi thở, lại sờ lên mạch cổ của đối phương. Chết rồi, sau khi xác định vài lần đối phương đã thực sự chết rồi, đạo ra ngây người trợn mắt cả nửa ngày, có đùa hay chơi hắn gì đó thì cũng không cần thiết phải chơi lớn vậy chứ, đây là chết thật đấy. Hắn chậm rãi đặt thi thể lão đầu nằm ngay ngắn, nhìn gương đồng trên tay, lúc này hắn mới chú ý trên người mình cũng mặc cổ trang. Hai tay hình như cũng không giống tay mình, đỉnh đầu cũng cảm thấy chút không được tự nhiên, đưa tay sờ một cái, lại kéo mạnh. Đau, là búi tóc thật hắn không kìm được bò dậy nhìn xung quanh bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng quát sắc bén giống như tiếng quạ đen đạo gia nhanh chóng đi ra cửa muốn nhìn xem tình hình bên ngoài là như thế nào hắn kéo chốt cửa cánh cổng lớn vừa mở ra bước lên bậc thang đi ra bên ngoài dãy núi chập trùng dưới ánh trăng những ngôi sao điểm đầy bầu trời đêm trên một cây đại thụ bên ngoài lại quát một tiếng chói tay hấp dẫn sự chú ý của hắn hình như thật sự là một con quả nhưng từ cặp mắt của con quả đen đó có thể thấy rõ hồng quang lờ mờ dâng lên, giống như đang theo dõi gương đồng trong tay hắn. Hồng quang trong mắt quả đen sáng lên, nó vỗ cánh một cái tạo thành một đám xương mù đen. Đám xương mù này nhanh chóng hóa thành hình người, xông thẳng đến, nó lại phất tay một cái biến thành con dao lớn sáng loáng chém sang. Chương 4: Tranh đoạt truyền vị. Tình hình quỷ dị như vậy đạo gia chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy nên giật nảy cả mình hắn tránh đi theo bản năng nhưng dường như cơ thể không theo kịp tốc độ phản ứng quen thuộc của hắn mắt thấy mình sắp phải bỏ mạng dưới dao vào thời khắc hắn thất kinh vung tay chặn lại theo phản xạ có điều kiện thì một đạo nhiệt lưu trên cánh tay xông ra lòng bàn tay lòng bàn tay cực kỳ nóng bỏng một đạo hồng quang phun ra hóa thành một phù văn huyết sắc lớn mạnh mẽ tung lên người quái nhân quả đang lao tới ầm um, một tiếng động như sấm rền vang lên quái nhân quả đụng vào phù văn huyết sắc trong nháy mắt bị đánh cho thành mây khói phù văn huyết sắc kia cũng biến mất theo đạo gia vung một cánh tay lên, không người, cứng ngắc một lúc không thể nhúc nhích được. Hắn cảm thấy khó tin, đây là kiệt tác của mình sao? Hắn không khỏi nhớ tới những lời lão đầu kia nói sau khi truyền pháp ban nãy. Gặp ma rồi, hình như bên ngoài hơi nguy hiểm. Đạo gia lắc mình một cái, nhảy ra sau, quay trở lại vào nhà, nhanh chóng đóng cửa lại rồi dập tắt bò đuốc bên trong. Trời đông giá rét, sương lạnh răng khắp nơi, dòng nước vẫn chưa bị đóng băng, đổ mạnh xuống đất vang nên những âm thanh trầm muộn. Dưới trăng sao, một bóng ngựa rong rổi phi đến, tuấn mã thở ra khí nóng, người trên lưng ngựa được bao trùm trong chiếc áo khoác màu đen. Ngựa phi thẳng đến bờ sông cạn nước, quẹo vào bãi sông, bước trên nước cạn khiến bọt nước bay tung tóe lên bờ, rồi tiếp tục phi nhanh vào khu rừng khía xa. Cây cối trong núi tĩnh mịch, tối tăm không ánh sáng, lúc sông vào rừng núi, kỵ sĩ vung tay lên, trong hắc bào lóe lên một ánh sáng trăng ấm áp, chiếu sáng phía trước. Ánh sáng trăng ấm áp đó là một loại bướm vỗ cánh bay nhanh, tên Tiểu Nguyệt, ngụ ý là ánh trăng nhỏ. Thân nó có giáp cứng, trong cánh có xương nhọn, ban ngày dưới ánh sáng mạnh thì không có gì kỳ lạ, trong bóng tối thì phát sáng, tản ra ánh sáng nhu hòa, có thể chiếu sáng trong khoảng cách hai trượng. Tốc độ phi hành của loài này thì nhanh chậm đều có, thường được người trong giới tu hành thuần dưỡng để chiếu sáng. Nguồn phát sáng của tiểu nguyệt là ở trên cánh, mặt sau cánh không phát sáng, ánh sáng đến từ mặt trong cánh, vì thế khi nó vô cánh, trong phạm vi tia sáng phóng ra sẽ có cảm giác lúc lớn lúc nhỏ, lúc sáng lúc tối khi nó thu cánh lại thì hoàn toàn có thể dùng làm đèn chiếu sáng tiểu nguyệt đi trước chiếu sáng kỵ sĩ phóng ngựa theo sau trong khu rừng phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang chặn đường lại là một con bướm phát sáng kỵ sĩ vội vàng dừng lại tiểu nguyệt dẫn đường trở về lại trước mặt gã kỵ sĩ được bao phủ trong áo choàng ngừng mặt lên là một lão đầu khuôn mặt thanh quắc ba sợi dâu dài màu hoa dâm hai mắt có thần tiện tay ném một lệnh bài ra sau khi bóng người tiềm phục trên cây nhận lấy lệnh bài kiểm tra thì ném lệnh bài trở lại, bướm phát sáng cản đường nhanh chóng được thu hồi, biến mất trong bóng tối. Tuấn Mã một lần nữa mau chóng đuổi theo, chạy sau Tiểu Nguyệt đi thẳng vào sâu trong núi. Trăng sáng rực rỡ, sâu trong núi là vùng đất lành chim đậu, những ngọn núi kỳ lạ san sát, thông qua ánh đèn có thể thấy được cung điện nguy nga trên vách núi, đây chính là nơi tọa lạc của Thượng Thanh Tông thuộc giới tu hành. Kỵ sĩ si áo bảo đen nhảy xuống ngựa ở vách núi, xốc mũ áo choàng để lộ ra dung nhan thật, chính là đường mục, trưởng môn Thượng Thanh Tông. Một đệ tử lập tức tới chào, trưởng môn, đường mục tiện tay ném dây cương cho đối phương, không nói gì, nhanh chân bước đi, dọc theo bậc thang xoay vòng hình chữ chi trên vách đá dựng đứng, nhanh chóng lách mình đi lên. Dưới chân lão điểm vài cái nhảy vọt bay lên đỉnh núi đi tới ngoài cung điện lồng lộng trên núi rồi tiếp tục bước nhanh tới trước. Dưới ngôi nhà mái cong, một nữ tử khoác áo vải sa tóc búi xoắn ốc đứng yên. Nữ tử có lông mày dài mảnh như lá liễu, đôi mắt phượng sáng rõ như bảo thạch hắc ngọc, sóng mũi xinh đẹp, đôi môi anh đào như nhụy hoa nở rộ, mặt như phù dung lại mang theo chút đoan trang lạnh lùng, làn da trắng nõn như sứ, bộ ngực căng đầy, tư thái uyển chuyển, bộ váy dài kim sa màu xám khiến khí chất càng như tiên nữ xuất trần. Đây chính là đường nghi con gái của đường mục, nàng ngẩng đầu nhìn trăng, một mình cô đơn thưởng trăng trong đêm tịch liêu. Hồ điệp phát sáng hấp dẫn sự chú ý của người khác, mặc dù vừa lên đỉnh núi đã bị thu lại nhưng vẫn bị đường nghi phát hiện. Đường Nhi quay đầu nhìn sang, kinh ngạc đi về phía bậc thang nghênh đón, nhìn sau lưng phụ thân không thấy có ai khác liền không khỏi cảm thấy kỳ quái, nàng cất lời hỏi đường mục đang leo lên bậc thang. Cha, mấy người sư huynh không về cùng ư, ai ngờ thân hình đường mục đột nhiên nhoáng lên, lão bị phân tâm vấp bậc thang dưới chân ngã lăn quay đồng thời sạc ra một ngụm máu. Đường Nhi giật nảy cả mình, với tu vi của phụ thân sao có thể như vậy được. Nàng mau chóng lách mình chạy tới đỡ sau khi tới gần nàng liền ngửi thấy mùi máu tươi không nhẹ trên người phụ thân tay chạm vào ống tay áo thấy ẩm ướt lại hơi sền sệt nàng đưa tay mượn ánh đèn dưới mái hiên nhìn thử mới phát hiện là vết máu liền hoảng hốt hỏi cha người bị thương sao đường mục khoát tay ra hiệu nàng đừng la lớn bên ngoài trời đông giá rét nhiệt độ không khí trên núi lạnh hơn nhưng trong phòng lại ấm áp như xuân một cái lò đồng to lớn giống như lò luyện đan tỏa chân chính giữa căn phòng người đứng dưới lò phải ngẩng đầu lên nhìn mới thấy rõ. Hiện giờ trong lò đang đốt lửa than, khi tới gần có thể cảm thấy nhiệt độ cực nóng, chính nó đã sưởi ấm cả căn phòng này. Khí nóng của nó thông đến khắp các buồng, mở rộng đến cổng cũng không bị mất đi sự ấm áp. Đường Nhi đỡ phụ thân mình ngồi xuống, mặt mày lo lắng muốn kiểm tra thương thế cho lão. Đường Mục đưa tay ngăn cản, trầm giọng nói: lập tức thông báo cho ba vị trưởng lão cùng đệ tử nội môn đến đây gặp ta, ta có chuyện quan trọng tuyên bố đường nghi sốt ruột cha vết thương của cha đường mục quát cắt ngang nhanh đi nhanh hàm răng ngà của đường nghi khẽ cắn môi trong mắt dâng lên lệ quang hình như đã dự cảm được điều gì đó nàng không thể không mau chóng rời đi không lâu sau mấy đệ tử nội môn mau chóng chạy đến trước họ vừa nhìn thấy dáng vẻ của đường mục đều chấn động dưới ánh đèn có thể thấy rõ đường mục đang bị trọng thương các đệ tử mau chóng tiến lên xem đặc biệt là ngụy đa đại đệ tử thân truyền của đường mục càng sốt ruột không chịu được sư sư phụ người sao lại bị thương thành ra thế này đệ tử sẽ chữa chữa thương cho người y bị cà lăm bẩm sinh đường mục khoát tay ra hiệu cho hắn thối lui không cần quan tâm ngụy đa mặt mày thật thà sốt ruột đến mức cứ quỷ ở bên không đứng dậy được đường mục nhắm mắt dường như không có tinh lực để nói gì với y chờ một lát sau ba vị trưởng lão ở sau núi thượng thanh tông đáp xuống ngoài cửa có hai nam một nữ cùng nhau tiến vào ba người này là la nguyên công Tô Phá, Đường Tố Tố, rõ ràng tuổi đều đã cao, còn già hơn cả trưởng môn Đường Mục, họ vốn đều là sư thúc của Đường Mục, sau khi Đường Mục tiếp trưởng Thượng Thanh Tông, ba người liền lui về vị trí trưởng lão. Cho dù trước khi đến ba người đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy tình trạng của Đường Mục thì vẫn giật mình, ba người tiến lên cùng nhau ra tay kiểm tra. Không như với đệ tử bên dưới, Đường Mục không tiện từ chối, đành phải để mặc. Sau khi ba người thi pháp kiểm tra xong, sắc mặt đều lộ vẻ cực kỳ ngưng trọng, cũng biết nguyên nhân đường mục không cho cứu chữa là bởi vì không cứu được, thương tích quá nặng, lục phủ ngũ tạng gần như đã bị hủy, tất cả đều chỉ còn dựa vào một hơi chân khí. Ba người đại khái cũng đoán được đường mục gấp gáp triệu mọi người tới là muốn tuyên bố cái gì. Ai làm? Đường Tố Tố tức giận lên tiếng hỏi, bà là cô cô của Đường Mục. Năm đó, lúc Đường Mục tiến vào Thượng Thanh Tông cũng là do một tay bà dẫn dắt, sau này Đường Mục có thể ngồi lên vị trí trưởng môn nhân này, bà cũng bỏ ra không ít sức lực. Cháu của mình thành ra thế này sao có thể không giận. chương 5, Nghiêu hữu Đạo 1, đường mục từ từ nói, chờ người đến đông đủ, mọi người đành phải chờ. Mãi cho tới khi đường nghi trở về, gọi toàn bộ mấy chục đệ tử nội môn còn lưu lại Thượng Thanh Tông tới hết, đứng thành hàng ngũ trật tự trong sảnh thì đường mục mới vịn tay ghế ngồi thẳng người, âm thanh hữu lực rõ ràng nói. Vì nguyên nhân sức khỏe nên ta không cách nào tiếp tục chấp trưởng Thượng Thanh Tông được, nay đệ tử nội môn đều ở đây thì hãy nghe pháp chỉ của ta, ai nấy đều là nhân chứng. Ta chính thức truyền chức trưởng môn thượng thanh tông cho sư đệ đông quách hảo nhiên. Người nghe lệnh không được phép dối gạt, trên có môn quy, người vi phạm nghiêm trị không tha. Đám đệ tử còn đỡ chỉ liếc nhìn nhau, ba vị trưởng lão lại vô cùng kinh ngạc, truyền vị cho đông quách hảo nhiên. Dựa theo môn quy của thượng thanh tông, trưởng môn thượng thanh tông chỉ có thể do đệ tử nội môn đảm nhiệm, do trưởng môn tiền nhiệm chỉ định. Nếu trưởng môn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không thể chỉ định thì sẽ chọn ra một người trong số các đệ tử kế thừa vị trí trưởng môn họ sẽ được các đệ tử nội môn đề cử. Trừ phi trưởng môn ngay cả đệ tử cũng không có mới có thể chọn từ chi thứ. Đông Quách Hạo Nhiên là sư đệ đường mục, dĩ nhiên được coi là đệ tử nội môn, cũng phù hợp với nhân tuyển tiếp trưởng trưởng môn chỉ định. Nhưng từ đường mục nhất hệ mà nói, đây cũng giống như việc tuyển chi thứ thiếp vị, cộng thêm vài nhân tố khác, từ một góc độ nào đó mà nói, Đông Quách Hạo Nhiên cũng không phải lựa chọn thích hợp. Đường Tố Tố là người đầu tiên không kiềm được, nghiêm nghị nói. Vẫn xin trưởng môn nghĩ lại, Đông Quách Hảo Nhiên và Ninh Vương Thương Kiến Bá qua lại đã lâu. Thương Kiến Bá suy nghĩ hão huyền, khiến cho tu sĩ thiên hạ bất mãn. Chính vì điều này, năm đó sư huynh vốn muốn truyền vị cho Đông Quách Hảo Nhiên mới bị các sư bá, sư thúc ngăn lại rồi truyền vị cho người. Giờ người lại làm ngược trở lại như vậy há không biết một khi Đông Quách Hảo Nhiên thượng vị, Thượng Thanh Tông sẽ rước phải hỏa diệt môn ư, đại sự như thế có thể đùa được sao? Đường Mục bình tĩnh nói, trên đường đi ta đã nghe được tin tức, Thương Kiến Bá gặp chuyện bỏ mình cho nên chuyện của Thương Kiến Bá đã qua rồi. Thương Kiến Bá đã chết, Ninh Vương Thương Kiến Bá là thân đệ đệ của đương kim hoàng đế nước Yến, là một đại tư mã đứng hàng tam công, thống lĩnh binh mã hùng mạnh của nước Yến, rất thiện chiến, quả thực là quyền cao chức trọng, vậy mà lại gặp chuyện bỏ mình. Chuyện hệ trọng như thế sao bên này chưa hề nhận được tin. Đường Tố Tố ngẩng đầu ưỡn ngực nói ta phản đối. Đường Mục nghiêng mắt nhìn, hỏi vì sao phản đối. Chuyện này đâu trái với môn quy. Đường tố tố đáp, không trái, nhưng thượng thanh tông từ khi lập tông cho đến nay, chức trưởng môn đều theo lệ cũ truyền cho đệ tử thân truyền chứ không có tiền lệ truyền cho chi thứ. Đệ tử dưới chướng trưởng môn không phải không có ai, cớ gì phải truyền cho chi thứ, dù sao cũng cần có một lý do. Đường mục nhắm mắt thở dài, lần này các đệ tử theo ta ra ngoài đều đã lâm nạn. Đám người hơi trầm mặc nhìn thấy đường mục bị thương thành ra thế này trở về lại không thấy các đệ tử đi cùng khác, trong lòng họ đại khái đã có suy đoán, bây giờ được chứng minh ai nấy không khỏi nghi hoặc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đường tố tố lại chỉ về phía ngụy đa ngụy đa là đại đệ tử của người trưởng môn há không thèm nhìn đến đường mục thờ ơ nói ngụy đa trung hậu thành thật nhưng quá hiền lành khó làm chủ được không thể đảm đương nổi trách nhiệm trưởng môn lý do thoái thác này không ai phản đối cộng thêm ngụy đa cả năm làm trưởng môn đúng là ảnh hưởng đến hình tượng thượng thanh tông ngay cả bản thân ngụy đa nghe thấy cũng cúi đầu đường tố tố lại chỉ về phía đường nhi đường nhi thì sao thượng thanh tông không có đạo lý nữ tử không thể làm trưởng môn đường nhi là nữ nhi của ta thượng thanh tông cũng không phải tài sản riêng của nhà ta ta thân là trưởng môn thượng thanh tông há có thể mang lòng riêng đời đời truyền cho nhà mình đường tố tố lớn tiếng nói nâng hiền không tránh thân ai dám không phục đường mục lạnh nhạt nói không ổn đường tố tố nổi giận nói cho cùng trưởng môn chỉ muốn đem chức trưởng môn truyền cho đông quách hạo nhiên rốt cuộc là vì sao có thể nói rõ ý đồ của người không đường mục bỗng nhiên mở mắt ánh mắt quét tới trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm khắc môn quy của thượng thanh tông đối với đường trưởng lão mà nói có phải có cũng được mà không có cũng không sao đúng không đường tố tố im lặng hai quyền nắm chặt tức giận đến mức run lẩy bẩy không ngờ chất tử trí thân của mình lại nói với mình như vậy trước mặt mọi người cứng rắn đối đầu với bà ngay trước mặt chúng đệ tử làm bà mất hết mặt mũi ý ta đã quyết đường mục lấy ra lệnh bài trưởng môn đưa về phía la nguyên công ở cạnh sư đệ đông quách hạo nhiên không ở đây theo môn quy lệnh bài trưởng môn sẽ do mấy vị trưởng lão giữ thay sau khi sư đệ quay về chức trưởng môn chính thức chuyển cho đông quách hạo nhiên tiếp trưởng đệ tử trên dưới thượng thanh tông chứng kiến không được làm sai la Là nguyên công đưa hai tay ra nhận lệnh bài trưởng môn biểu đạt sự tôn kính nên có lúc quay về vị trí ông ta nhìn về phía đường tố tố và tô phá không kìm được buông một tiếng thở dài không còn cách nào khác lúc này đường mục căn bản không hề sợ bất kỳ áp lực gì cho dù tất cả mọi người trên dưới tông môn liên kết phản đối cũng vô dụng chỉ định người thừa kế trưởng môn là quyền lực môn quy ban cho trưởng môn trước khi chết đường mục nhất định làm như vậy thì ai có thể chống được lão chư vị ghi nhớ sau khi ta chết bí mật không phát tang nếu không dễ khiến thượng thanh tông rước lấy đại hỏa đường mục lại ban một di mệnh xuống cho mọi người mọi người hai mặt nhìn nhau không biết là có ý gì ánh mắt mấy vị trưởng lão chạm vào nhau bên trong đều có vẻ lo lắng giống như đã nhận ra gì đó đợi một lát các đệ tử nội môn khác tản đi trong sảnh chỉ còn lại ba vị trưởng lão còn cả đường nhi và ngụy đa lúc này trưởng lão la nguyên công mới trầm giọng hỏi trưởng môn người và đông quách hạo nhiên lần lượt dẫn đệ tử môn hạ rời đi bây giờ người bị thương thành ra thế này quay về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là ai đả thương người đường mục gắng giữ sự bình tĩnh nói tinh lực của ta không đủ có nghi vấn gì chờ sau khi sư đệ tiếp trưởng chức trưởng môn các người hãy đi hỏi đệ ấy. Sắc mặt đường tố tố lạnh lùng nói, gần đây bên ngoài có tin đồn, nói thương kính gì đó tái hiện thiên hạ, chẳng lẽ trưởng môn và đông quách hạo nhiên vì cướp đoạt thương kính với người ta nên mới thành ra thế này. Nhắc đến thương kính này, vẻ mặt mọi người đều biến đổi, nhìn chằm chằm phản ứng của đường mục. Thật sự địa vị của món đồ chơi thương kính này quá lớn, tuy hiện tại thiên hạ là thất hùng cùng tồn tại nhưng xét cho cùng thì vẫn được xây dựng nên từ nước vũ. Năm ấy, thương tụng cao thủ hàng đầu giới tu hành vốn cả đời tiêu giao, về sau không biết vì sao tâm huyết dâng trào đột nhiên dính líu vào tục sự, hao hết tâm lực nhất thống thiên hạ, thành lập nước vũ, bản thân cũng làm hoàng đế nước vũ, luôn áp chế tu sĩ thiên hạ, lấy cái danh mỹ miều là để tránh tu sĩ tranh lợi với phàm nhân. Về sau thương tụng cầu trường sinh, làm trái dự tính ban đầu, chọc một lỗ thủng trên trời làm một lượng lớn linh khí từ ngoài bầu trời tiết vào, khiến giới tu hành muốn không phồn vinh cũng khó phu nhân thương tụng cũng chính là vương hậu ly ca của nước vũ không quên dự tính ban đầu, bởi vậy đã phá trời, kết quả cả hai phu phụ đều không biết đi về đâu. Sau khi hai phu phụ biến mất, mấy trăm chư hầu các nước phân đất phong hầu cuối cùng không ai còn có thể áp chế, chư hầu bắt đầu chiến loạn, cứ mãi như vậy cho đến nay. chương 6, Như hữu Đạo 2, tương truyền thương tụng luyện chế ra một bộ pháp bảo, tổng cộng 8 món, thương tụng phá trời và ly ca vá trời đều dựa vào những bảo vật này. Nước vũ sụp đổ, thần khí lưu lạc bên ngoài, tám bảo vật cũng không ngừng lưu chuyển giữa các nước chư hầu. Sau khi những nước nhỏ không ngừng bị thâu tóm, cuối cùng thiên hạ hình thành cục diện bát cường cắt cứ, tám bảo vật cũng được tám nước nắm giữ, được các quốc gia coi là trấn quốc thần khí. Còn thương kính này chính là trấn quốc thần khí trong tay nước tần. Tương truyền thương kính chính là pháp bảo quan trọng dùng để phá trời và vá trời, cũng đứng đầu trong bát bảo, bởi vậy đã hấp dẫn các tu sĩ tranh đoạt khiến nước tần bị diệt. Vào thời khắc phương triều nước tần sụp đổ, thương kính biến mất, thế lực khắp nơi tìm kiếm đều không thấy tung tích của nó đâu. Mấu chốt của vấn đề là, tương truyền là lúc vương hậu ly ca nước vũ vá trời không hoàn toàn vá hết, vẫn còn dò gì. Vì vậy, có người cho rằng lực lượng tu sĩ thiên hạ gia tăng có liên quan rất lớn đến chuyện này. Tu sĩ đông hơn khó tránh khỏi việc tranh lợi với dân. Có người cho rằng vì tu sĩ nhúng tay tục sự khiến thiên hạ chiến loạn không ngừng, thế là có người muốn tập hợp đủ tám pháp bảo để đắp hết lỗ thủng của trời kia, chặt đứt nguồn linh khí, kể từ đó dĩ nhiên là đắc tội với tu sĩ thiên hạ, Thương Kiến Bá Ninh Vương Đại Tư Mã nước Yến chính là một đại diện của phái này. Chẳng ngờ Thượng Thanh tông lại có đệ tử giao thiệp với Ninh Vương Thương Kiến Bá này, ví dụ như Đông Quách Hạo Nhiên. Gần đây ngoại giới đột nhiên có tin đồn Thương Kính lại xuất hiện. Vào lúc này Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên lại dẫn đệ tử ra ngoài không biết làm gì, lại còn náo loạn ra thế này, điều này không khỏi khiến người ta hoài nghi hành tung của hai người có liên quan đến Thương Kính đứng sau lưng một nước có bao nhiêu môn phái tu hành. Thương kính lại là món đồ có thể dẫn đến họa diệt quốc, thử hỏi nếu Thượng Thanh Tông dính vào thứ này, có thể không khiến người ta lo lắng sao? Thượng Thanh Tông đã không phải là Thượng Thanh Tông thời kỳ hưng thịnh trước kia, nó sớm đã suy thoái, không chịu được mưa to gió lớn. Đường mục chậm rãi nhắm mắt, các người nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua chỉ bị kẻ không rõ thân phận đánh lén thôi. Cho dù mấy người này đã nhìn ra, đường mục cũng không muốn nói ra chân tướng. Lão đã như thế nào rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống, không ai có thể ép buộc được lão. Bình minh hôm sau, cánh cửa miếu kết một tiếng mở ra một khe nhỏ, một con mắt từ trong khe cửa nhìn ra ngoài vài lần. Khe cửa dần dần mở ra, đạo ra đưa đầu ra ngoài nhìn xung quanh. Cánh cửa lại mở ra, đạo ra dò xét đưa chân sang bên người, điểm mũi chân rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống, không dám phát ra tiếng động, tiếp tục quan sát động tĩnh bên ngoài. Hắn ra ngoài vòng quanh miếu nhỏ một vòng, dòng tai lắng nghe trợn tròn mắt nhìn cẩn thận quan sát xung quanh dường như đang mù rét đậm bên ngoài lạnh ngắt cỏ cây khô héo hắn ném vài viên đá ra khắp nơi dò đường thấy không có phản ứng gì sau khi đạo gia phát hiện sườn núi của ngôi miếu thật sự không có nguy hiểm gì thì mới dám buông lỏng người duỗi thẳng cơ thể vì duy trì cảnh giác nên vẫn duy trì tư thế như mèo hắn lấy từ trong ngực ra một cái gương đồng mặt gương đã được mài sáng đến mức có thể soi mình được hắn khẽ thở dài rồi dọi vào hai bên trái phải của gương mặt mình hắn nhét tấm gương trở lại trong ngực nhìn con suối nhỏ dưới chân núi rồi chạy xuống núi như một làn khói đến bên dòng suối hắn nhảy lên một hòn đá trong khe nước nhìn bóng mình phản chiếu trong nước suối lại thở dài một tiếng trước đó mượn ánh sáng bên ngoài ngôi miếu chiếu qua tấm gương kết hợp với tình huống bản thân trước đó hắn gần như hiểu ra vì sao lão đầu kia gọi hắn là tiểu huynh đệ gọi tiểu huynh đệ thật sự không sai tí nào đúng là tiểu huynh đệ hắn phát hiện mình đã biến thành một thiếu niên nhỏ rồi. Chậm rãi ngồi xổm trên tảng đá, nhìn dòng suối thanh tịnh, xót cho thân mình một lát thì bụng kêu ục, ục. Đói rồi, mặc kệ thiếu niên này và mình có quan hệ gì thì cảm giác đói bụng này vẫn là do mình chịu đựng. Hắn đứng dậy nhìn xung quanh, phải nghĩ cách tìm đồ ăn đã. Trong lúc vô tình, hắn nhìn thấy ở một nơi cách núi hình như có dấu hiệu khói bếp lượn lờ. Hắn nhảy qua dòng suối, tìm tới một con đường vắng hình như thông sang đầu bên kia, suốt con đường hắn luôn duy trì cảnh giác lần mò sang đó hắn vượt qua đỉnh núi nấp sau một cây đại thụ quan sát thì nhìn thấy một thôn trang thôn này trông khá lộn xộn hình như từng bị lửa thiêu không ít phụ nữ trẻ em khóc suốt mướt các thôn dân đang dọn dẹp thôn đạo ra nhìn cách ăn mặc của mình đôi giày vải bố bẩn thỉu rách lỗ chỗ lộ ra ngón chân cái đang vểnh lên trông vô cùng thê thảm có điều lại tương xứng với cách ăn mặc của thôn dân ở đây cũng giúp hắn có dũng khí lộ diện hắn mang theo chút trột giả đi về phía thôn kia. Lúc hắn vừa tiến vào thôn thì thấy một phụ nhân đầu tóc rối bù chạy tới, khóc lóc kêu gào ôm lấy hắn. Đạo ca nhi, con còn sống sao, ta cứ tưởng con bị đám binh phỉ đáng chết ngàn đao kia giết rồi. Một canh giờ sau đạo gia hiểu ra, hôm qua thôn này bị loạn binh cướp sạch, tử thương một vài người. Hắn xuất hiện ở miếu hoang kia chắc cũng vì tránh né loạn binh. Khói bếp đã tắt, những nam nhân trong thôn ăn chưa lửng giả đã bắt đầu lên núi tìm đồ ăn, Nhiệm vụ chủ yếu của họ là đào ít rễ cây hoặc săn chút giã thú để cung cấp thực phẩm cho thôn dân sống qua mùa đông này. Còn lương thực trong thôn đều bị binh phỉ cướp sạch, chút đồ ăn thức uống vừa rồi là do nhà ai đó giấu đi không bị binh phỉ phát hiện, tuy nhiên những thứ này không đủ rắt răng cho cả thôn. Một chút thức ăn này chỉ tạm thời cung cấp cho những nam nhân phải làm việc tốn sức, người già trẻ em phải chịu đói tiếp tục thu dọn cho cả thôn bừa bột, chờ những nam nhân này vào núi tìm đồ ăn về. Trong số nam nhân đi tìm đồ ăn, đạo gia cũng là một thành viên trong đó tiểu thiếu niên cũng được coi như nam nhân rồi bây giờ không gọi đạo gia nữa tên của hắn ở trong thôn là nghiêu hữu đạo không biết có phải là do tạo hóa trêu ngươi hay không cái tên này rất hợp với cách xưng hô đạo gia nghiêu hữu đạo thì nghiêu hữu đạo đạo gia không quan tâm lắm hắn cũng không biết vì sao mình mơ mơ hồ hồ lại biến thành nghiêu hữu đạo với những chuyện lạ thế này mặc dù hắn ngạc nhiên nhưng cũng không khó tiếp nhận loại người xuất thân khảo cổ như hắn những chuyện sau khi chết của người chết đã gặp nhiều, chuyện cổ quái kỳ lạ không hiếm thấy. Với mấy chuyện gửi hồn phách vào cơ thể thế này, trong những truyền thuyết cổ cũng gặp không ít, người khác coi là mê tín, hắn thì vẫn luôn tin là có. Với thái độ này, sau khi xác định tình hình bản thân, tâm thái hắn vẫn ổn, vẫn có thể thản nhiên tiếp nhận. Tóm lại bản thân mình ở đây cũng không phải là không rõ ràng, ít nhất đã có một thân phận hợp lý, bản thân đạo gia cũng quyết định rồi, cứ gọi là nghiêu hữu đạo đi. Chuyện đi xung quanh tìm kiếm thức ăn giao cho các thiếu niên, hành trình mạo hiểm đi tương đối xa tìm kiếm thì giao cho những người trưởng thành kia. Giả vờ là đi tìm đồ ăn, như hiểu đạo bỏ đi một mình, không tìm đồ ăn mà trở về miếu hoang kia. Trong miếu có một mảnh vải rách bị hắn lôi xuống, bọc lấy thi thể lão đầu, cõng xuống núi, đến bờ sông lão đầu nói. Hắn vào rừng trúc dùng đao bổ củi chặt ngã vài cây trúc, chặt đi cành lá, chặt từng đoạn dài ngắn rồi tìm mấy loại dây leo khô ngâm nước, bệnh lại thành một cái bè trúc tương đối vững chắc, rộng rãi ổn định. Với kinh nghiệm sống của hắn, bệnh bè tre là chuyện rất đơn giản, chẳng mấy phí sức. Mấy ống trúc đệm ở tầng dưới cùng làm trục lăn, sau khi bè tre được bệnh xong thì được đẩy ầm vào trong nước. Hắn đặt thi thể lão đầu lên trên, còn vơ một đống củi chất lên trên, tìm một tảng đá to bằng phẳng trên bờ sông đặt lên bè tre. chương 7, đừng không biết tốt xấu, một, một chiếc thuyền mái treo, một xào tre mang theo, chiếc cuốc mang từ thôn tới cũng vứt lên trên đó một chặt đứt dây khô buộc lại, xào che trống vào bờ đẩy một cái, bè che mang theo người rời bờ. Chống bè che, mượn dòng nước chảy nhẹ nhàng theo sóng biết rời đi. Về phần vì sao không lưu lại cùng các thôn dân xây dựng lại gia viên, đầu tiên là vì hắn không có tình cảm gì với mấy thôn dân này, hơn nữa những thôn dân ở trong vùng núi hẻo lánh này không có kiến thức gì. Hắn giả ngốc hỏi rất nhiều điều, kết quả ngay cả thế cục bên ngoài như thế nào những thôn dân này cũng không hiểu rõ. Hắn không muốn ở lại nơi này trồng trọt, hắn rất hiếu kỳ đối với thế giới này hắn càng hiếu kỳ muốn biết thượng thanh tông mà đông quách hạo nhiên có nội lực tinh thâm dọa người kia nói đã xảy ra chuyện gì lúc hắn là đạo gia đã thích mấy thứ tu luyện này thường xuyên tìm kiếm những loại điển tịch ở trong các ngôi mộ cổ vì vậy hắn rất khao khát được đi thượng thanh tông để mở mang kiến thức một chút tiếp đó cái nơi quỷ quái này thường xuyên bị phỉ binh cướp sạch người nhà cơ thể thiếu niên này của mình đã bị phỉ binh kia hại rồi trong thôn số người gặp tình cảnh như hắn không ít hắn một thân một mình đi cũng chẳng có gì phải lo lắng. Hắn không muốn ở lại lâu mà muốn nhân lúc chưa thân thiết với người trong thôn mau chóng rời đi, hắn sợ ở lại lâu sẽ nảy sinh tình cảm khó dứt bỏ với các thôn dân nên đành rời khỏi âm thầm như thế. Ân tình một bữa cơm, tương lai có điều kiện hắn sẽ báo đáp, mặc dù còn chưa được lửng dạ. Còn mang thi thể đông quách hạo nhiên đi là vì hắn cảm thấy mang thêm một chứng cứ đến Thượng Thanh Tông sẽ ổn thỏa hơn một chút, như thế không biết có phải cũng thể hiện thêm nhiều thành ý không nhỉ vào trời đông ra rét này hắn cảm thấy thi thể này có thể sẽ không bị thối rửa mang theo cũng chẳng phiền phức gì bè tre trôi trên dòng sông nhỏ dung nhập vào dòng sông lớn nghiêu hữu đạo thu xào tre để mặc cho bè tre cứ thuận theo nước chảy chắc hẳn những gì đông quách hạo nhiên nói lúc sắp chết là sự thật lão chẳng có lý do gì để gạt mình mình cũng không cần đa nghi ngồi trên bè tre hắn dùng dao chặt những mảnh tre nhỏ rồi lấy ra ít củi khô đã chuẩn bị trước mò một cây mồi lửa nhóm một đống lửa nhỏ trên tảng đá lớn bằng phẳng. Hắn bắt đầu nướng những mảnh tre nhỏ, nướng cho khô, nướng cho đến khi đủ độ bền dẻo thì lại cắt mảnh trúc đó thành những đoạn nhỏ. Hắn lấy từ trong ngực ra một sợi chỉ gai đã chuẩn bị sẵn ở trong thôn, đưa tay kéo căng sợi dây để xác định độ chắc chắn có đủ không. Hắn buộc khúc tre được cắt nhỏ lên sợi chỉ gai, vị trí buộc ở chính giữa mảnh tre. Hắn lại lấy từ trong ngực ra một cọng rơm, cắt thành những đoạn nhỏ, rồi bẻ cong mảnh tre vô cùng bền dẻo, cột đoạn dơm ngắn với mảnh tre để bao hai đầu nó lại, không cho mảnh tre nhỏ bắn ra. Hắn đưa tay móc lỗ thủng trên áo một chút, mò ra một hạt lúa mạch nhỏ. Cái này hắn bới được từ trên đống bùn trong thôn, chắc là lúc phỉ binh cướp lương bị rơi ra. Hắn vê hạt lúa mạch rồi nhét vào trong lỗ hổng của mảnh tre nhỏ bị cọng dơm bao lấy hai đầu, làm như vậy, trên sợi chỉ gai sẽ nối và tạo thành 10 cơ quan đơn giản. Sau đó hắn thả sợi chỉ gai vào nước, một đầu buộc lên bè tre, còn lại chỉ nghe theo mệnh trời thôi, nhiều hữu đạo không quản nữa. Hắn dùng một ống che lấy nước dưới sông lên, chậm rãi nuốt xuống bụng, ngồi ngắm phong cảnh hai bờ sông, trong ánh mắt rõ ràng đang rất hiếu kỳ với thế giới này. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên hắn cảm giác dưới bẻ che có chút động tính, giống như có thứ gì đang quẫy dưới nước. Vẻ mặt hắn vui mừng, động tĩnh không ngừng truyền đến, hắn vẫn ngồi đó không nhúc nhích, không đợi bao lâu động tĩnh liền yên lặng lại. Sợi chỉ gai kéo sau bè che được thu về, Hắn nhanh chóng nhìn thấy trong nước hiện lên một con cá nặng hai ba cân. Hai bên mang cá đã bị mảnh tre bắn ra làm cho nửa sống nửa chết. Tuy cơ quan bắt cá nho nhỏ này đơn giản nhưng mang cá chính là cơ quan hô hấp của cá ở dưới nước. Hô hấp bị trở ngại thì cho dù là loài động vật sinh sống dưới nước như cá thì cũng sẽ bị chết đuối dưới nước mà thôi. Mảnh tre này có tính đàn hồi, còn cá có giấy ruột thì cũng không thoát được. Cộng thêm nó đã bị mất dưỡng khí, sắp không còn chút sức sống nào ở dưới nước. Một khi chúng rồi sẽ rất khó chạy mất con cá trên lưới câu còn có thể phân cao thấp dưới nước một hồi lâu đương nhiên cơ quan nhỏ này còn có chút thiếu sót rất khó câu được cá lớn chẳng còn cách nào khác trong thôn điều kiện có hạn không có đồ ăn cho hắn mang theo hắn chỉ có thể nhập ra tùy tục tùy tiện nhặt ít đồ để chống đỡ trên đường đi dù sao cũng phải nghĩ cách để no bụng mà hắn lấy con cá quăng xuống lại một lần nữa gắn ít mồi lên đoạn dơm giả rồi thả vào trong nước hạt lúa mạch khác đã bị phình hắn đoán tỷ lệ dụ được cá sẽ tăng thêm rất nhiều hắn nhặt con cá nửa sống nửa chết lên mò con dao găm làm sạch bụng cá rồi rửa bằng nước sông sau đó hắn lại nhóm lửa xiên con có rồi ngồi tự nướng đã có thể bắt được cá thì xem ra môi trường sinh thái ở đây không tệ hắn đã dự định ăn uống ngủ nghỉ ngay trên bè tre này nghe nói ở đây binh hoang mã loạn chắc ở trên bè tre vẫn an toàn hơn một chút cá vừa nướng chín như hữu đạo vừa thổi vừa ăn chưa được mấy miếng thì dưới bè tre lại có động tính giật giật như hữu đạo vui vẻ cùng lúc đó ở trên bờ phía xa có một chiếc xe ngựa sốc nảy phi nước đại, đội nhân mã đằng sau phi nhanh đuổi theo, chúng nhanh chóng đuổi theo kịp. Kỵ binh chia từ hai bên sông tới giơ cung nỏ lên bắn loạn xạ vào xe ngựa, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xe ngựa cũng nhanh chóng bị buộc phải dừng. Lúc chiếc bè che đi ngang qua, nhiều hiếu đạo đang chậm rãi gặm cá đã tận mắt nhìn thấy mấy binh sĩ lôi thi thể trong xe ngựa ra, dường như có một người vẫn chưa chết, đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ. Một tên thúc ngựa đến gần, thương trong tay đâm một cái khiến cho người quỳ dưới đất ngã xuống. Ban ngày ban mặt mà hành hung như vậy, đối với một nghiêu hữu đạo đã trải qua một thế đạo khá bình yên mà nói có hơi quá đáng. Quan trọng nhất là với kiến thức được biết ở thôn trang trước đó nên hắn không hề có cảm tình với đám quan binh nhưng lúc này cũng chỉ có thể thờ ơ lạnh nhạt. Tên tướng lĩnh rút cây thương về cũng chú ý tới nghiêu hữu đạo, hiếm thật, nướng cá trên bè tre. Nghiêu hữu đạo cũng phát hiện ra đám quan binh này chú ý đến mình hắn liền giả vờ là lương dân bận rộn thu sợi chỉ gai sau bè tre, lại thu được một con cá. Trong mắt tướng lĩnh kia lộ vẻ hứng thú, nói với thủ hạ bên cạnh, mùa rét đậm, ăn mặc rách dưới lại có cách để no bụng. Xem ra thiếu niên này khá nhanh trí, nếu được huấn luyện có lẽ là hạt giống tốt. Là giọng của một nữ tử, thuộc hạ hiểu ý, đây là muốn bắt thiếu niên kia tham gia quân ngũ. Gã liền hét lên với nhiều hữu đạo đang ở trên bè tre, thiếu niên lang kia, mau cập bờ, có chuyện cần hỏi ngươi muốn lừa hắn tới đây, như hữu đạo nào dám cập bờ, giả vờ không nghe thấy, tùy tiện lau tay lên quần áo, nhổ một cây tre trên bè nướng cá, tiếp tục vùi đầu ăn, giả câm giả điếc. Dọa, một mũi tên dính lên bè tre lắc lư, ở sát bên cạnh như hữu đạo, dọa như hữu đạo suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Nếu mũi tên này bắn chệch một chút thì sao? Hắn tức giận ngẩng đầu, kết quả phát hiện chính là do vị tướng ban nãy cầm thương giết người bắn. Đối phương ngồi trên lưng ngựa, cầm cung chỉ sang, hét thiếu niên lang, tới đây. Giọng nói thanh thúy rõ ràng, khá dễ nghe. Lúc này Nghiêu Hữu Đạo mới biết đây là một nữ tướng, vì rong rổi đường trường phải mặc chiến giáp nên không nhìn ra được nam hay nữ. Hắn lập tức nổi giận, đưa ngón tay giữa về phía đối phương, lớn tiếng hét lên hai chữ tiện nhân. chương 8, đừng không biết tốt xấu, hai. Mặc dù nữ tướng không nhìn ra hắn đưa ngón giữa lên là có ý gì nhưng từ trong lời mắng chửi của đối phương nàng cũng có thể đoán ra thủ thế này chắc chắn không mấy tốt đẹp, một tiểu dân bình thường mà dám thẳng mặt mắng quan binh, lá gan không nhỏ, khá thú vị, nàng cười lạnh một tiếng. Mười mấy người dưới tay nàng lập tức dương cung kéo tiến, nhắm sang bên này. Ngoá, như hữu đạo rú lên quái dị, sao lại quên mất đối phương có cung tiến. Sớm biết thế này đã không mắng chửi chọc giận đối phương rồi. Hắn xoay người tóm một tiếng chui vào trong dòng sông lạnh lẽo. Vài tiếng xoẹt xoẹt vang lên, mười mấy mũi tên dính vào chỗ nghiêu hữu đạo vừa rồi, ánh lửa nhảy nhót, trên phiến đá đang đốt lửa cũng bị một mũi tên bắn cho bay loạn. Nữ tướng A một tiếng, trong mắt càng lộ ra thần sắc thưởng thức, phát hiện thiếu niên lang này không đơn giản, tốc độ phản ứng rất nhanh. Người bình thường sợ là đã bị hù không biết làm sao, phản ứng đầu tiên của thiếu niên này là dự đoán né tránh nguy hiểm, chắc chắn là một hạt giống tốt, hắn càng khơi dậy hứng thú muốn thu phục của nàng. Nàng đưa tay ngăn thủ hạt tiếp tục bắn tên, khuôn mặt vui vẻ nhìn sang, dẫn theo đội ngũ đi song song với bẻ che trôi bồng bềnh. Như hữu đạo ở dưới nước đưa tay bám mép bè tre, ngồi đầu lên xem xét mới phát hiện trên bè tre đã bị đống củi khô lật úp kia bén lửa. Hắn vội vàng hắt nước lên dập tắt ngọn lửa vừa dấy lên. Nếu bè tre mà bị đốt cháy rồi, không có dụng cụ chuyên trở, chỉ dựa vào cơ thể của hắn hiện tại e là không thể nào mang thi thể này về đến Thượng Thanh Tông. Thấy người của đối phương không nhanh không chậm đi dọc theo trên bờ, mắt thì cứ nhìn chằm chằm hắn, như hữu đạo vịn bè tre, dưới chân quấy nước, kéo bè tre đi về phía một bờ khác nữ tướng tiện tay rút mũi tên trong ống tên, kéo căng dây cung, soạt một tiếng bắn ra một mũi tên. Như hữu đạo quay đầu nhìn bóng tên lóe lên kia, chỉ thấy mũi tên gắm vào một thân cây siêu vẹo ở bờ bên kia, đuôi tên còn rung động. Khóe miệng như hữu đạo không khỏi run rẩy. hai bờ sông cách nhau tối thiểu 6 chục mét mà nàng ta có thể tùy tiện bắn chúng một thân cây không lớn lắm ở bờ đối diện, ý tứ của đối phương quá rõ ràng. Nàng ta đang dùng kỹ thuật bắn tên cảnh cáo hắn, hắn dám lên bờ bên kia, nàng ta có thể một mũi tên bắn ngã hắn đừng hòng chạy thoát nghiêu hữu đạo đúng là có suy nghĩ này nếu thật sự không được hắn sẽ thủy táng đông quách hạo nhiên rồi bản thân mình chạy lên bờ chuồn luôn là được không phải hắn vô tình mà ở trong nước lạnh quá lâu cái mạng nhỏ của hắn cũng sẽ tiêu luôn mất khóe miệng nữ tướng nở nụ cười chiêu tức vẻ mặt như muốn nói xem thử ngươi có thể ở trong nước được bao lâu nàng ta cho người ép tốc độ kỵ hành nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo hơn nữa còn cho người kéo sợi dây dài sang bờ sông phong tỏa khoảng cách, ngăn hắn lặn xuống nước bỏ chạy ra xa. Ngang bướng chống cự một lúc, hàm răng đông cứng của Ngưu Hữu Đạo bắt đầu va lập cập. Cuối cùng, hắn không nhịn được hét lớn, vị tướng quân kia, tiểu nhân và người không thù không oán, hà cớ phải bức chết ta. Nữ tướng trả lời, không oán không cừu, vừa rồi ngươi mắng ai tiện nhân, Ngưu Hữu Đạo hơi cạn lời, lại kêu lên, đại nhân ngài tha cho tiểu nhân có được không. Nữ tướng dứt khoát nói, không được, nghiêu hữu đạo đành phải dở giọng thương lượng rốt cuộc phải làm như thế nào mới bằng lòng buông tha nữ tướng rất đơn giản làm binh lính dưới trướng ta nghe lệnh ta để chuộc tội điêu ngoa như vậy nếu đi thật không phải bị ngươi hành hạ chết sao nghiêu hữu đạo oán thầm không thôi hắn cũng không dám tin tưởng đối phương hắn tương đối nghi ngờ đối phương muốn dụ hắn lên rồi dạy dỗ nếu nàng ta đã không nói đạo lý như vậy hắn cũng chẳng có gì phải khách khí lớn tiếng trả lời làm lính của ngươi ta không hứng thú làm nam nhân của ngươi thì thế nào? Nữ tướng cười lạnh nói, thứ chưa mọc lông mà dám mạnh miệng, ta xem ngươi có thể ngâm được bao lâu. Một mũi tên được lắp vào cung, làm bộ muốn bắn. Như hữu đạo hít sâu một hơi, lặn vào trong nước, nắm lấy dây leo bện dưới bè trúc, trốn phía dưới bè trúc bỏ đi. Nhưng hắn đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh gì, hắn lại một lần nữa lặng lẽ ngoi đầu lên, kết quả vừa ló đầu, đối phương lại làm bộ kéo cung, một lần nữa ép hắn lặn xuống nước sau khi lặp đi lặp lại vài lần, Nghiêu Hữu Đạo đã rõ, đối phương đang đùa hắn, nhưng hắn vẫn không dám không tránh, vạn nhất đối phương bắn thật thì biết làm sao. Giờ hắn hơi hoài nghi lời đông quách hạo nhiên, không phải trước kia lão nói hộ thân phù kia có thể bảo vệ hắn lên đường bình an mà, sao giờ không thấy hiệu quả. Hắn không thể không chạy tới vị trí chất củi khô để né tránh. Phía dưới củi khô là thi thể đông quách hạo nhiên, giờ hắn cũng chẳng đoái hoài mũi tên này có thể đả thương người vô tội không nữa. May là trời không tuyệt đường người. Ngay lúc hắn đang nghĩ cách thoát thân thì địa hình bờ sông phía trước hơi phức tạp, ngựa khó đi gần bờ sông được. Dòng sông bắt đầu uốn lượn đổi hướng, phía xa xa còn xuất hiện bóng núi. Con sông này dường như phải chảy qua một đoạn núi, tốc độ chảy hình như tăng khá nhiều. Một kẻ thúc ngựa đến bên nữ tướng thì thầm một lát. Nữ tướng nhìn địa hình phía xa một lát, sau khi hơi trầm mặc một chút liền lấy một lệnh bài ra gắn lên mũi tên bắn vèo sang một cái, dính trên bè tre. Sau đó là lớn. Tiểu tử nghe cho kỹ, hôm nay nể ngươi bồi bổn tướng quân chơi, ta cho ngươi một con đường sáng. Bên ngoài rối loạn, thế đạo gian nan, nếu nghĩ thông suốt, có thể cầm minh bài đến quận Quảng Nghĩa tìm quan phủ thì tự khắc tìm được ta. Cái khác ta không dám đảm bảo nhưng có thể đảm bảo cho ngươi ăn no mặc ấm, nói không chừng còn gây dựng được tiền đồ, đừng không biết tốt xấu. Dứt lời nàng xoay ngựa, dẫn người trở về, nhanh chóng lao đi. Đi tới quận Quảng Nghĩa tìm nàng ta sao? ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu hắn mà thôi bởi vì thật sự là quá lạnh nghiêu hiếu đạo cũng không có thời gian để ý tới nó cũng không định đi tìm đối phương vì vốn dĩ hắn cũng không hứng thú với việc làm binh đợi tới khi người ta đi thật rồi thì nghiêu hiếu đạo mới bỏ lên bè che một cách gian nan hàm răng run lên lập cập không lên còn đỡ vừa ra khỏi nước thì bị gió thổi khiến cơ thể càng lạnh hơn cả người hắn run rẩy hàm răng vang lên lập cập vừa lạnh vừa đói hắn rất muốn nhảy lại xuống nước để có thể ấm áp hơn, thế nhưng hắn biết làm vậy chỉ khiến mình chết nhanh hơn mà thôi, nhảy xuống đó mà muốn lên cũng chưa chắc bỏ lên lại được. Lấy đá đánh lửa ra định nhóm lên sưởi ấm, vậy mà nó cũng đã ướt đấm, không thể dùng được. Nhìn lại ở trên bè vẫn còn lại mấy miếng cá nướng nên hắn tóm lấy, ngón tay cứng ngắc cầm cá run lẩy bẩy mà vẫn phải đưa lên miệng cắn để bổ sung năng lượng, bởi vì nhiệt độ cơ thể có vẻ như đã mất gần hết, cảm giác rét lạnh từ trong ra ngoài khiến cả người muốn đông cứng lại bốn phía xung quanh hoang vu, không có người nào để có thể cầu cứu cả. Cơ thể càng ngày càng yếu, cảm giác của hắn đã biến mất dần, mệt mỏi muốn ngủ một giấc say. Hắn biết rõ không thể ngủ được, điều này là do cơ thể mất cảm giác, trong tình hình này mà ngủ say thì sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại. Ánh mắt hắn nhìn về phía bờ sông, muốn trở về bờ, thế nhưng cơ thể đã cứng lại nên chẳng thể làm gì khác, ý thức dần dần biến mất. Ngay khi định ngủ say, như hiểu đạo mơ thấy mình đang ở trên lò lửa, phía sau lưng nóng lên rồi đột ngột tỉnh lại. Hắn bảo dậy rồi sửng sốt khi phát hiện cơ thể mình đang bốc lên từng trận khí nóng thổi vào chiếc áo bông đang ướt sũng. Cả người chẳng còn cảm giác lạnh lẽo, phía sau lưng càng lúc càng nóng, khi nóng tuôn ra toàn thân, xua tan tất cả khí lạnh. Trước đó vẫn là cảm giác như đông cứng còn bây giờ lại cảm thấy nóng tới phát điên. Chương 9, lòng cầu tiên hỏi đạo, Ngưu Hữu đạo chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, đăm chiêu suy nghĩ, hắn phát hiện ra nguồn nhiệt này là từ hộ thân phù của đông quách hạo nhiên cho mình thông tin này vừa giải thích nghi vấn của hắn vừa khiến hắn ngạc nhiên khôn cùng không ngờ nội lực của đông quách hạo nhiên lại thần kỳ như thế điều này càng làm hắn muốn tới thượng thanh tông hơn giống như là lòng cầu tiên hỏi đạo vậy càng ngày càng nón hắn muốn dẫn đường cho luồng khí nóng này thế nhưng cơ thể lại không thể làm được vì không có cơ sở vận công trong cơ thể không có chân khí để dẫn đường nên không thể hành khí chỉ dựa vào suy nghĩ mà muốn vận công là điều mơ tưởng Tiếp đó, như hiếu đạo cũng không biết cơ thể của mình có thích hợp tu luyện hay không, theo cách nói của người tu hành, đó chính là căn cốt. Cũng không phải tất cả mọi người đều thích hợp luyện khí, thực tế thì rất ít người có thể luyện được. Nguyên nhân chính vì trạng thái cơ thể của mỗi người đều khác biệt. Luyện khí yêu cầu về sự phân bố của kinh mạch cơ thể cũng khá cao. Kinh mạch của người giống như thân cành vậy, hình dáng tổng quan thì về cơ bản là giống nhau, thế nhưng mấy nhánh nhỏ thì chưa chắc là như nhau, cũng giống như cây cối, hình dáng của mỗi cây đều có khác biệt. Hơn nữa, có một số người thì hình dáng tổng quan cũng chưa hẳn giống nhau, ví dụ như tim, có người tim ở ngực phải nữa chứ. Căn cốt mà không được thì chính là điều kiện cơ thể không đáp ứng, cũng không phải là loại người này sẽ không thể luyện khí nhưng họ chỉ có thể tu luyện khí công đơn giản, kiểu như thuật thổ nạp để kéo dài tuổi thọ mà thôi. Những công pháp tu luyện cao thâm, công pháp có điều kiện cao hơn thì họ không thể tu luyện được. Cuối cùng, bởi vì quá nóng nên Nghiêu Hiếu Đạo phải dùng nước lạnh tạt vào mặt của mình, thậm chí mở vạt áo ra, trên người vẫn bốc khí nóng khiến làn da đỏ bừng. Khi thu dọn đống mũi tên ở trên bè trúc, hắn cũng chú ý tới lệnh bài do nữ tướng kia bắn tới. Nó cũng không lớn, khá tròn và có màu đỏ sẫm, ở trên điêu khắc một con phượng hoàng đang bay lượt, mặt khác khắc lên chữ Nam. Chữ tiểu triện, hắn nhìn chằm chằm vào chữ trên đó rồi nói thầm, ánh mắt ẩn hiện hoài nghi không rõ. Người này dùng chữ tiểu triện sao? Bởi vì nghề nghiệp của hắn khá đặc biệt nên cũng chẳng lạ gì loại chữ tiểu truyện có thể đọc được nó rất dễ dàng. Nghiêu hữu đạo nghi ngờ chính là người của thế giới này nói tiếng phổ thông, lại dùng kiểu chữ tiểu triệt, điều này khác xa với hiểu biết của hắn khi ở thế giới cũ. Thế nhưng nghĩ lại thì thấy cũng bình thường, dùng góc độ của một thế giới để nhìn thế giới khác là một điều ngu xuẩn, bởi vì không ai có thể biết được thế giới nào là chính xác, cũng không thể nào có một đáp án cụ thể cả. Bè che ra tới vùng nước xiết trong lòng núi, tốc độ trôi rất nhanh, sóc nảy chập trung. Lấy lại tinh thần, Nghiêu Hiếu Đạo vội vàng thu lại cơ quan bắt cá của mình lại, đường đi còn khá xa, về sau có lẽ còn có tác dụng đây, không thể để nó bị phá hủy khi bè đi qua khu đường thủy phức tạp này được. Hắn cầm lấy sao trúc, cắm rút liên tục tại dòng nước chảy xiết này để điều khiển bè trúc. Vạt áo mở rộng đang bay phấp phới, bọt nước thỉnh thoảng vang lên người hắn, động tác rất thuần thục, hiển nhiên vì đã có kinh nghiệm trong việc điều khiển bè rồi nên không hề sợ hãi. Khung cảnh sóng đánh ầm ầm thế này khiến người ta cảm thấy rất kích động sau khi vượt qua được đoạn nguy hiểm thì dòng nước chảy chậm lại như hữu đạo đã mệt mỏi tới tê người hắn tóm lấy một con cá chết vẫn còn để trên bè rồi ăn sống một vầng trăng sáng cũng dần xuất hiện trên dãy núi cao có chút cảm giác giống như là hai bên bờ có tiếng vượn hót thuyền nhỏ đã qua vạn trọng sơn bè trúc giạt khỏi dãy núi mặt trời cũng vừa mới mọc ở đường chân trời hắn đang tìm một nơi xuống bè khí nóng trên người cũng dần dần biến mất khí lạnh lại xuất hiện tìm được một nơi đỗ bè tốt rồi lên bờ hắn dùng cuốc đào một cái hố, nhặt chút củi khô rồi đánh lửa, nằm bên ngọn lửa ấp ám mà ngủ thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy hắn lại đi tiếp, gió lạnh thổi qua, mặt trời rực rỡ xuất hiện, sự lạnh lẽo của màn đêm thì có trăng sáng chiếu rọi, đúng là có mặt trời mặt trăng làm bạn đường. Tại nơi nước chảy xiết thì hắn dùng xào trúc, những nơi nước chảy dịu dàng thì hắn dùng mái chèo dễ dàng điều khiển chiếc bè. Tuy gian khổ thế nhưng cũng có điều thú vị, kinh nghiệm của hắn đủ để giải quyết những chuyện xảy ra ở trong thiên nhiên khắc nghiệt này. Sau mấy ngày, mặc dù nhìn mặt sông rất êm ả nhưng tốc độ chảy lại rất nhanh. Như hữu đạo vừa nhìn đã biết nó là thác nước trên sườn đồi. Quả nhiên, một lát sau, hắn nghe được tiếng thác nước ù ù từ đằng xa truyền tới, có vẻ như đã tới thác nước mà đông quách hạo nhiên nói rồi. Quan sát xung quanh, như hữu đạo thấy nơi xa có núi rừng tráng lệ, lời nhắn nhủ của đông quách hạo nhiên lại vang lên bên tai. Chắc hẳn nơi đó cũng được coi như là đất lành ra thiên tài. Hắn liều mạng lái bè tới, tại dòng nước xiết cố gắng lái tới bờ, dùng hết sức kéo thi thể của đông quách hạo nhiên lên, sau đó đứng nhìn bè tre xuôi theo dòng nước mà đi, chờ một đống củi khô rơi xuống rồi biến mất. Rút con dao bổ củi từ sau lưng ra, hắn chặt vài cái cây và vài sợi dây leo, làm thành một cáng cứu thương đơn giản, đặt thi thể của đông quách hạo nhiên lên đó, buộc sợi dây leo lên vai, hai tay cầm lấy cán của cáng cứu thương bước tiếp, việc di chuyển rất khó khăn. Chạy chật mãi mới tới chỗ sâu trong lòng núi, lại thấy thiên núi hiểm trở không thể kéo theo cáng cứu thương được nên hắn ném nó xuống đất rồi ngồi dựa vào thân cây thở hồng hộc lấy ống trúc bên hông rót vào miệng hét lớn có người của thượng thanh tông ở đây hay không sau khi hét lên vài lần không thấy ai phản ứng như hiếu đạo định nghỉ một lát rồi vứt đông quách hạo nhiên ở đây mà tự mình đi tìm chợt nghe thấy tiếng xì vang lên không biết bị thứ gì đánh trúng mặt rất đau nhức hắn vội vàng cầm dao bổ củi lên nhìn xung quanh lại xì một tiếng nữa trên mặt đau rát Nghiêu Hiếu Đạo ngẩng đầu lên thì thấy trên cành cây có một người trẻ tuổi mặc áo xám, lưng đeo kiếm, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, quát thằng nhà quê, ngươi là ai mà dám ở đây ồn ào. Ánh mắt của Nghiêu Hữu Đạo sáng lên, hỏi lại bằng giọng vui vẻ, huynh là người của Thượng Thanh Tông sao? Người trẻ tuổi đáp, thằng nhà quê, tại sao ngươi biết Thượng Thanh Tông? Nghiêu Hữu Đạo nghe vậy thì biết mình không đi nhầm, dắt dao bổ củi vào bên hông, giật màn vải bao trên cáng cứu thương ra để lộ ra khuôn mặt của đông quách hạo nhiên huynh có quen biết người này không? Là đông quách hạo nhiên bảo ta tới tìm các người. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn, sợ hãi nhảy xuống, nhanh chóng xác nhận lại rồi chỉ hướng một tiến lệnh lên trời. Một đoàn khói lửa tuôn ra, sau đó một vật phóng lên trời, nổ tung tuôn ra một luồng lửa đỏ. Chỉ một lát sau, mười mấy người lướt trên các cành cây mà tới, xoay người trên không rồi rơi xuống. Đôi mắt nghiêu hữu đạo nhấp nháy, nói thầm, mỗi một người khinh công đều rất tốt nha. Sau khi những người này xác nhận lại đông quách hạo nhiên, một tên hô, nhanh chóng bẩm báo về tông môn. Lập tức, có người chui vào trong rừng rồi biến mất, những người khác thì nhìn chằm chằm vào Ngưu Hữu Đạo, vây quanh hắn thành một vòng, thế nhưng không ai hỏi hắn một câu nào cả. Không cần đợi quá lâu lại có rất nhiều người lướt tới. Cuối cùng thì La Nguyên Công, Tô Phá và Đường Tố Tố cũng biết tin tức mà đến đây. Đường Nhi và Ngụy Đa cũng nối gót theo. Sau đó, vài người lục đục đến, có khoảng hơn 10 người, đệ tử nội môn của Thượng Thanh Tông đều đến đầy đủ xác nhận đó chính là thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên, mọi người đều nhìn nhau, sắc mặt hơi nặng nề. Ngưu Hữu Đạo nhìn phản ứng của mọi người, lại đặc biệt chú ý Đường Nghi, cô nàng này thật bắt mắt, xinh đẹp như tiên nữ vậy. Thế nhưng hắn chỉ thưởng thức vẻ đẹp mà thôi, chứ không nghĩ tới cái gì khác. Từ phản ứng của mọi người, Ngưu Hữu Đạo cũng đã đoán được rằng, địa vị của Đông Quách Hạo Nhiên trong Thượng Thanh Tông cũng không hề thấp. Chương 10, Đào Hoa Nguyên, 1. La Nguyên công ngồi xổm trước Đông Quách Hạo Nhiên, kiểm tra những vết thương của ông rồi quay sang hỏi Nghiêu Hữu Đạo, tiểu huynh đệ, người là do cậu mang tới sao? Nghiêu Hữu Đạo gật đầu, đúng vậy, làm phiền cậu kể lại kỹ càng mọi chuyện được không? La Nguyên Công hỏi, ta là một thôn dân trong một thôn nhỏ cách nơi này khoảng 300 dặm, bởi vì bị giặc binh cướp thôn nên phải trốn vào miếu nhỏ trên núi. Nghiêu Hữu Đạo nói đại khái về tình hình khi đó, còn những chuyện về chiếc kính đồng cổ kia, theo lời dặn của Đông Quách Hạo Nhiên, khi chưa gặp đường mục hắn sẽ không nói cho người nào cả. Có điều khi hắn nói tới việc đông quách hạo nhiên thu hắn làm đồ đệ thì sắc mặt rất nhiều đệ tử nội môn đều thay đổi. Đường tố tố lại càng dãy nảy, ánh mắt sắc bén, hét lên, đông quách hạo nhiên làm sao có thể tùy tiện thu một thằng nhà quê làm đồ đệ được. Ăn nói bậy bạ, ta giết chết ngươi, chẳng những nói vậy mà bà liền giơ tay lên bổ xuống, trường lực mạnh mẽ phóng ra, gió mạnh thổi giạt sang bốn phía. Sư muội, La Nguyên Công và Tô Phá kêu lên nhưng không ngăn cản kịp, họ đều không nghĩ tới đường tố tố lại ra tay một cách đột ngột như vậy, mà lại còn dùng sát chiêu nữa. Có người cũng đã đoán được ý đồ của đường tố tố, bởi vì đường mục đã chết, trước khi chết lại truyền chức trưởng môn cho đông quách hạo nhiên. Nghiêu hữu đạo kinh hãi, hắn cũng không phải ngu ngốc, dù sao hắn cũng từng là người trong giới tu hành. Uy lực của trưởng này rất mạnh, trưởng lực chưa tới mà đã ép hắn không thể thở nổi, nếu thật sự bị trưởng này bổ chúng thì chắc chắn phải chết. Trong khoảng cách gần như vậy mà chúng trưởng lực mạnh mẽ như thế, đừng nói là hiện tại, kể cả khi khôi phục lại toàn bộ thực lực thì cũng không thể tránh được. Vì lẽ đó, hắn đã chửi mắng 18 đời tổ tông của bà già này trong lòng rồi, thật sự không nghĩ ra mình tới Thượng Thanh Tông là để chịu chết, lúc trước lại còn muốn mang theo thi thể của Đông Quách Hạo Nhiên tới đây làm cái gì nữa chứ. Thực ra thì Đông Quách Hạo Nhiên cũng không bảo hắn mang thi thể của mình về, chỉ cần hắn có thể tìm được Thượng Thanh Tông, sau đó Thượng Thanh Tông sẽ sai người đi tìm thi thể của ông chỉ là nghiêu hữu đạo tự mình nhận làm công việc gian khổ này mà thôi. Thời khắc hắn sắp mất mạng, trong lúc nguy hiểm này thì một luồng khí nóng quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, một phù văn màu đỏ máu bay ra khỏi đầu hắn, sau đó đâm vào trường lực mà đường tố tố bổ tới. Uyên, một tiếng nổ lớn vang lên, gió thổi giạt về bốn phía, thổi mạnh tới nối cỏ đều bị bật gốc, nghiêu hữu đạo cũng bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đâm vào dưới chân dốc núi mới ngừng lại được. Sau vài hơi thở thì những cây cỏ kia mới lại rơi xuống đất. Chuyên Pháp Hộ Thân Phù, La Nguyên Công và Tô Phá đều nói thầm, sau khi nhìn nhau thì cùng nhìn về phía đường tố tố đang ngây người. Khuôn mặt đường tố tố sầm lại, cũng không ra tay nữa. truyền Pháp Hộ Thân Phù chính là tuyệt học của Thượng Thanh Tông, chỉ có đệ tử nội môn trở lên mới có thể tu luyện, thế nhưng cũng không có nhiều người luyện được, người nào muốn luyện thành tuyệt học này đều phải có trình độ khá về phương diện trận pháp. Hơn nữa, người bình thường chẳng mấy ai muốn tu luyện tuyệt học này bởi vì nó không có tác dụng với chính mình mà chỉ là dùng tu vi của mình trợ giúp người khác. Trong quá trình tu luyện cũng mất rất nhiều tu vi, quả thực là được không bù nổi mất. Trong Thượng Thanh tông hiện tại cũng chỉ có Đông Quách Hạo Nhiên biết tuyệt học này, đến cả mấy trưởng lão như La Nguyên công cũng đều không biết, qua đó có thể thấy rõ trình độ trận pháp của Đông Quách Hạo Nhiên cao như thế nào. Nưu Hữu đạo được truyền pháp hộ thân phù bảo vệ, cũng đã chứng minh được Nưu Hữu đạo chính là đồ đệ của Đông Quách Hạo Nhiên. Nếu như không phải lúc Đông Quách Hạo Nhiên tỉnh táo rồi truyền cho Nưu Hữu đạo thì không còn cách nào khác bởi vì thuật pháp đó rất phức tạp, nếu không tỉnh táo thì không thể thi triển được. Nghiêu hữu đạo lắc đầu hơi choáng váng rồi chậm rãi bỏ dậy, vuốt ngực cho đỡ khó chịu, đưa ánh mắt liếc nhìn những người xung quanh, thấy ánh mắt họ khi nhìn mình rất phức tạp. Lúc này hắn cũng rất tức giận, thật sự muốn chửi mắng đường tố tố một trận. Nhưng cuối cùng vẫn dáng kiềm lại, mụ già này quá mạnh, nói chưa được mấy câu đã muốn giết mình, lại còn có thể dùng một trường để giết nữa. Hảo hắn có thể co có thể duỗi, phải cố mà nhịn, phải nghĩ cách vượt qua khó khăn này mới được. Sau khi nghĩ một lát, hắn không nói thêm gì, chỉ đi tới gần thi thể của đông quách hạo nhiên, đắp kín mặt thi thể của đông quách hạo nhiên rồi kéo dây leo lên vai, nâng cáng cứu thương lên rồi quay đầu đi về hướng ngược lại. Làm cái gì vậy, đám người xung quanh rất ngạc nhiên, chờ lấy lại được tinh thần thì hắn đã rời đi khá xa, tô phá vội vàng lao tới, ngăn lại Nhiêu Hữu Đạo rồi hỏi cậu muốn đi đâu. Nhiêu Hữu Đạo đáp lời, xin lỗi, đã quấy dày rồi, có thể ta tới nhầm nơi. Nói xong, hắn lại kéo cáng cứu thương lách qua tô phá, đi tiếp. Đám người cảm thấy người này rất trẻ con, thế nhưng điều này rất bình thường, dù sao vẫn còn là thiếu niên mà. Tô phá liếc mắt nhìn đường tố tố, ra hiệu bà tới nhận lỗi. Đường tố tố quay đầu sang nơi khác, sắc mặt bình tĩnh mà lạnh lẽo, không muốn xin lỗi chút nào cả. Tô phá cũng đành chịu, tự mình ngăn cản như hiểu đạo lần nữa, thở dài nói, vừa rồi là hiểu lầm, cậu tới nơi này là đúng rồi. Không, ta tới nhầm, ta muốn dẫn sư phụ trở về nhà. Ngưu hiểu đạo cũng không thay đổi, kéo cán cứu thương định lách qua ông ta lần nữa. Lời nói bướng bỉnh như thế này khiến cho người ta cảm thấy rất xót xa. Đường Nhi ở phía sau nhìn cảnh này thì cảm thấy rất không đành lòng, định nói cái gì đó nhưng lại thôi, bởi vì có mấy vị trưởng lão của tông môn ở đây, cho nên còn chưa tới lượt nàng quyết định. Tô phá duỗi tay ra, tóm lấy bờ vai của Ngưu Hữu Đạo làm hắn không thể động đậy, sau đó khuyên bảo, không sai đâu, nơi này chính là Thượng Thanh Tông, hãy theo chúng ta đi nói rồi thuận tay tháo cáng cứu thương trên người như hữu đạo xuống hai tay như hữu đạo đút vào trong ống tay khoanh tay lại hắn mặc một chiếc áo bông rách ngón chân thì thò ra vì giày đã thủng trên người còn có mùi tanh của cá lưng đeo ống trúc trong cải con dao bổ củi đã không biết mình bẩn như nào vậy mà hắn còn ngẩng đầu nhìn trời định không để ý tới ai cả còn không biết mình xấu như thế nào sao tô phá cảm thấy buồn cười phất tay một cái thì có hai đệ tử đi tới mỗi người ở một bên xốc một tay của hắn lên các người muốn làm cái gì nghiêu hữu đạo nhìn trái nhìn phải rồi hét lên bằng giọng sợ hãi hai đệ tử kia cũng không quan tâm kéo theo hắn bay vào trong rừng rời khỏi nơi đó sau đó tô phá gọi thêm hai đệ tử tới khiêng thi thể của đông quách hạo nhiên đi sau khi để các đệ tử khác giải tán ở đây chỉ còn lại có ba trưởng lão lúc này la nguyên công mới nói với đường tố tố sư muội vừa nãy muội hơi quá đáng Đường Tố Tố nói bằng giọng lạnh lùng, thằng nhóc này rõ ràng là ăn nói vớ vẩn, cũng không biết là gian tế do ai phái tới. La Nguyên công tiếp lời, vậy còn truyền pháp hộ thân phù thì sao? Đường Tố Tố cố cãi, hai người xem lại cách ăn nói của nó xem, có điểm nào giống thôn dân sao? Điều này cũng có thể kiểm tra sau, không tới mức chưa kịp nghe giải thích đã muốn giết nó, muội sợ nó trở thành trưởng môn của Thượng Thanh Tông đúng không? La Nguyên công nói, đường Tố Tố tránh đi ánh mắt của ông, nói một cách thờ ơ, nhị sư huynh, huynh suy nghĩ hơi nhiều rồi. Đệ tử của Đông Quách Hạo Nhiên rất nhiều, thấy thế nào thì chức trưởng môn cũng không tới lượt nó. La Nguyên Công lắc đầu, Đông Quách dẫn theo toàn bộ đệ tử ra ngoài, thế nhưng khi trở về lại chỉ còn một bộ thi thể, chỉ sợ rằng tình hình cũng như đường mục. Nếu như đệ tử của Đông Quách còn người sống sót thì Đông Quách cũng không thể nào sử dụng thuật pháp đó lên trên người của một người ngoài, cũng không tới lượt đứa bé này mang theo thi thể trở về, sợ rằng điều này cũng bởi vì không còn cách nào khác mới làm vậy ta không tin muội không nghĩ tới điều này. Chương 11, Đào Hoa Nguyên 2. Đường Tố Tố chỉ thẳng tới hướng của Thượng Thanh Tông, nói, nếu như là đúng như vậy, theo môn quy thì chẳng lẽ sư huynh định để thằng nhãi kia trở thành trưởng môn của Thượng Thanh Tông sao? La Nguyên công quát, kể cả như vậy thì muội cũng không nên làm như thế, muội nghĩ những đệ tử khác đều ngu ngốc sao? Muội tưởng mọi người không biết ý đồ của muội sao? Trước khi ra đi, tại sao Đường Mục lại muốn gọi tất cả đệ tử nội môn tới làm người chứng kiến? không phải là đang đề phòng có người nào đó xuyên tạc di ngôn của y sao? Muội làm như vậy, mọi người sẽ nghĩ như nào? Tội mưu sát trưởng môn, muội chịu đựng được sao? Kể cả tới lúc đó cho người khác làm trưởng môn, danh bất chính, ngôn bất thuận, kẻ dưới làm sao phục? Muội muốn cho thượng thanh tông xuất hiện nội loạn sao? Ngu xuẩn, sắc mặt đường tố tố cứng lại, không nói thêm được điều gì cả. Ngưu Hữu Đạo rất thoải mái mà ngâm mình trong nước nóng, đầu thì đang nghĩ lại những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay, Nghĩ lại vẫn thấy như mình đang nằm mơ vậy. Vài ngày trước hắn vẫn đang ở một ngôi mộ thần bí dưới lòng đất, thế mà bây giờ lại tới một thế giới mới, con đường phía trước đều mờ mịt không thấy rõ chút gì, cũng không biết còn có chuyện gì đang đợi mình nữa. Mạch suy nghĩ lại tới phần đối đáp lúc trước khi tắm rửa, nghĩ đi nghĩ lại khi hắn thấy không có sơ hở gì mới an tâm. Tắm rửa xong, hắn đi ra ngoài, lúc này bề ngoài đã thay đổi hoàn toàn. Hắn mặc một bộ áo dài màu xám của Thượng Thanh Tông, tóc dài cột thành tóc đuôi ngựa. Bởi vì trước kia hắn chưa bao giờ nuôi tóc dài như vậy nên cũng không biết búi tóc như thế nào cả, đành phải làm vậy thôi. Ngoài Sơn Cốc có ba tên đệ tử đeo kiếm đang chờ hắn. Trước đó Nghiêu Hữu Đạo cũng đã gặp qua rồi. Người cầm đầu là một tên kiêu ngạo nhưng lại rất có phong độ chính là Tống Diễn Thanh, hai người khác là Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên. Hai người này thường su nịnh tên Tống Diễn Thanh kia, kêu sư huynh rất thân mật. Ba người này là do Thượng Thanh Tông sai tới chăm sóc Nghiêu Hữu Đạo. Thấy Nghiêu Hữu Đạo đi ra thì họ cũng hơi kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại hắn vài lần. Người vẫn phải biết cách ăn mặc, ngựa cũng phải có yên, vẻ ngoài của Ngưu Hữu Đạo cũng rất khá, cộng thêm khí chất của đạo gia nữa đã làm một thằng nhóc nhà quê tăng thêm vài phần thoải mái và tự nhiên. Đi tới trước mặt ba người, Ngưu Hữu Đạo vuốt lại quần áo mới rồi hỏi, có thể thông báo ta muốn gặp trưởng môn giúp ta được không? Cũng không biết lần này là lần thứ bao nhiêu hắn đề nghị gặp trưởng môn đường mục rồi, bởi vì hắn vẫn chưa hoàn thành lời nhắn của Đông Quách Hạo Nhiên ánh mắt của tống diễn thanh xuất hiện sự khinh thường người nghĩ muốn gặp trưởng môn là có thể gặp sao ngoan ngoãn đi theo chúng ta đi đi thôi trần quy thạc và hứa dĩ thiên đẩy như hữu đạo một cái bị đẩy một cái làm hắn hơi chập choạng hắn cũng không biết mình có đắc tội ba người này hay không bởi vì từ đầu tới giờ ba người này đều không thích hắn bị ba người kẹp vào giữa đi thẳng tới dưới chân một vách núi đi theo những bậc thang hình chữ z tới giữa sườn núi nghiêu hữu đạo bị một dãy kiến trúc rộng rãi hấp dẫn từ những kiến trúc xung quanh tôn nó lên, chắc hẳn nó là một nơi quan trọng của Thượng Thanh Tông. Đi tới gần đỉnh núi thì hắn thấy một căn nhà cổ kính và yên tĩnh, bên ngoài căn nhà cạnh vách núi có một gốc cây đào già, dễ rất lớn, trên cành có những đóa hoa phấn hồng, rực rỡ như mây hồng. Cơn gió lướt qua khiến những cánh hoa tung bay theo gió. Hoa đào này nở quá đẹp, nhiều hiếu đạo lại bị nó hấp dẫn, nói bằng giọng kinh dị, mùa này mà còn có cây đào ra hoa sao. Trần Quy Thạc ở phía sau cười ha ha, chưa thấy qua sao. Cây đào này đã có hơn ngàn tuổi rồi, lúc đầu nó đã thành tinh, thế nhưng lại bị tổ sư gia của Thượng Thanh Tông chặt đứt tuệ căn nên vẫn bình tĩnh mà sinh trưởng tại đây. Trước kia, cây đào cũng sẽ nở hoa rồi rụng hoa, thế nhưng sau khi bị chặt đứt tuệ căn thì chỉ nở chứ không tàn. Mấy trăm năm nay, suốt bốn mùa đều rực rỡ như vậy, cũng là một thắng cảnh của Thượng Thanh Tông chúng ta. Nghiêu Hữu đạo nghe vậy thì rất ngạc nhiên, sau đó lại nghe thấy tiếng hử của Tống Diễn Thanh, nói những câu vớ vẩn với hắn ta làm cái gì. Trần Quy Thạc ngậm miệng lại, có vẻ hơi xấu hổ. Đi vào cửa căn nhà, nhiều hữu đạo ngẩng đầu nhìn lên, ở trên cửa có một tấm bảng, ghi ba chữ lớn, đào hoa nguyên. Tống Diễn Thanh dừng lại trước cửa ra vào, biểu môi nhìn vào bên trong, nói, nơi này là nơi tu luyện của đông quách sư bá, tạm thời thì ngươi hãy ở lại đây, không được cho phép thì không thể ra ngoài, nếu không cẩn thận sẽ bị đánh gãy chân, nghe rõ chưa? Nhiều hữu đạo cao mày, nói trước khi ra đi, sư phụ dặn ta phải tới gặp trưởng môn. Đi vào bên trong nhanh hứa dĩ thiên tóm cổ áo của hắn rồi ném vào bên trong sau đó đóng cửa phòng lại suýt nữa thì ngã sắp xuống rồi nghiêu hữu đạo hơi tức giận mở toang cánh cửa ra hét lên các người định làm cái gì coi ta là tội phạm sao tống diễn thanh xoay người lại cười lạnh đừng ồn ào nếu không cẩn thận trượt chân rơi xuống vách núi thì không ai thương ngươi nữa đâu trong giọng nói có sự uy hiếp chẳng những uy hiếp mà hắn ta còn muốn hành động ngay dần dần đi tới gần thời tiết hôm nay rất tốt Nghiêu hữu đạo ngẩng đầu nhìn trời sau đó đóng cửa lại. Mắt hắn lộ ra sát khí, kiếp trước được xưng là đạo gia, hai chữ, đạo gia, này ở trên giang hồ cũng không phải là kẻ ăn chay. Ha ha, vẫn rất biết điều nha, ngoài cửa truyền tới tiếng cười nhạo của ba người. Sau khi hít sâu một hơi thì nghiêu hữu đạo nén giận lại, cố gắng bình tĩnh, ép buộc tâm trạng của mình thay đổi để không thèm để ý tới tiếng cười nhạo ở ngoài nữa. Hắn chắp hai tay sau lưng rồi đi dạo quanh căn nhà này chỉ thấy hành lang và căn nhà mái cong đều có phong cách cổ điển yên tĩnh nhã nhận thật sự là không tệ là một nơi yên bình cho nên tâm trạng của hắn cũng bình tĩnh rất nhanh ở giữa sân trong khu nhà có một cây đại thụ chọc trời xung quanh đại thụ có đặt chiếc bàn tế bên trên có một giá đỡ đang đặt một thanh trường kiếm nghiêu hữu đạo đi tới nắm chuôi kiếm rồi rút ra ánh sáng lạnh xuất hiện tiện tay múa kiếm rồi để ngang trước mắt mình nhìn lại bóng người trong kiếm hắn lẩm bẩm núi cao đường xa hố sâu một thanh kiếm sắc bén vậy mà lại ở trong đảo hoa nguyên hắn hô hô thanh kiếm trong tay một lát thì thấy cơ thể chưa từng luyện kiếm nên thật sự quá kém cổ tay không chịu được lực khi kiếm thay đổi chưa quen góc độ chém kiếm dễ làm cơ thể bị thương tổn hắn đúc thanh kiếm trở lại vỏ rồi hoạt động cổ tay một chút về sau phải luyện tập tốt mới được hiện tại mình vẫn còn nhỏ vẫn còn cơ hội luyện tốt hắn chắp tay đi lại trong đình viện thăm thú cũng phải bắt đầu tu luyện thôi phải có năng lực tự bảo vệ mình nếu không sẽ bị người khác ức hiếp phải làm rùa đen rụt đầu thật sự không tốt, đại trưởng phu có được giãn được, thế nhưng lúc nào cũng co thì ai gọi là đại trưởng phu chứ. Tìm một căn phòng phù hợp rồi tạm thời dọn vào đó, dù sao thì cũng đang nhàn rỗi nên hắn khoanh chân ngồi xếp bằng tu luyện công pháp thái ất mà trước kia hắn đã tu luyện. Nhiều hiểu đạo đã rất rõ công pháp này rồi nên khi tu luyện cũng không cảm thấy xa lạ. Hắn không ngại gian khổ đi vào Thượng Thanh Tông là bởi vì đã thấy được thực lực của Đông Quách Hạo Nhiên. Hắn muốn tu luyện công pháp mạnh mẽ hơn, Thế nhưng theo tình hình hiện tại muốn lấy được chúng thì cũng không phải việc đơn giản, chỉ có thể luyện lại công pháp của mình để nâng cao năng lực tự vệ đã. Về phần lai lịch của Thái Ất mà hắn đang tu luyện ư? Đây là thứ là hắn đã lấy được khi tham gia khảo cổ tại một ngôi mộ cổ. Chủ nhân ngôi mộ đang ngồi xếp bằng, nâng một cái hộp ngọc, bên trong có vài trang sách vàng, ghi lại công pháp Thái Ất. Sau khi hắn nghiên cứu rất lâu, đọc thêm rất nhiều sách cổ thì mới tu luyện được tới cảnh giới như kiếp trước, đạt được danh hiệu đạo gia chương 12, dự bị trưởng môn, có điều hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, nguyên nhân cũng rất đơn giản, đó là mấy trang sách vàng kia chứa nội dung rất ít, chỉ ghi chép một phần thuật luyện khí và một môn kiếm thuật. Theo lời giới thiệu thâm ảo của phần đại cương thì sau khi luyện thành có thể phi thiên, độn địa, không gì không làm được, thế nhưng thuật luyện khí và kiếm thuật ở bên trong lại không thể giúp cho người ta đạt tới cảnh giới đó được. Cho nên, hắn cho rằng hai thứ đó chỉ là phần mở đầu, cũng không phải bản hoàn chỉnh của thái ất. Thế là về sau, hắn luôn luôn đi tìm những manh mối về bản hoàn chỉnh của thái ất nếu không phải như vậy thì cũng không gặp tai nạn tại mộ cổ mà sau khi thấy được thực lực của đông quách hạo nhiên thì hắn đã quyết tâm rời khỏi cái thôn nhỏ kia cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua mặc dù cơm canh một ngày ba bữa vẫn đưa tới đều đều thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như mình đang sống trong tù vậy bên ngoài có người trông coi từ đầu tới giờ vẫn không cho hắn ra khỏi cửa tòa viện nửa bước cũng không có người nào nói gì, giống như muốn ngăn cách hắn với thế gian vậy. Hắn cũng đã nhiều lần nói muốn gặp Đường Mục nhưng vẫn không được gì, lâu dần hắn cũng cảm thấy không bình thường. Theo những gì Đông Quách Hạo Nhiên nói thì ông ấy rất tin tưởng vào Đường Mục, hơn nữa ông ấy lại là sư đệ của Đường Mục nữa. Theo lý thuyết, khi Đông Quách Hạo Nhiên chết đi thì Đường Mục chắc chắn phải gặp đồ đệ của ông mới được. Hắn nghĩ hẳn là có điều gì đó mà mình không biết rồi, cũng vì lẽ đó nên những người trông coi mình đều có thái độ không tốt hắn vẫn luôn không có cơ hội tiếp xúc với bên ngoài, nơi này cũng không có chuyện gì để làm nên chỉ có thể chờ đợi. Có nhiều thời gian như vậy nhưng hắn cũng không muốn lãng phí, ngoại trừ tu luyện thái ất thì hắn cũng bắt đầu rèn luyện cơ thể, từ đứng tấn, trồng cây chuối tới tập kèm vận nặng. Mặc dù ở cái tuổi này mà muốn rèn luyện cơ thể thì hơi muộn, phải chịu đau đớn nhiều hơn nhiều, thế nhưng khi đã muốn thì có cái khổ nào mà không thể vượt qua. Còn thừa thời gian thì hắn mang cái gương đồng kia ra tìm hiểu, Mặc dù cái gương đồng này cũng đã bị Tống Diễn Thanh tìm thấy khi lục soát người, thế nhưng Tống Diễn Thanh rất coi thường cái gương đồng này, vậy mà lại hứng thú với lệnh bài của nữ tướng kia, sau khi hỏi tới lai lịch của lệnh bài thì lấy luôn nó đi rồi vứt chiếc gương đồng này lại. Như Hữu Đạo cảm thấy chiếc gương đồng này không đơn giản, đầu tiên là bởi vì chiếc gương này rất giống với chiếc gương ở trong mộ cổ. Sau đó là Đông Quách Hạo Nhiên chết bởi vì chiếc gương đồng này, cũng dặn hắn chỉ có thể đưa cho đường mục. Như vậy, chiếc gương đồng này có thể đơn giản được sao? là do tên tống diễn thanh kia có mắt như mù không biết đồ tốt mà thôi thế nhưng sau khi tìm hiểu mãi cuối cùng hắn cũng không khám phá ra được cái gì cả chủ điện của thượng thanh tông là thượng thanh cung lúc này có một nhóm ba người đi thẳng tới chủ điện gặp la nguyên công tô phá và đường tố tố hiện tại chức trưởng môn của thượng thanh tông không có ai làm cho nên ba người này tạm thời nhận lấy lệnh bài của trưởng môn mà quản lý môn phái sau khi ba người hành lễ la nguyên công hỏi điều tra như thế nào rồi Người đệ tử cầm đầu bẩm báo, người trong thôn ấy cũng đã xác nhận, chính là Ngưu Hữu Đạo, không thể sai được. Ngưu Hữu Đạo đã rời khỏi thôn nhỏ đó một khoảng thời gian rồi, thời gian rời khỏi đó chính là ngày thứ hai sau khi thôn nhỏ bị giặc binh cướp bóc. Về mặt thời gian đúng là trùng khớp, người trong thôn cũng có người đi tìm hắn, còn tưởng rằng hắn đã bị dã thù ăn hết rồi chứ. Tranh chân dung của Ngưu Hữu Đạo cũng đã được người trong thôn xác nhận, về phần lệnh bài kia, ngô sư đệ đã tới quận Quảng Nghĩa tìm được chủ nhân của lệnh bài, cũng đã xác nhận qua, chuyện kia đúng là đã xảy ra. Đường Tố Tố nghiêm túc nói, thế nhưng cách ăn nói của Ngưu Hữu Đạo cũng không giống là một tên thôn dân nho nhỏ. Người đệ tử kia đáp, điều này cũng đã điều tra rồi, trước kia có một thư sinh nghèo đã từng tá túc tại thôn nhỏ đó, mà người nhà của Ngưu Hữu Đạo lại bị chết do chiến tranh, hắn chỉ ở một mình, trong nhà cũng có phòng trống, người thư sinh kia đã từng ở trong nhà Ngưu Hữu Đạo, dạy hắn cách đọc sách viết chữ. Ngưu Hữu Đạo là một người biết chữ hiếm có ở trong thôn, còn học thức của hắn ra sao thì thôn dân cũng không biết được. Người thư sinh kia rời khỏi đó, cũng không ai biết đi đâu, hiện tại muốn tìm tới người xác minh thì rất khó khăn. La Nguyên công hỏi, người của thôn nhỏ đó có thật sự là người dân ở đó không? Đệ tử đáp, đệ tử đã kiểm tra người của thôn nhỏ đó rồi, thật sự bọn họ đều là thôn dân ở đó, không thể nào sai lầm được. Nếu là như vậy, thân phận của Ngưu Hữu Đạo không có vấn đề gì. La Nguyên công quay đầu nhìn về phía tô phá và đường tố tố mà nói. Đường Tố Tố nói một cách bình thản, chẳng may có người tìm một kẻ giống như hữu đạo rồi giả mạo hắn thì sao? Hãy cứ để thôn dân tới trước mặt hắn rồi phân biệt sẽ tốt hơn. Thế là mấy ngày sau, Nghiêu Hiếu Đạo cũng được rời khỏi đào Hoa Nguyên, đi đâu hắn cũng không biết, chỉ biết rằng đó là một tòa thành gần đây nhất. Hắn còn đang định xem xét tục lệ của tòa thành này, ai ngờ chỉ đi dạo một vòng quanh tòa thành rồi lại phải trở về, chẳng làm gì cả. Thật sự không biết ai rảnh rỗi như vậy chứ. Ba trưởng lão của Thượng Thanh Tông lại có vẻ rất bận rộn, liên tục gọi các đệ tử nội môn của Thượng Thanh Tông tới bàn bạc. Tận một tháng sau, Nghiêu Hữu Đạo lại được ra khỏi đào Hoa Nguyên, đi tới Thượng Thanh Cung trên vách núi phía đối diện. Mấy cái đỉnh đồng lớn được đốt lên làm nơi này rất ấm áp, toàn bộ đệ tử nội môn đều tới đông đủ, sắc mặt của khá nhiều người đều rất nghiêm túc. Nghiêu Hữu Đạo nhìn qua nhìn lại những người trong đại điện, thấy cả đám người nhìn mình chầm chầm thì hơi không hiểu, cũng không biết những người này muốn cái gì. Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nói trước khi sư phụ mất, đã ra lệnh cho ta phải tới gặp trưởng môn. La Nguyên Công đứng ở giữa trên cao, thở dài, cậu tới chậm, trưởng môn đường mục đã về cõi tiên rồi. a à, như hiểu đạo ngạc nhiên, xứng sở tại chỗ, hóa ra tình hình là như vậy ư. Cuối cùng thì hắn cũng đã hiểu tại sao đường mục lại không gặp mình, hóa ra là vì ông ta đã ngõng. La Nguyên Công nói một cách chậm rãi, Đông Quách Hạo Nhiên đã nhận cậu làm đệ tử, hôm nay cậu tới đây cũng là do Thượng Thanh Tông chính thức tán thành thân phận của cậu, hơn nữa còn có một chuyện muốn hỏi cậu nếu để cho cậu làm trưởng môn của thượng thanh tông cậu có muốn không cái gì khi nghe được câu trước hắn vẫn rất vui vẻ cuối cùng thì mình cũng được công nhận rồi thế nhưng sau khi nghe xong câu sau thì nhưu hữu đạo giật mình còn tưởng rằng mình nghe nhầm nhìn lại những ánh mắt nghiêm túc ở xung quanh hắn chỉ vào mũi mình mà hỏi lại để ta làm trưởng môn sao la nguyên công gật gật đầu nghĩa là hắn cũng không nghe nhầm phản ứng đầu tiên của nhưu hữu đạo chính là tưởng rằng có bẫy chỉ xét tới thái độ của họ đối với mình khi trước, ai lại để mình làm trưởng môn chứ? Kể cả là thật sự thì đó cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu là chuyện tốt thì đâu tới lượt mình nên hắn vội vàng xua tay, không được, không được, đệ tử mới vừa nhập tông, không thể nào làm được đâu. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Đường Tố Tố thả lỏng đi nhiều. La Nguyên Công hỏi lại lần nữa, cậu xác nhận rằng mình không muốn làm trưởng môn sao? Như Hữu Đạo tiếp tục xua tay, đệ tử còn không biết trưởng môn là sao nữa cơ mà thật sự là không làm được, mọi người hãy chọn người tài giỏi nào đó khác đi. La Nguyên công đảo mắt tới mọi người xung quanh, hỏi lớn tất cả đều nghe rõ chưa? Tất cả đệ tử đều đồng thanh đáp, rõ. chương 13, chuyện tốt sắp tới, một là sao đây? Như hữu đạo nhìn trái nhìn phải, hơi nghi ngờ về tình hình xung quanh. Đường Nhi ở trong đám người lại không nói cái gì, chậm rãi cúi đầu xuống, có vẻ như không dám nhìn tới ánh mắt của Ngưu hữu đạo. La Nguyên công quay lại nói với Ngưu hữu đạo, nếu như vậy, cậu đi về trước đi. Tống Diễn Thanh đi tới trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, cười tùm tỉm rồi mời Nghiêu Hữu Đạo, sư đệ vất vả rồi, xin mời trở về. Mỗi bước đi Nghiêu Hữu Đạo vẫn cẩn thận suy nghĩ, không biết đám người này muốn làm cái quỷ gì, rồi theo Tống Diễn Thanh rời khỏi đây. Dọc theo con đường này, cũng chả biết tại sao Tống Diễn Thanh lại vui vẻ như vậy, thỉnh thoảng lại vỗ vai Nghiêu Hữu Đạo có vẻ như rất thân mật, gần như là kề vai sát cánh rồi. Khi tới bên ngoài đào hoa nguyên, hắn ta còn nói với Trần Quy Thạc đang trông ở bên ngoài, về sau đều là sư huynh đệ đồng môn, đừng chặn cửa mãi thế, nếu không có chuyện gì thì hãy để Nưu sư đệ đi ra hít thở không khí. À đúng rồi, từ bây giờ hãy cho Nưu sư đệ thêm hai món ngon, thêm vỏ rượu nữa. "Rõ." Trần Quy Thạc cười đồng ý, Nưu Hữu Đạo cũng vui vẻ, còn tưởng rằng là do thân phận đệ tử thượng Thanh Tông của mình được chính thức tán thành như La Nguyên công nói, nên cũng cười cười, tới thượng Thanh Tông lâu như vậy rồi còn chưa tham qua nơi này để muốn xuống núi đi khắp nơi muốn tham quan toàn bộ cảnh đẹp của thượng thanh tông nữa hắn quay người lại đi luôn còn tưởng mình được tự do rồi sắc mặt tống diễn thanh cứng lại vội vàng đưa tay ra ngăn cản hắn chỉ chỉ vào một khu nhỏ bên ngoài khu nhà cười nói sư đệ ra cổng hít thở không khí là được rồi đừng tới chân núi đi loạn đệ vừa mới nhập môn chưa tới lúc có thể đi loạn nghiêu hữu đạo im lặng chậm chạp quay đầu lại nhìn một khu vực nhỏ bên ngoài khu nhà thật đúng là để cho mình ra hít thở không khí nha. Trong thượng thanh cung, từng đám đệ tử nội môn lần lượt đi ra ngoài, có người khá vui vẻ, có người cũng khá yên lặng. Đợi đệ tử đi hết thì đường tố tố mới cười nói, thế nào, chính nó từ bỏ chức trưởng môn nha. La Nguyên Công và Tô Phá nhìn nhau mà thở dài. Nếu để cho Nghiêu Hữu Đạo làm trưởng môn của Thượng Thanh Tông thì đúng là một chuyện cười mà, thế nhưng khi dùng thủ đoạn này lại quá hèn hạ. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, khi được hỏi như vậy thì ai cũng đều không đồng ý, nếu thật sự muốn để hắn chọn lựa công bằng thì có giỏi nói hết mọi chuyện cho Ngưu Hữu Đạo thử xem. Tô Phá nói, hiện tại cậu ta chỉ là người dự bị cho trưởng môn mà thôi, có thể còn có đệ tử nào khác của Đông Quách còn sống thì sao? Đường Tố Tố nói một cách chắc nịch, được rồi, vậy thì đợi thêm 3 tháng nữa, nếu không có tin tức gì thì hãy xử lý theo lời của muội. Tô Phá lắc đầu nói, chúng ta làm như vậy là rất hèn hạ. Đường Tố Tố trầm giọng, chúng ta chỉ muốn thượng thanh tông tốt hơn mà thôi, nếu không thì những đệ tử khác ai sẽ đồng ý để cho một thằng nhóc không hiểu cái gì lên làm trưởng môn chứ. Hơn nữa, chúng ta lại không đối xử tệ với nó, sắc đẹp của đường nhi đứng đầu của quận tử vân, cuối cùng thì nó vẫn có lợi hơn nhiều. Điều này cũng để đối nội lẫn đối ngoại đều ổn định. La Nguyên công cao mày, nói, sau khi biết chuyện, liệu đường nghi có đồng ý hay không? Đường tố tố nghiêm túc đáp, là một đệ tử của Thượng Thanh Tông, lại còn là con gái của trưởng môn, trong tình hình hiện tại, nó phải dũng cảm đứng ra gánh vác trách nhiệm nặng nề này. Hơn nữa, muội vừa là trưởng lão của Thượng Thanh Tông, vừa là bà cô của nó, cha mẹ của nó đã không còn, việc này đương nhiên do muội làm chủ rồi. Một tháng nhanh chóng trôi qua, Như Hữu Đạo càng ngày càng cảm thấy mình đang bị giam lỏng. Giống như Tống Diễn Thanh nói vậy, hắn chỉ có thể đi dạo ở một khu vực nhỏ bên ngoài, không cho phép xuống núi. Cái gì mà vừa nhập môn không thể đi loạn, hắn cảm thấy đây chỉ là cái cớ nếu chỉ là môn quy thôi thì có cần phải sai người trông ở bên ngoài hay không hắn biết trong chuyện này phải có vấn đề gì đó thế nhưng những thông tin mà hắn nắm được lại quá ít nên vẫn không phát hiện được manh mối nào cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra nơi này cũng không phải là nơi một thiếu niên như hắn có thể láo xược chỉ có thể nhẫn nại đi một bước rồi nhìn một bước điều duy nhất hắn có thể làm chính là tu luyện chờ đợi tới ngày tất cả mọi chuyện hoàn thành bầu trời ban đêm có muôn vì sao trên giường ở trong căn phòng lại không có người nào ngủ chỉ có một người đang trồng cây chuối cạnh giường như hữu đạo cởi trần cầm một thanh kiếm đâm vào mặt đất dùng thanh kiếm để luyện trồng cây chuối cánh tay của hắn hơi run run có vẻ như đang cố gắng cân bằng cơ thể đợi tới lúc cánh tay này thật sự không thể tiếp tục được nữa thì hắn đổi tay khác nắm kiếm cơ thể lung lay mạnh mấy lần nhưng vẫn cố gắng khống chế để không ngã xuống cách luyện này không chỉ luyện lực cánh tay mà còn có thể luyện lực khống chế duy trì cơ thể cân bằng mỗi một khối cơ bắp trên cơ thể đều cân đối, trong đó có rất nhiều thứ cần chú ý. Càng quan trọng hơn đó chính là luyện kiếm ý, luyện để cả người và kiếm hợp lại với nhau, cũng chính là ý cảnh nhân kiếm hợp nhất. Nếu đạt được tới cảnh giới này thì khi điều khiển thanh kiếm trong tay có thể sử dụng tự nhiên, như là một phần của cơ thể mình vậy. Phương pháp này chính là pháp môn luyện kiếm đặc biệt của Thái Ất, tâm pháp tên là hỗn độn thanh liên ý. Cơ thể khi trồng cây chuối như vậy khiến máu chảy ngược lên đầu, cứ thế mà để lâu thì sẽ làm cho người cảm thấy choáng váng, trồng cây chuối như là nụ hoa sen, khi thần công đại thành chính là lúc sen nở. Lúc mới luyện tập thì rất khó khăn, thế nhưng tới khi có thể điều khiển tự nhiên, có thể cảm giác từng thay đổi nhỏ nhất của kiếm thì khi khống chế kiếm trong tương lai sẽ có nhiều chỗ tốt tới mức không thể nào nói hết được. Chỉ trong một tháng đã có thể dùng kiếm chống đất trồng cây chuối, mới nhìn thì có vẻ không có gì thế nhưng thực sự thì tốc độ tiến bộ đó là cực nhanh. Trước kia, khi nghiêu hữu đạo tu luyện, phải mất một năm mới làm được tới chừng này. Dù sao thì hắn cũng đã tự mình trải qua một lần rồi, kinh nghiệm và sự hiểu biết luôn luôn là thứ quý giá nhất. Khi hắn có được những thứ này thì sẽ biết làm thế nào để tu luyện tốt nhất nên đã có thể bỏ qua giai đoạn tìm hiểu, khi tu luyện lại sẽ có tốc độ rất nhanh. Giữ vững tư thế này trong một giờ đồng hồ, mồ hôi nghiêu hiếu đạo đã rơi như mưa, khuôn mặt đỏ lên, mồ hôi từ đỉnh đầu rơi xuống, theo bàn tay của hắn mà chảy xuống thân kiếm, làm mặt đất ướt nhẹp. Cuối cùng, cơ thể lay động mạnh, kể cả có kinh nghiệm tu luyện thế nhưng lực cánh tay của hắn có hạt, không thể kiên trì quá lâu được, đành phải khom lưng, đặt chân lên mặt đất, chống lấy kiếm rồi đứng yên một lát làm cơ thể thoải mái trở lại. Hắn cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn, sợ người bên ngoài biết được nên nhẹ nhàng mà đưa thanh kiếm trở lại vỏ kiếm. Giật cái khăn lau ra lau khắp người, mặc quần áo, hoạt động cơ thể một lát rồi khoanh chân ngồi trên giường, rất nhanh đã vào trạng thái vong ngã, quên đi cơ thể đang dã rời, tập trung tu luyện khí công. Bầu trời dần dần sáng lên, từng tia nắng ban mai đã bắt đầu xuất hiện. Nghiêu hữu đạo vẫn đang ngồi trên giường, so với một tháng trước thì sự hô hấp của hắn càng dài lâu hơn, hít vào như là nước sông cuồn cuộn đi thẳng tới lục phủ ngũ tạng, thở ra chậm chậm như đang muốn dần dần loại bỏ cái gì đó. Theo bầu trời càng ngày càng sáng, mặt trời cũng đã xuất hiện, chiếu ra muôn vàn tia nắng, dần dần lên cao. Tới lúc vạn vật đều thức tỉnh, Nghiêu hữu đạo cảm thấy một chút thấp thỏm, cũng đã biết thời gian tu luyện tốt nhất đã qua, chậm chạp mà thu công, mở hai mắt ra. Hắn đi xuống giường, hoạt động cơ thể một lát, sự mệt nhọc mà đêm qua tập luyện cũng đã biến mất hết sạch, tinh thần rất sảng khoái. Chương 14, chuyện tốt sắp tới hai, cũng không phải qua thời gian tu luyện tốt nhất thì không thể tu luyện tiếp được mà do cơ thể của hắn vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, vẫn còn đang trong thời kỳ phát triển, là tuổi ham hoạt động nhất, cũng khó mà thay đổi được, tinh lực cũng bị thời tiết ảnh hưởng dễ nhất. Có thể tu luyện vào thời gian tu luyện tốt nhất là đủ rồi, không cần quá chăm chỉ. Hơn nữa lát nữa sẽ có người đưa thức ăn tới, nếu như hắn mãi không ra ngoài thì sẽ để người khác nghi ngờ. Một tên nhà quê mà lại biết tu luyện sao? Hơn nữa, khi không rõ thái độ của Thượng Thanh Tông đối với mình rốt cuộc là gì, có nhiều chuyện vẫn không nên để lộ thì tốt hơn. Hiện tại hắn hoàn toàn không có năng lực tự vệ, cũng không nên thu hút sự chú ý của người khác, chờ biết rõ ràng tình hình hiện tại thì quyết định sau. Trong sân có dòng suối chảy qua, sau khi rửa mặt thì cũng đã tới thời gian, như Hiếu đạo mở cửa rồi đi ra ngoài, người trông coi ở dưới gốc cây đào cả đêm hôm trước chính là hứa dĩ thiên. Nghe được tiếng mở cửa, hứa dĩ thiên quay đầu lại nhìn rồi chậm rãi đứng dậy. Như Hữu đạo đi tới chào hỏi, hai người chỉ nói chuyện với nhau vài câu thì Trần Quy Thạc đã mang theo hộp cơm lên núi, coi như là thay ca. Hứa dĩ thiên rời đi, khi tới giờ cơm trưa thì lại tới, bữa cơm tối lại do Trần Quy Thạc mang theo, nói tóm lại là do hai người thay phiên trông coi và đưa cơm. Thượng Thanh Tông đã coi trọng như vậy mà Nghiêu Hiếu Đạo còn không nhìn ra vấn đề trong đó thì đạo gia đã sống phí phạm nhiều năm trên giang hồ rồi. Thế nhưng biết thì biết, Nghiêu Hiếu Đạo cũng không dám nói cái gì cả, mở hộp cơm ra rồi dùng cơm. Hắn cũng rất chịu khó, sau khi ăn xong thì cũng tự rửa sạch bát đũa để vào trong hộp cơm rồi đặt lại ở gốc đào, sau đó Trần Quy Thạc sẽ mang nó đi. Trần Sư Huynh, sau đó Huynh giúp để cầm một cái ghế nằm tới đây đi. Sau khi đặt hộp cơm xuống thì Nghiêu Hiếu Đạo cũng nói thêm yêu cầu của mình. Từ sau khi từ chối yêu cầu quá đáng ở Thượng Thanh cung thì thái độ của Tống Diễn Thanh tốt với hắn hơn nhiều, đã nói rằng có yêu cầu gì thì cứ nói, nếu có thể đồng ý thì đều đồng ý. Trần Quy Thạc hái một bông hoa đào rồi để trước mũi người nhẹ, sau đó quay đầu cười nói, tuổi còn nhỏ mà sao đã dùng ghế nằm rồi. Rồi sau đó đặt ở đâu? Nưu Hữu Đạo chỉ chỉ tới gốc cây đào rồi nói, đặt ở đây đi, mấy sư huynh lúc nào cũng ngồi trên mặt đất làm đệ hơi ái náy. Trần Quy Thạc nghe hiểu hóa ra là dùng danh nghĩa của hắn mà chuẩn bị cho chúng ta rồi tới vỗ bả vai nghiêu hữu đạo khen ngợi rất tốt được rồi sau đó ta sẽ mang một cái tới nghiêu hữu đạo cười tâu toét nhìn lại phong cảnh tuyệt đẹp xung quanh mà nói sư huynh nơi này rất đẹp nha chắc hẳn thượng thanh tông của chúng ta cũng coi như là danh môn đại phái tại giới tu hành chứ cũng chỉ khi hắn ở cùng với trần quy thạc thì hắn mới có thể hỏi những điều này bởi vì hắn cảm nhận được thượng thanh tông đang giấu giếm hắn điều gì đó tống diễn thanh rất ít tới đây mà lại vui giận bất thường không thích hợp để hỏi. Hứa dĩ thiên rất ít nói, hỏi cái gì cũng không chịu nói, chỉ có Trần Quy Thạc là người nói nhiều, không giữ được bí mật, gần đây hắn cũng đã thu được khá nhiều tin tức từ miệng y, thế nhưng những chuyện đó đều là chuyện không quan trọng, những chuyện mà liên quan tới như hữu đạo thì y luôn tránh né mà không bao giờ nói. Ha ha, tiếng cười của Trần Quy Thạc hơi mất tự nhiên, nghĩ ngợi một lát thì mới nói, được rồi, chuyện này nói cho đệ biết thì cũng không sao. Thượng Thanh Tông chúng ta, khi trước rất mạnh mẽ là môn phái đứng đầu yến quốc tổ sư khai phái chính là quốc sư của yến quốc sau một đoạn khoe khoang dài dòng thì đại khái là sau khi vũ quốc nhất thống thiên hạ thì lại sụp đổ thiên hạ bị quần hùng cắt cứ tiếp đó hậu nhân của thương tụng đã từng hùng bá thiên hạ sau khi trải qua rất nhiều khó khăn đã thành lập nên yến quốc tổ sư của thượng thanh tông chính là công thần lớn nhất được phong làm quốc sư khi đó là thời kỳ mạnh mẽ nhất của thượng thanh tông đệ tử có lúc hơn vạn người chỉ là về sau vì nhiều nguyên nhân nên đã suy yếu thượng thanh tông hiện giờ cũng chỉ còn vài trăm người mà thôi về phần địa vị của thượng thanh tông tại giới tu hành là như thế nào thì trần quy thạc không nói ra có vẻ như là không muốn nói như hữu đạo hơi ngẫm nghĩ thì cũng biết có lẽ là khi nói ra sẽ xấu hổ thấy y không muốn nói nhiều về chuyện này thì như hữu đạo cũng chuyển chủ đề hỏi tiếp bình thường thì tống sư huynh thỉnh thoảng sẽ tới đây một lần thế nhưng gần đây có vẻ rất ít khi thấy tống sư huynh nha cũng khá nhớ nhung đó trần quy thạc nghe vậy thì cười ha ha đường sư tỷ chính là đệ nhất mỹ nhân của quận tử vân chúng ta đó ngày vui sắp tới tống sư huynh đương nhiên là phải ân cần hơn rồi nói tới đây thì y mới phát tay nói chuyện này với một đứa nhóc như đệ làm cái gì chứ có nói đệ cũng không hiểu như hữu đạo nháy mắt giả vờ không vui nói làm sao mà đệ không hiểu chứ tống sư huynh muốn cưới đường sư tỷ đúng không thằng nhóc thông minh trần quy thạc cười ha ha vỗ vỗ vai hắn không có gì bất ngờ thì đường sư tỷ chính là trưởng môn tiếp theo của chúng ta hãy chờ tới lúc đó uống rượu mừng đi nghiêu hữu đạo cũng rất tò mò về tống diễn thanh bởi vì hắn phát hiện trần quy thạc và hứa dĩ thiên cũng không phải tôn trọng tống diễn thanh như là sư huynh mà có một loại cảm giác như là đang nịnh bợ vậy nên nói tiếp là bởi vì tống sư huynh sắp trở thành trưởng môn phu quân nên huynh mới sợ huynh ấy sao trần quy thạc trừng mắt nhìn hắn thằng nhóc nói cái gì đó nghiêu hữu đạo đáp để nói sai à Chẳng lẽ bởi vì huynh ấy là đệ tử nội môn, huynh và hứa sư huynh không phải. Lúc trước đệ còn cảm thấy là đó chính là tại sao huynh và hứa sư huynh đều không kém hơn tống sư huynh, tại sao huynh ấy có thể trở thành đệ tử nội môn, mà hai người lại vẫn chưa trở thành đệ tử nội môn đây. Nói tới đây, Trần Quy Thạc cũng có vẻ hơi buồn phiền, cúi người rồi ngồi lên một dễ cây đào, tiểu sư đệ, có một số việc cũng không phải chỉ dựa vào thực lực, thế lực cũng rất quan trọng. Trong giọng nói có chứa sự mất mát, cũng tiết lộ một chút về thế lực của Tống Diễn Thanh. Cha của Tống Diễn Thanh, Tống Thư Chính là đệ tử thân truyền của trưởng lão đường Tố Tố. Quan trọng nhất chính là ông nội Tống Diễn Thanh là Tống Cửu Minh, ông ta chính là thân tín của Đại Tư Không, được đồng mạch tín nhiệm, nhận chức đình úy trong triều đình, là một trong cửu khanh. Sau khi cha của Tống Diễn Thanh rời khỏi Thượng Thanh Tông thì vẫn đi theo bên người Tống Cửu Minh làm Pháp Sư Tùy Tùng, ở thời đại này thì Đại Thần trong triều có Pháp Sư bảo vệ là chuyện rất bình thường. Đương nhiên, Đình úy đại nhân cũng không phải chỉ có một đứa con trai là Tống Thư, cũng không phải chỉ có một đứa cháu trai là Tống Diễn Thanh, càng không chỉ có mỗi một Pháp Sư Tùy Tùng là Tống Thư, thế nhưng Pháp Sư bảo vệ mình mà lại là con trai mình thì đương nhiên sẽ yên tâm hơn. Mà Thượng Thanh Tông bây giờ, hầu như chỉ nhờ vào quyền thế của Tống ra do Tống Thư che chở, tài nguyên tu hành cũng phần lớn dựa vào con đường vận chuyển của Tống ra chuyển tới. Nếu không phải do Tống ra ngăn cản thì Thượng Thanh Tông đã bị những môn phái tu hành khác tiêu diệt từ lâu rồi, như vậy, trong tình hình này, mặc dù tư chất của Tống Diễn Thanh hơi kém, thế nhưng muốn lấy được thân phận đệ tử nội môn mà khó sao. như Hữu Đạo lúc này mới hiểu rõ, trên thực tế, đại tư không chính là thừa tướng của một nước, ông nội Tống Diễn Thanh lại là thân tín của thừa tướng, trước đỉnh úy có trách nhiệm quản lý luật pháp của một quốc gia. Hai, đệ làm sao hiểu được những điều này chứ? Trần Quy Thạc hơi chán nản mà phất phất tay. Chương 15, cầu này ở đâu? Người ta nói hắn không hiểu được, Nghiêu Hữu Đạo cũng giả bộ mình không hiểu nếu không thì một tên nhà quê mà hiểu được những chuyện này sẽ khiến người khác chú ý sau khi nói chuyện phía một lát thì nghiêu hữu đạo trở về khu nhà hắn lang thang một lúc trong sân rồi đi vào trong đào hoa đường ngồi lên một cái bồ đoàn tiện tay cầm một cái sọt nhỏ tới bên trong có đựng kim khâu một cái kéo và hai cái gương đồng nhìn vào thì chúng chỉ là những vật thường dùng hàng ngày mà thôi rất khó tìm được điều gì kỳ lạ thế nhưng một trong hai chiếc gương đồng kia chính là cái mà hắn đã mang tới đồ vật mà đông quách hạo nhiên nghiêm túc giao cho hắn cất giữ tùy tiện như vậy cũng bởi vì nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất nếu giấu quá kỹ thì sẽ bị người khác nghi ngờ hắn lật đi lật lại gương đồng trong tay mà vẫn không biết cách dùng nó thật sự là bực mình mà lời dặn dò của đông quách hạo nhiên đương nhiên cũng không phải tầm thường người ta dùng tính mạng mình để nhờ cơ mà kiếp trước trên giang hồ hắn có thể nhận được danh tiếng tốt như vậy đương nhiên cũng vì trong lòng đặt nặng hai chữ đạo nghĩa thế nhưng đường mục đã chết rồi mà đông quách hạo nhiên chỉ nhờ đưa đồ tới tận tay cho đường mục, không thể để cho người thứ ba biết được, điều này làm hắn rất khó khăn. Hắn còn đang do dự xem có nên giao vật này cho Thượng Thanh Tông hay không, nguyên nhân của sự do dự này chính là lời dặn dò của đông quách hạo nhiên và thái độ không tốt của Thượng Thanh Tông đối với hắn, bằng chứng là từ khi vào đây tới giờ vẫn bị giam lỏng. Thế là hắn phải nghĩ kỹ về chuyện này, thử xem mình có thể nhìn ra được sự huyền bí cất giấu trong chiếc gương đồng này không rồi sau đó mới suy nghĩ tới việc có nộp nó lên cho thượng thanh tông hay không thế nhưng cho tới tận giờ hắn đã dùng qua mọi cách từ lửa đốt dùng nước ngâm chiếu sáng gõ nghe thanh âm đều không biết được cái gương đồng này phải dùng thế nào từ tiếng vang khi hắn gõ vào gương đồng thì thấy được cái gương này là một khối đặc bên trong cũng không có cơ quan hiện tại hắn hoài nghi cái gương đồng này có phải là một loại tín vật hay không sau khi lật qua lật lại một lúc lâu vẫn không nhìn ra cái gì Nghiêu hữu đạo tức giận tới mức cắn răng lại, thuận tay ném gương đồng vào trong cái sọt nhỏ. Sau đó hắn tiếp tục rèn luyện cơ thể hàng ngày, đứng tấn tăng thêm vật nặng, sử dụng dây thừng để tập thể dục dụng cụ, cũng không phải là muốn luyện thành cơ bắp nổi vòng mà là muốn rèn luyện độ dẻo của cơ thể. Theo kinh nghiệm giang hồ của hắn, vẫn phải luyện tốt công phu quyền cước để có thể tự vệ, thời điểm quan trọng cũng có thể giữ được tính mạng, kể cả ở tại thôn nhỏ hay những tin tức mà hắn thu được tại Thượng Thanh Tông thì đều chứng minh rằng thế giới hiện tại đang ở trong thời loạn lạc, mặc kệ tương lai như nào hắn vẫn phải tu luyện càng mạnh càng tốt. Tu luyện cũng chia thành văn và võ, ngoài việc luyện công pháp và rèn luyện cơ thể thì những lúc nhàn rỗi hắn đều mang giấy bút, nghiên mực ra để luyện tập thư pháp của thế giới này, trích dẫn vài đoạn của những quyển sách trong phòng. Kiểu chữ tiểu truyện cũng không khó lắm, bởi vì lúc trước hắn chính là chuyên gia khảo cổ học mà, trước đó hắn cũng đã viết bút lông rồi, Tuy nhiên, vì chưa từng chính thức dùng bút lông viết chữ tiểu truyện nên hướng đi của đầu bút cũng chưa tốt cho lắm, vẫn cần luyện tập nhiều hơn. Cũng may hắn viết bút lông cũng không tệ, ngay từ đầu thì chữ vẫn còn biến dạng thế nhưng chỉ một tháng sau, chữ của hắn cũng đã trở nên đẹp hơn nhiều rồi. Bên cạnh bàn sách có đặt một chậu than, sau khi hắn viết xong thì đốt luôn tờ mình vừa viết đó. Những vật liệu cần thiết cho hắn luyện chữ cũng là do Thượng Thanh Tông cung cấp, điều này cũng là nhờ hắn làm cho Tống Diễn Thanh vui vẻ. Từ khi bị giam lỏng tới nay, bằng bản lĩnh hiện tại của mình thì cũng không còn làm được gì khác, đành chấp nhận làm những điều này thật tốt. Ngày hôm sau, một chiếc ghế nằm mới tinh vẫn còn vương hương gỗ mới được đặt gần gốc cây hoa đào. Trần Quy Thạc chỉ vào ghế nằm, nháy mắt với Nhiêu Hữu Đạo, tiểu sư đệ, ghế nằm mà đệ muốn đã có đây. Nhiêu Hữu Đạo thật sự không nghĩ tới hiệu suất của y cao như vậy, có lẽ là chiếc ghế này làm để cho y sử dụng nên mới nhanh như vậy. Nhiêu Hữu Đạo chắp tay, cười nói cảm ơn Trần Sư Huynh. Người cùng đi với Trần Quy Thạc đó chính là Tống Diễn Thanh đã lâu không tới, có vẻ là tâm trạng không tốt, thấy vẻ mặt vui vẻ của Ngưu Hữu Đạo thì cười một cách khá âm hiểm, vỗ vai Ngưu Hữu Đạo, nói tiểu sư đệ, ở tại nơi này thấy thế nào. Ngưu Hữu Đạo, rất tốt nha, đồ ăn ngon hơn ở trong thôn gấp vạn lần, chỉ có điều phải ở lại nơi nhỏ bé này, rất khó chịu. Tống Diễn Thanh cười cười, đệ mới tới đây thôi, đầu tiên hãy tính tâm lại, nếu không thể tính tâm thì tu luyện thế nào được. Yên tâm, về sau đệ sẽ được chạy khắp nơi thôi. Sau khi nói xong thì hắn ta chắp tay, nhìn về phía Thượng Thanh cung nơi xa, khi thì tươi cười, khi thì nhíu mày trầm tư, cuối cùng thở dài, đáng tiếc không ở kinh thành. Nưu Hữu đạo đi tới, hỏi bằng giọng nghi ngờ, "Tống sư huynh, kinh thành thì sao?" Tống Diễn Thanh cảm thán, "Nơi dân dã, làm sao so được với nơi kinh thành phồn hoa, thi từ ca phú náo nhiệt." Nưu hiểu đạo ngơ ngẩn, "Thi từ ca phú? Người tu hành như người tại sao lại than thở về thi từ ca phú?" muốn làm cái gì đây trần quy thạc nhếch miệng cười trộm hắn ta và hứa dĩ thiên chính là tùy tùng của tống diễn thanh cũng rất rõ ràng là đây là chuyện gì tống diễn thanh đã thích đường nghi nhiều năm rồi mà đường nghi lại thích thi từ ca phú tống diễn thanh vì lấy lòng nàng nên khi ở kinh thành có bài thơ nào hay thì sẽ có người tới thông báo cho hắn ta hắn ta lại tặng nó cho đường nghi thưởng thức hiện tại cũng không biết tống diễn thanh nghĩ cái gì có lẽ là do đã lâu rồi mà kinh thành còn chưa có hàng tốt nên ngứa tay tự mình làm một bài thơ, rồi sau đó hỏi ý kiến của Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên xem mình viết thế nào, hai người bọn họ dám nói rằng hắn ta viết không tốt sao. Đương nhiên là phải khen rồi. Sau đó Tống Diễn Thanh rất vui vẻ mà đưa bài thơ đó cho Đường Nghi, quá trình cụ thể thì Trần Quy Thạc cũng không biết, chỉ biết là sau khi trở về sắc mặt của Tống Diễn Thanh rất khó nhìn, còn mắng Trần Quy Thạc và Hứa Dĩ Thiên cho bõ tức thì cũng đủ để đoán được chuyện gì đã xảy ra. Vì thế, Trần Quy Thạc hiểu rõ tâm trạng lúc này của Tống Diễn Thanh nếu là ở nơi phồn hoa như kinh thành thì dựa vào thế lực của tống gia muốn có được một bài thơ hay rồi để tên của mình vào tới lấy lòng đường nghi cũng không khó thế nhưng nơi này chỉ có non xanh nước biếc không tìm được bài nào trong lúc ngứa tay lại làm mất hình tượng của mình trong lòng đường nghi nữa tống diễn thanh lấy lại tinh thần cũng không muốn nói thêm về việc này nữa quay người đi vào trong khu nhà đi một vòng kiểm tra hắn ta có trách nhiệm phải trông coi nghiêu hữu đạo không thể bỏ mặc không quan tâm được thỉnh thoảng cũng phải tới xem xét để phòng chuyện bất ngờ xảy ra. Ở bên ngoài, Nhiều Hiếu Đạo hỏi thăm Trần Quy Thạc tại sao Tống Sư Huynh lại muốn làm thơ nữa chứ? Trần Quy Thạc cũng ngứa miệng, nói nhỏ, sư môn chúng ta có một nhân vật tài năng xuất chúng, chẳng những có được tu vi chấn động giới tu hành, lại còn có tài hoa hơn người, thi từ ca phú đều xuất sắc, từ nhỏ đường sư tỷ cũng đã ở cùng với người đó, cũng coi như là học sinh của người đó, cũng rất thích thi từ ca phú. Lúc này Nghiêu Hiếu Đạo mới hiểu rõ, chắc hẳn là Tống Diễn Thanh muốn lấy lòng mỹ nhân mới như vậy, hơn nữa, hắn cũng rất hiếu kỳ về người mà Trần Quy Thạc nói tới, tiền bối mà đường sư tỷ đi theo là ai vậy. Nói tới người này, Trần Quy Thạc hơi sững sờ, trong mắt xuất hiện sự sợ hãi, có lẽ biết được mình không thể nói lung tung nên chừng mắt nhìn như hữu đạo. Cảnh cáo nghiêu hữu đạo chuyện không nên hỏi thì không được hỏi, rồi sau đó y bước vào trong khu nhà. Con người của nghiêu hữu đạo hơi đảo, cũng bước vào trong khu nhà. chương 16, Thái Ất chân Khí, 1 sau khi đi một vòng tống diễn thanh dặn dò trần quy thạc vài câu rồi chắp tay đang định rời khỏi thì nghiêu hữu đạo đuổi kịp nói với theo tống sư huynh lúc ở trong thôn sư phụ đề cũng thường xuyên làm vài bài thơ đệ chỉ nhớ một ít cũng không biết bài thơ này có hay không còn mong sư huynh bình phẩm hộ đệ tống diễn thanh không thèm quay đầu lại thuận miệng đáp một tên thư sinh nghèo túng có thể viết ra cái gì chứ giọng nói rất khinh thường thư sinh nghèo túng nghiêu hữu đạo giật mình xem ra thượng thanh tông đã điều tra lai lịch của hắn rất rõ ràng rồi từng có một thư sinh nghèo túng dậy mình chữ thì cũng chỉ từ miệng của người dân tại đó nói mới biết được mà thôi thế nhưng hắn vượt mọi trông gai tới đây để làm gì đó là bởi vì thực lực mạnh mẽ của đông quách hạo nhiên đã thu hút hắn tới cũng không phải tới đây để bị giam lỏng hắn rất muốn có được công pháp tu hành của thượng thanh tông thế nhưng từ khi bị giam lỏng tới nay hắn vẫn không có được cơ hội nào cả thật vất vả mới có cơ hội này nghiêu hiếu đạo cũng không muốn bỏ qua sư phụ nói ông ta từng du lịch qua kinh thành có rất nhiều thiếu nữ đã yêu thích vài bài thơ mà sư phụ đã sáng tác nghe được điều đó tống diễn thanh dừng lại tại cửa rồi quay người lại trần quy thạc lườm như hữu đạo trong ánh mắt xuất hiện sự kinh ngạc rõ ràng là tên này lợi dụng được lời nhắc nhở của mình vừa nãy tên nhóc này có vẻ rất không tầm thường nha vậy ư sư phụ đệ đã viết cái gì cứ nói ra đi để ta nhận xét cho tống diễn thanh có vẻ hơi hứng thú rồi như hữu đạo đi trở về đào hoa đường ngồi quỳ chân tại bàn sách nhỏ nước mài mực giật một trang giấy ra rồi trải phẳng đặt cái chặn giấy ở hai bên nâng bút dính mực rồi viết ra những chữ tiểu truyện thật đúng là người đọc sách biết chữ chữ viết rất không tồi tống diễn thanh đi tới nhìn rồi khen một câu ánh mắt lại dán vào những chữ trên đó tiêm vân lộng xảo phi tinh chuyện hận ngân hán điều điều ám độ kim phong ngọc lộ nhất tương phùng tiện thắng khước nhân gian vô số đọc tới đây hai mắt hắn ta bắn ra tia sáng có lẽ hắn ta không viết được bài thơ hay nào, thế nhưng về phần năng lực thưởng thức thì vẫn có, ít nhất là vẫn biết được bài thơ hay hay dở. Nghiêu hiểu đạo ngừng bút, Tống Diễn Thanh nhanh chóng đẩy cái trận giấy ra, run run tờ giấy trong tay rồi thổi làm cho mực nhanh khô, rồi tiếp tục đọc. Như tình tự thủy, dài kỳ như mộng, nhẫn cố thức kiều quy lộ, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ hắn ta lặp đi lặp lại một câu cuối cùng rồi cảm thán thơ hay thơ hay đó nha thơ này viết rất đúng với tình hình hiện tại mà như hữu đạo hơi buồn cười đặt bút xuống rồi đứng lên giả bộ không hiểu mà hỏi thơ hay sao tống diễn thanh gật đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào bài thơ đọc đi đọc lại rồi nghi ngờ mà quay qua hỏi thăm cầu ô thước là gì cái cầu này ở đâu vậy ạ à, như hữu đạo hơi im lặng xem ra ở đây không có câu chuyện về nghiêu lang chức nữ nên nói một cách mơ hồ là do sư phụ viết cầu ô thước ở đâu đệ cũng không biết tống diễn thanh nghĩ lại cũng thấy đúng hơi ra hiệu trần quy thạc ở một bên đuổi trần quy thạc ra ngoài không còn những người khác tống diễn thanh cười tủm tìm với nhưu hữu đạo nói để nói rằng sư phụ của đệ thường viết những bài thơ như này sao nhưu hữu đạo thầm nghĩ trong đầu ta có rất nhiều người muốn bao nhiêu đều có nên gật đầu nói hình như là vậy dịch nghĩa bài thơ thước kiều tiên từng đám mây màu nhỏ khoe đẹp sao bay truyền cho nhau nỗi hận sông ngân vời vợi thầm vượt qua gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau hơn hẳn bao lần ở dưới cõi đời tình mềm tự nước hẹn đẹp như trong giấc mơ không nỡ nhìn cầu ô thước là lối về hai mối tình đã thật sự là lâu dài há đâu cứ phải gặp nhau chiều chiều sớm sớm tống diễn thanh chừng hai mắt hình như cái gì mà hình như có chính là có không có chính là không có như hữu đạo chỉ chỉ trên tay hắn như ngầm nói đây không phải quá rõ ràng rồi hay sao chắc chắn có Tống diễn thanh nhiệt tình ngay tức khắc, tiểu sư đệ, mau đưa những bài thơ sư phụ đệ từng viết hết ra đây. Thưa dịp rảnh rỗi, thưởng thức một chút, như hữu đạo lắc đầu, trước lúc lâm trung sư phụ đã dặn dò ta, bảo ta đến thượng thanh tông tu luyện thật tốt, không phải để viết những thứ này. Tống diễn thanh sừng sốt một chút, chợt có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tu luyện cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, ghi cái này một chút cũng không tốn nhiều thời gian. Nghiêu hữu đạo ngây ngô nói, nhưng ta không thể nhớ ra trong chốc lát được, Tống Diễn Thanh nghẹn họng im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ nói, dù sao bây giờ đệ cũng đang rảnh rỗi, suy nghĩ cho kỹ, nghĩ ra rồi thì lập tức ghi chép lại, lát nữa đưa cho ta xem. Nói rồi cuộn tờ giấy trên tay lại cẩn thận, như hiểu đạo ra vẻ kỳ quái nói, Tống Sư Huynh, Sư Phụ ta nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, viết cái này có tác dụng gì? Mí mắt Tống Diễn Thanh giật giật, đưa tay gác lên vai hắn nói, tiểu sư đệ, ta tự có chỗ dùng. Sau khi đệ nhớ ra cứ việc ghi lại, sư huynh đây không đối xử tệ bạc với đệ đâu phải rồi việc này không được nhắc đến với những người khác biết chưa điệu bộ giống như nếu không đừng trách ta không khách khí như hữu đạo vẫn tỏ vẻ không mấy hứng thú với chuyện này hỏi một đằng trả lời một nẻo sư huynh ta muốn tu luyện công pháp của thượng thanh tông hy vọng sớm có thể bay tới bay lui như các huynh tống diễn thanh có chút không vui nói trước tiên làm tốt công việc ta giao đi rồi nói sau như hữu đạo như đang giở tính khí thiếu niên nói sư huynh ta bị giam ở đây phiền muộn trong lòng, không chắc được ngày nào đó sẽ nói lỡ nghiệp. Hai mắt tống diễn thanh nhíu lại, cười lạnh, ngươi đang uy hiếp ta sao? Nghiêu Hữu đạo bình tĩnh nói, ta chỉ là cảm thấy nếu như có thể sớm hoàn thành di nguyện của sư phụ, cũng có thể sớm ngày an tâm nhớ lại những thơ từ mà sư phụ đã từng viết kia. Hy vọng có thể hoàn thành giao phó của sư huynh tốt hơn. Tống diễn thanh không khỏi cười lạnh, quan sát kỹ Nghiêu Hữu đạo thật lâu không lên tiếng, phát hiện vị tiểu sư đệ hờ này có chút thú vị sự thành thục hình như vượt qua tuổi tác, đây là đang bàn điều kiện với mình mà. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như đồ mà tiểu sư đệ này đưa thật sự có thể giúp mình được lòng của sư tỷ, vậy thì đáp ứng cũng không phải là không được. Tu luyện rồi thì sao? Không sợ tiểu tử này có thể tạo phản, mà vấn đề mấu chốt là có cho sư đệ hờ này tu luyện hay không hắn cũng không làm chủ được. Ba, sau khi hơi chút đắn đo, Tống Diễn Thanh vỗ một trường lên bả vai Nghiêu hữu Đạo, nắm lấy bả vai nói, được, cứ quyết định thế đi, việc tu luyện ta nói giúp đệ, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Có điều nếu những gì đệ ghi chép không thể khiến ta vừa ý, ta bảo đảm đệ sẽ hối hận không kịp. Đây không phải chỉ là đe dọa, tuy có những việc hắn ta không thể làm chủ, nhưng ảnh hưởng của Tống ra đối với Thượng Thanh Tông rất lớn, nếu như hắn ta thật sự muốn nghĩ biện pháp, việc nghiêu hữu đạo tu hành cũng không phải là việc quá khó. Dứt lời, liền thuận tay đẩy một cái khiến nghiêu hữu đạo ngã mạnh xuống nền đất. Tới khi nghiêu hữu đạo bò dậy, Tống Diễn Thanh đã nhanh chóng xảy bước rời đi, nhiều hữu đạo đau đến nhe răng. Giật cổ áo ra, nhìn bả vai bị bóp ban nãy đã lưu lại năm dấu tay xanh đỏ. Đối phương cố tình giáo huấn hắn, xem tí nữa bóp nát xương bả vai của hắn, đau buốt xương tấy rồi đây. Cho tới nay, nhiều hữu đạo cũng không muốn đắc tội Tống Diễn Thanh để chuốc lấy phiền phức cho mình, đặc biệt là khi biết bối cảnh của Tống Diễn Thanh. Nhưng mà hắn trải qua gian khổ đến được Thượng Thanh Tông là vì sao? Khó khăn lắm mới nắm bắt được một chút cơ hội, hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ, nhịn không được lộ ra chút tài hoa thử mạo hiểm một lần. chương 17, Thái Ất chân Khí 2 Trước kia Thượng Thanh Tông có hơn vạn đệ tử, bây giờ chỉ có mấy trăm người, do đó trạch viện ở rất dư giả. Quay về sân của mình, Tống Diễn Thanh vội vã đi vào thư phòng, lấy bút mực nghiên giấy. Khi chuẩn bị sao chép bài thơ kia thành bút tích của mình mới xứng sờ, quên hỏi bài thơ này tên là gì, liền tự mình đặt một cái tên. Lúc trạng vạng tối, Tống Diễn Thanh tìm vào một sơn cốc u tính, ra khỏi sơn cốc ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt xác định, trên mặt lộ ra nụ cười. Chân núi phía trước, trước hai nấm mồ mới cất, một bóng hình thướt tha lẳng lặng đứng im, không phải ai khác, chính là đường nghi. Trong hai ngôi mộ mai táng hai sư huynh đệ đường mục và đông quách hạo nhiên, Thượng Thanh Tông đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong lời nói của đường mục có thể phân biệt được sự việc không thể coi thường. Theo di ngôn của đường mục, bí mật không phát tang, đến hai bia mộ cũng không ghi danh tính. Tống Diễn Thanh đoán liền biết rằng đường nghi đang ở đây, quả nhiên đúng như dự đoán. Hắn sửa sang lại y quan, nhanh chóng bước tới, kêu, sư tỷ. Sau đó lại tới hai ngôi mộ mới cung kính làm lễ. Đợi hắn làm xong, đường nghi cao mày nói, Tống Sư Đệ đến đây có việc gì? Lần trước viết thơ không lọt vào mắt của sư tỷ, Tống Thanh Diễn xoay người lại hai tay dâng lên mốt cuộn mặc bảo. Vui cười hớn hở nói, lần này dồn hết tâm tư lại viết được bài thơ, mời sư tỷ thưởng thức chỉ giáo. Đường Nhi thực sự có chút không kiên nhẫn với sự quấy rầy của hắn ta, nàng sao có thể không hiểu Tống Diễn Thanh có tâm tư gì. Đối với sự tích Tống Diễn Thanh ở kinh thành quần áo lụa là lưu luyến trốn Phong Nguyệt cũng có nghe thấy, nhưng hiện tại Thượng Thanh Tông phải nương nhờ Tống ra, bên phía đường Tố Tố cũng nhiều lần căn dặn nàng đừng vạch mặt huyên náo, mọi người đều khó xử, bảo nàng phải biết đại cục phụ họa một chút. Bất luận trước đây có người ai oán đông quách hạo nhiên và thương kiến bá cùng nhau quấy rối sẽ liên lụy Thượng Thanh Tông hay không, nhưng sự thực là Ninh Vương Thương Kiến Bá vừa chết, Thượng Thanh Tông bây giờ ngay cả con đường uy hiếp cuối cùng cũng không còn nữa. Thượng Thanh Tông đã trong tình cảnh bấp bênh, quả thực là không đắc tội tống ra nổi. Nàng cũng phải nhẫn nhịn tinh khí, tiếp nhận mặc bảo trong tay tống diễn thanh mở ra, mới đầu không chú ý nhưng sau khi nhìn thấy nội dung được viết, môi anh đào nhịn không được hơi mất máy, đọc thầm thành tiếng. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Lưỡng tình như thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiêu chiêu mộ mộ nàng lặp đi lặp lại vài tiếng ngâm đọc, vẻ mặt đã có phần ngây dại. Tống Diễn Thanh đứng bên cạnh quan sát thấy vậy mừng rỡ không thôi, biết rằng đã thực sự làm cảm động nữ nhân này. Bình thường hắn ta không dám nhìn nàng chăm chú như thế, lúc này ngược lại thừa dịp đường nghi thất thần ở cự ly gần thì nhìn tỉ mỉ trọn vẹn. Khuôn mặt lãnh diễm lại ôn nhu, cái cổ trắng nón tựa như cổ thiên Nga, ngực đầy đặn, vòng eo duyên dáng, dáng vẻ thướt tha động lòng người, khí chất cực kỳ xuất trần yêu nhã tựa như tiên kia, giống như một đóa thanh liên trần tục đứng một mình trong hồng trần. Loại đẹp này không phải những người đẹp ăn diện trang điểm lộng lấy kia có thể so sánh, cũng chính vì vẻ đẹp này nên hắn ta mới cam tâm tình nguyện ở lại trốn sơn giã, nếu không đã sớm trở về kinh thành phồn hoa, sao có thể tiếp tục sống ở nơi sơn giã vắng vẻ này chứ? Hắn ta muốn đi thì Thượng Thanh Tông cũng ngăn không được. Sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng của đường nghi quét qua chữ viết trên giấy, hỏi đây là thơ do ngươi viết. Tống Diễn Thanh có chút chột dạ, có điều nghĩ lại, như hiểu đạo không chờ mình nổi, cho dù truyền ra ngoài khiến cho thư sinh nghèo túng kia biết được, thì mình cũng có cách bắt tên đó phải yên lặng, liền mỉm cười nói tác phẩm kém cỏi này của ta khiến sư tỷ chê cười rồi. Đường nghi nhìn hắn ta có chút kỳ lạ, hắn ta là loại người như thế nào chẳng lẽ nàng không biết, có thể viết được thơ như thế này mới là lạ. Chỉ có điều cố kỵ thể diện của đối phương nên cũng không đâm chọc, chỉ gật gật đầu, khen thơ hay. Hai người một đường trò chuyện với nhau rời khỏi nơi này, ra khỏi sơn cốc mỗi người một ngả, chủ yếu là do đường nghi cự tuyệt tống diễn thanh đưa tiến. Đường nghi vừa trở về liền tìm người nghe ngóng, thăm dò xem có phải tống diễn thanh lại nhận được thư từ hay gì không. Kết quả không có thông tin phản hồi lại, chỉ biết tống diễn thanh hôm nay đến đảo Hoa Nguyên một chuyến, lại suy nghĩ bài thơ kia, đường nghi buồn bực trong lòng, chẳng lẽ bài thơ đó thật sự là do thiếu gia ăn chơi đó viết ra hay sao? Phù vân yểm nguyệt, bên trong đảo Hoa Nguyên, như hữu đạo khoanh chân ngồi im trên giường, hai hàng lông mày không ngừng run rẩy nội tâm cực kỳ không yên ổn trong người càng không yên giống như sóng to gió lớn lúc này khí thức trong người hắn cực kỳ hỗn loạn loạn đến độ bản thân khó có thể khống chế tình trạng vật sâu thăm thẳm trong lục phủ ngũ tạng và toàn thân dường như đã tích lũy đến mức độ nhất định máu thịt khó có thể kiềm chế trong cơ thể quằn quại không ngừng trầm bổng phập phồng như vân đào cuồn cuộn ầm um, cuối cùng trong cơ thể dường như phát ra một trận sấm sét trong tưởng tượng thân thể dao động lòng rung động Vân Đào sông tới cuồn cuộn không ngừng như nổi lên một đường xét đánh, nói một cách chính xác là một đạo chân khí. Quá trình diễn biến đó càng giống như là phản ứng hóa học, như hữu đạo nhắm mắt, trên mặt ẩn ẩn toát ra thần sắc kích động. Không ngờ đến, quả thật không ngờ đến, giống như kiếp trước, đều là nhờ tu luyện bộ thái ất công pháp này, kiếp trước tốn vẻn vẹn 3 năm mới tu luyện được đạo chân khí thứ nhất, bây giờ cư nhiên không đến 2 tháng đã có thể luyện thành, hàm lượng linh khí của thế giới này rõ ràng vượt xa tưởng tượng của mình sợi chân khí này mỏng yếu nhưng vừa hiện thân liền giống như chân long nuốt mây nhả khói, trong mây mù linh hoạt dãy ruộng, mây mù bốn phía siêu siêu đến tụ tập. Chỉ trong chốc lát, vân đào trầm bổng phập phồng trong cơ thể quét qua cạn sạch, bị sợi chân khí này hấp thu sạch sẽ. Nuốt nhiều thứ như vậy nhưng tên nhỏ bé yếu ớt này tựa hồ không thấy lớn lên chút nào, chỉ khi liên kết với máu thịt của Ngưu Hữu Đạo mới dường như tỏa ra sinh lực, dâng trào khí tức mạnh mẽ. Nếu như buông thả hơn nữa, khí tức có thể từ trong lỗ chân lông tràn ra, Loại cảm giác khí tức nối liền máu thịt này rõ ràng có thể gia tăng sinh lực và lực đạo của thân thể. Trước khi vẫn chưa luyện thành chân khí, chỉ biết luyện khí thổ nạp thì không cảm nhận được khí lưu đang di chuyển trong kinh mạch. Chân khí vừa ra, trong cơ thể liền có thêm cảm nhận thực vật thật sự, có điều cũng là thể khí, đây cũng chính là nguồn gốc của cái gọi là chân khí. Có được cảm nhận chân thực mới có thể điều tiết, bằng không không có đường nào khống chế. Sau khi bên trong cơ thể không bị trói buộc dần dần bình ổn lại, thần sắc của Ngưu Hữu Đạo cũng khôi phục, bình tĩnh bắt đầu khống chế chân khí nối liền kinh mạch. Đối với quá trình này, hắn rất thông thạo, mà kinh mạch người bình thường có rất nhiều chỗ cả một đời cũng không phát huy được nhiều tác dụng, vừa mới sinh ra thì suôn sẻ, thuận theo ảnh hưởng cuộc sống tập tính sau khi lớn lên. Ví dụ như xuất hiện vật bẩn thỉu sẽ khiến đại bộ phận rơi vào trạng thái bị nghẽn tắc hoặc bán nghẽn tắc, hắn muốn hành khí đả thông toàn bộ những chỗ nghẽn tắc, thuận tiện cho sau này vận khí điều khiển thân thể, đồng thời cũng là đang kiểm tra cấu tạo kinh mạch của mình có phải tương đối thích hợp để tu luyện hay không. Quá trình này có vẻ đau khổ, thời gian lâu dài không có gặp qua ngoại vật, đột nhiên bị xâm nhập có thể tưởng tượng ra được. Nơi đến của chân khí, dưới sự thanh lý chèn ép, có thứ giống như vết máu dần dần thấm ra, trong phòng mơ hồ có mùi máu và mùi hôi thối thoang thoảng. Chương 18, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ đến như vậy một. Quá trình đả thông kinh mạch tương đối chậm chạp, kinh mạch lúc này vẫn chưa chính thức được sử dụng bao giờ. Nền tảng yếu ớt, không thể cưỡng chế đả thông nhanh được, cần phải có quá trình thích ứng, cũng giống như một ống nước chất lượng kém đột nhiên chịu đựng áp lực thì rất dễ bị nổ tung. Hành khí kinh mạch trong cơ thể chính là căn bản của tu luyện chân khí. Trong tu luyện có nhắc một chút đến trúc cơ, kỳ thực chính là xây dựng khí mạch trong cơ thể kiên cố và vững chắc, để cho đường ống dẫn chân khí trong cơ thể có thể chịu đựng được áp lực cao, có thể chịu đựng được xung kích tốc độ cao. Một khi nền tảng này được xây dựng tốt thì cũng chính là đạt đến cảnh giới của cái gọi là trúc cơ đương nhiên trúc cơ xây dựng như thế nào cũng có phân chia tốt xấu trúc cơ càng tốt thì khả năng chịu đựng áp lực dĩ nhiên càng lớn cảnh giới luyện khí của hắn bây giờ vừa mới bắt đầu không bao lâu cách cảnh giới trúc cơ rất xa quá trình khai thông kinh mạch không phải là chuyện ngày một ngày hai đây là công việc tinh tế cần có một thời gian nhất định hơn nữa ban ngày hắn còn phải lộ diện trong ngoài nắng mai vừa xuất hiện hắn lập tức thu công cất luồng chân khí vào trong đan điền giống như một cây bảo kiếm dựng đứng trôi lơ lửng thủ thế chờ đợi khí thế rồi rào rửa mặt tắm rửa loại bỏ mùi máu tanh trên cơ thể đứng ở trong đình viện giang hai tay chào đón tiên nắng đầu tiên chân khí luyện thành hắn cảm nhận được tư vị sung mãn đã lâu không gặp trên cơ thể ban ngày ứng phó với hứa dĩ thiên và trần quy thạc trời vừa tối tạm thời từ bỏ tu luyện những cái khác lập tức tiến vào trạng thái lưu thông kinh mạch cuộc sống cứ thế trôi qua từng ngày dường như không còn ai bận tâm đến hắn hắn cảm thấy bản thân đang sống ở một nơi hẻo lánh và bị lãng quên ngược lại tống diễn thanh luôn nghĩ đến hắn ba ngày chạy đến hai lần hỏi hắn có nhớ ra thơ của sư phụ hay chưa hiển nhiên như hữu đạo sẽ khéo léo từ chối ngụ ý không thấy thỏ không thả chim ưng lại mấy hôm sau la nguyên công trưởng lão đến người này chính là truyền pháp trưởng lão của thượng thanh tông có phần khí thế ba sợi dâu dài đen khiến người khác cảm thấy không giận mà tự uy nếu đem ra so sánh thì tô phá trưởng lão trong ấn tượng của đệ tử thượng thanh tông có vẻ trầm mặc ít nói bình thường không nói quá nhiều mà đường tố tố trưởng lão có vẻ tương đối sắc bén, không biết có phải có liên quan đến việc bà ta là phụ nữ hay không. Tống Diễn Thanh cũng cùng đi theo, có điều không vì chuyện của hắn mà là về việc nghiêu hữu đạo được dạy tu luyện công pháp, là nguyên công đích thân đến chỉ là nghi thức nho nhỏ mà thôi. Cho dù như thế, nghiêu hữu đạo vẫn là rất bái phục khả năng của Tống Diễn Thanh, có thể năn nỉ la nguyên công đến đây, đủ thấy sức ảnh hưởng của Tống ra ở Thượng Thanh Tông. Trong đào hoa nguyên cũng có Thượng tổ sư ra ngồi, sau khi bái tổ sư ra, La Nguyên Công lệnh cho đệ tử đi theo đang cầm mấy quyển điển tịch truyền cho Ngưu Hữu Đạo, lại lệnh cho Ngưu Hữu Đạo quỳ ở trước mặt tổ sư ra tuyên thệ, thề độc đảm bảo công pháp sẽ không bị tiết lộ ra bên ngoài. Nghi thức hoàn tất, vẻ mặt lúc La Nguyên Công nhìn Ngưu Hữu Đạo khá là phức tạp. Nguyên nhân vì sao ông ta là người rõ ràng nhất, nói đúng hơn là có thật giật mình, hơn nữa khi đối diện với tượng ngồi của tổ sư ra lại càng thêm hổ thẹt, sau một trận muốn nói lại thôi, bộ mặt nghiêm nghị khí thế hơi cứng lại, ôn hòa dặn dò một câu, sư huynh ta cũng được xem là người rất có tuệ nhãn, mấy đồ đệ thu nhận đều là nhân tài kiệt xuất, sư phụ ngươi chính là một trong những số đó. Thượng Thanh Tông mấy năm nay coi như là ít tuấn kiệt, hy vọng ngươi tu luyện thật tốt, đừng phụ lòng kỳ vọng của sư phụ ngươi trước lúc lâm chung, trông mong công thành danh thoại, cũng là vì góp một phần sức lực cho Thượng Thanh Tông sau này. Vâng, đồ đệ ghi nhớ, như hiểu đạo cầm lấy điển tích cung kính lễ phép, trong lòng thực ra đang vui mừng không thôi, hận không thể lật cuốn điển tích trong tay đọc cho đã mắt. La Nguyên Công lại nói với Tống Diễn Thanh, huynh đệ đồng môn nên giúp đỡ lẫn nhau, đông quách sư bá của người quy tiên, như hiếu đạo không có người truyền công thụ giáo, do đó việc giải thích chỉ điểm sai lầm trên con đường tu hành liền giao cho ngươi có lợi oán thán hay không. Tống Diễn Thanh lập tức chắp tay nói, không lợi oán thán, đệ tử dốc hết toàn lực để làm. La Là Nguyên Công gật gật đầu, sau đó lại ở đào hoa nguyên đi dạo một phen, không biết có phải vì cảm khái đông quách hạo nhiên mất sớm nên để lại mấy tiếng than nhẹ, mang theo bộ mặt phiền muộn rời khỏi không. Sau khi không còn người ngoài, nhiều hiếu đạo như đói như khát lật xem mấy quyển điển tịch kia, hai mắt tỏa sáng, trải qua gian khổ đến được đây, không phải chỉ là vì cái này hay sao. Một bộ, Thượng Thanh Tâm Kinh, chính là công pháp tu luyện chính tông của Thượng Thanh Tông. Một bộ, Thượng Thanh Thập Di Lục, trong đó bao quát muôn vàn, phân ra rất nhiều bài văn, có bài thảo dược, bài đan dược, bài chim và thú, bài ngoại sự. Cái gọi là bài ngoại sự đều là ghi chép câu chuyện của một số nhân vật trong giới tu hành, như hữu đạo lật xem qua một chút, từ ngày tháng ghi chép bên trên có thể thấy được vẫn luôn bổ sung thêm. Thượng thanh thập di lục chính là thứ mà như hữu đạo cần, chẳng qua chỉ là tạm thời chưa có thời gian nên sau khi lật lại liền ném sang một bên, tinh lực chủ yếu vẫn đặt lên, thượng thanh tâm kinh thứ hữu ích nhất với hắn lúc này. Lật ra xem qua, hắn liền xem tới mê mẩn, kiếp trước vì tu luyện, thái ất, không biết đã lật xem qua bao nhiêu sách cổ, không biết đã thăm hỏi bao nhiêu cao nhân giải thích nghi hoặc mới hiểu rõ, thái ất, điển tịch. Thứ thích lũy được đối với hắn bây giờ đã phát huy tác dụng trong việc giải nghĩa khi đọc, Thượng Thanh Thập Di Lục giúp hắn nhận ra được sự lý thú trong này. Hắn biết Thượng Thanh Tông nhất định còn một số công pháp vẫn chưa giao cho mình, cũng không thể vừa đến đã một mạch giao hết cho hắn nên không lời oán thán, đi từng bước từng bước một. Tham thì thâm, đạo lý này hắn vẫn hiểu, thứ trên tay đủ để hắn hưởng lâu. Ngày kế tiếp, tống diễn thanh lại chạy đến kiếm hắn đòi thơ những lời đã hứa với la nguyên công không khác gì gió thoảng qua tai như hiếu đạo đang cầm thượng thanh tâm kinh hỏi một chỗ nào đó có nghĩa là gì hắn ta căn bản không có kiên nhẫn để giải thích tóm lại chính là điều ta đáp ứng với ngươi đã hoàn thành ngươi cũng nên đáp ứng ta khốn khiếp ngưu hiếu đạo âm thầm hỏi thăm tổ tông ba đời nhà hắn ta mài mực nhấc bút viết một bài thơ tống diễn thanh cầm lấy sau khi xem qua thì mừng rỡ quay đầu vui vẻ nói còn nữa không ngư hữu đạo vẻ mặt đau khổ tạm thời chỉ nhớ ra một bài hắn sao có thể đem toàn bộ cho đối phương mà không chừa đường lui cho mình chỉ có một bài mà tống diễn thanh trầm xuống ngư hữu đạo sư huynh trí nhớ của ta không tốt cho lắm dù sao cũng phải cho thời gian để suy nghĩ chứ chỗ này có nghĩa là gì lại cầm thượng thanh tâm kinh lên thỉnh giáo tống diễn thanh không nhịn được nói chỗ nào không hiểu thì đi hỏi hứa dĩ thiên và trần quy thạc việc bảo ngươi xử lý ngươi đừng làm trễ nãi bằng không đừng trách ta không khách khí. Hắn ta để lại lời nói cay độc rồi quay đầu bước đi. Như lời tống diễn thanh nói, như hiểu đạo có chỗ nào không hiểu trong, thượng thanh tâm kinh, thì đi hỏi hứa dĩ thiên và trần quy thạc, cũng không phải là thứ hắn biết ở kiếp trước không có tác dụng, mà là hai bên thế giới dù sao cũng có chút khác nhau, có những chỗ vẫn có sự khác biệt, quả thực vẫn có chỗ nghi hoặc cần thỉnh giáo làm rõ. Cứ như vậy, vào ban ngày nghiên cứu điển tịch, ban đêm chuyên tâm tu luyện, tiếp tục khai thông kinh mạch của bản thân chương 19, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ đến như vậy hai. Mà khi kinh mạch thông suốt rồi hắn lại phát hiện ra vấn đề, vấn đề đông quách hạo nhiên để lại trên người hắn, đánh vào trong huyệt vị truyền pháp hộ thân phù của hắn giống như mạng nhện chiếm cứ trong huyệt vị. Chỉ bằng tu vi của hắn khó có thể loại bỏ, cưỡng ép thử một chút, truyền pháp hộ thân phù kia giống như một tòa đại trận, đã liên kết với huyết khí của hắn, cưỡng ép loại bỏ sẽ bị phản ngược lại, thái ất chân khí của hắn so ra quá yếu, trực tiếp bị bắn ra. Truyền pháp hộ thân phù này chiếm giữ như vậy, ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến vận hành chân khí, bây giờ đã tu luyện ra chân khí, hắn ngược lại có thể phóng thích ra, chỉ có điều nghĩ đến thứ này quả thực có tác dụng hộ thân, nghĩ đi nghĩ lại cũng không lãng phí, để lại hộ thân cũng không có hại gì. Nhập ngã tương tư môn, chi ngã tương tư khổ, trường tương tư hề trường tương tư, trường tương tư hề, vô tận cực. Một, trong đình viện tĩnh mịch, đường nghi cầm lấy mặc bảo trầm chậm dạo bước, nhẹ nhàng đọc, khi có cảm tình, không nhịn được ôm vào trong lòng hồi lâu hồi tưởng dư vị. Quay trở về lại sai người thăm dò động tính của Tống Diễn Thanh, vẫn như cũng không phát hiện dấu hiệu Tống Diễn Thanh nhận thư từ bên ngoài mà chỉ đi đào Hoa Nguyên. Như hữu đạo sai xưa tu luyện, Tống Diễn Thanh thường xuyên đến quấy giày, mà đường nhi lại thường xuyên nhận được kiệt tác của Tống Diễn Thanh. Vấn thế gian tình thị hà vật, trực giao sinh tử tương hứa. Hai, đường nhi dạo bước trong đình viện, tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước phu sơn bất thị vân ba đường nhi ngồi trước bàn trang điểm quan quan thư cư tại hà chi châu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu bốn đường nhi dựa người bên cửa sổ lạc hoa nhân độc lập vì vụ yến song phi đường Nhi đứng trên tiểu lâu chậm chậm đặt tờ giấy trên tay xuống đôi mắt sáng trông về phía xa đảo hoa nguyên ở trên vách núi phía đối diện nếu không phải biết được lai lịch của tống diễn thanh nàng xém tí nữa là bị tống diễn thanh làm cho bối rối rồi thường xuyên sáng tác bài thơ hay đưa tới tất cả còn đều là thơ tình đợt tấn công quả thực quá mạnh đủ để làm động lòng người, khiến cho tim nàng đập thình thịch, thiếu tí nữa không chống đỡ được. Nàng đã mò ra được quy luật, chỉ cần tống diễn thanh đến đảo Hoa Nguyên, thì nhất định sẽ có bài thơ hay đem đến. Trong đảo Hoa Nguyên có người nào, hứa dĩ thiên và trần quy thạc thay phiên túc trực, được bố trí chéo với thời gian mà tống diễn thanh đến, vậy thì chỉ còn lại người bị giam lỏng kia. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng một thiếu niên sơn dã cho dù có đọc qua sách có thể viết thơ, mới được có bao nhiêu tuổi, làm sao có thể viết được những thơ tình như thế này. Nếu không phải, vậy thì là ai viết? Tống Diễn Thanh tự mình viết. Không thể nào, nếu thật sự có tài như vậy, làm sao có thể nhịn đến bây giờ mới bộc lộ. Nàng mơ hồ hoài nghi là nghiêu hữu đạo nghe được từ nơi nào đó. Có điều nếu thật sự là nghe được, một mạch viết ra không phải được rồi sao, hà cứ gì để cho Tống Diễn Thanh thường xuyên chạy đến đó. Thực sự có quá nhiều nghi hoặc, chuyện này giống như một màn sương mù dày đặc quấy nhiễu nàng. Tống sư huynh đi thong thả, Nưu Hữu đạo chắp tay đưa tiến, sau khi đưa mắt nhìn Tống Diễn Thanh đi ra khỏi đình viện, thầm mắng mấy câu, gặp qua người không biết xấu hổ, nhưng vẫn chưa thấy người nào không biết xấu hổ đến như vậy, vẫn chưa xong nữa. Á, à, Trần sư huynh, chỉ thấy Trần Quy Thạc vui cười hớn hở đi vào, Trần Quy Thạc nhìn nhìn hộp cơm được đặt qua một bên, chậc chậc mấy tiếng nói, gần đây Tống sư huynh đối với tiểu sư đệ quả thật không tồi, ngày nào cũng tự mình đưa thịt rượu sang đây. Như Hữu đạo vừa bực vừa buồn cười. Tống Diễn Thanh lấy lòng như thế, xem chừng quả thực là muốn lấy lòng làm cho Đường Nhi vui vẻ. Không đề cập chuyện này, vẫn như cũ, như hiếu đạo lấy hộp cơm mở ra, chia sẻ với Trần Quy Thạc, hai người nâng ly nói chuyện vui vẻ, đã rất quen thuộc. Những việc khác đối với Nghiêu Hữu Đạo mà nói, tạm thời đều không đáng kể. Kinh mạch trong cơ thể hắn đã được khai thông toàn bộ, hơn nữa còn phát giác ra tư chất tu luyện của bản thân cũng không tồi, mừng rỡ không thôi, tập trung tinh lực vào tu luyện, thượng thanh tâm kinh. Tu luyện rồi lại tu luyện, lại phát hiện ra vấn đề, không biết có phải là lầm rồi hay không, Thượng Thanh Tâm Kinh, mà bản thân phí hết tâm tư đoạt được để tu luyện, công hiệu thế mà tiến độ tu hành lại không bằng Thái Ất, hơn nữa tiến độ chênh lệch không chỉ một ít. Hơn nữa, Thượng Thanh công pháp khó mà lay chuyển luồng Thái Ất chân khí kia, tiếp trước không phải hắn chưa từng tu luyện qua những công pháp khác nên đã từng có kinh nghiệm, đây không khác gì chứng minh rằng, Thượng Thanh Tâm Kinh mà mình khao khát có được còn không bằng Thái Ất công pháp Tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên trong ấn tượng của hắn khiến người khác giật nảy mình, nhưng đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Thượng Thanh Tông không lấy tu hành công pháp chân chính cho mình? Nhưng sau khi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trước đây với Trần Quy Thạc, hắn phát hiện chuyện này không hề sai. Thượng Thanh Tâm Kinh chính là công pháp chính tông nhất của Thượng Thanh Tông, mọi người từ trên xuống dưới đều tu luyện cái này, công pháp tuyệt đối không có vấn đề, điều khác biệt duy nhất chính là đệ tử không đủ cấp thì không được tu luyện pháp thuật khác mà thôi. Gặp quỷ rồi đây rốt cuộc là có chuyện gì? Nghiêu hiểu đạo nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ đến tiến độ tu luyện, thái ất, lần này vượt xa kiếp trước, dần dần hiểu ra một chút gì đó, có lẽ thái ất thật sự mạnh hơn, thượng thanh tâm kinh, điều khác biệt thật sự ở chỗ linh khí của vùng đất ở kiếp trước kém xa nơi này. Sau khi hiểu ra điều này, hắn thật sự không biết nên nói gì. Uổng công hắn phí tâm phí sức bao lâu nay, nếu sớm biết như vậy thì cần gì phải trải qua bao gian khổ vất vả mạo hiểm đến thượng thanh tông làm chi nữa chứ? xém chút nữa đến mạng cũng không còn giờ thì tốt rồi chẳng biết tình cảnh bị giam lỏng này đến bao giờ mới kết thúc đây nhưng mà đây cũng là chuyện bất đắc dĩ là chuyện ngoài ý muốn phát sinh phải chịu thiệt lúc này là tất nhiên còn có thể nói gì được đây đành phải tiếp tục chuyên tâm tu luyện thái ất thôi lại một tháng sau một chiều trạng vạc hắn và trần quy thạc ăn uống no say dưới cây hoa đào mỗi một chum rượu này đều phải hao tổn lương thực mới làm ra được bên ngoài có không biết bao nhiêu người bình thường ăn không no chết đói khắp nơi, chúng ta lại ở đây hưởng rượu ngon, không biết có được tính là tội lỗi không. Trần Quy Thạc đã uống đến mức hơi ngà ngà, mặt đầy ý cười, miệng nói linh tinh như đùa giỡn, chỉ là trò đùa này có chút chiếu nặng. Trong mắt nhiều hữu đạo cũng hơi ngưng trọng, ngay sau đó lại khẽ mỉm cười, nắm lấy hũ rót rượu, sư huynh rót đầy vào. Hai người cứ ăn uống đến khi sắc trời tối tăm, ngay lúc đang muốn kết thúc, đang đỉnh dưới thềm đá bay đến một luồng sáng, chính là một con bướm phát sáng, Người đuổi theo đến không phải ai khác chính là Đường Tố Tố trưởng lão, đằng sau còn có hai đệ tử đi theo. Trần Quy Thạc và Ngưu Hữu đạo giật mình, không ngờ đến Đường Tố Tố trưởng lão sẽ xuất hiện ở nơi này, tay chân luống cuống đứng dậy hành lễ, "Đường trưởng lão." Đường Tố Tố quét mắt nhìn đống bừa bộn trên cái bàn nhỏ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên lên, dường như trừng mắt nhìn Trần Quy Thạc toàn thân mùi rượu. Trần Quy Thạc nhất thời bị dọa cho phát sợ, vẻ mặt sợ hãi, cúi đầu xuống, Đường Tố Tố chính là chấp pháp trưởng lão của Thượng Thanh Tông thường quản lý việc trừng phạt kẻ phạm tội, hơn nữa tính khí không tốt cho lắm, đệ tử trên dưới Thượng Thanh Tông không ai không sợ bà. Một đoạn trích trong bài thơ Trường Tương Tư của Lương Ý Nương. Hai đoạn trích bài thơ Mô Ngư Nhi của Nhạn Khâu. Hỏi thế gian tình là chi, mà sao đôi lứa hẹn thề không phai. Ba đoạn trích bài thơ Ly Tứ Kỳ Tư. Bốn bài thơ Quan Thư Một của Khổng Tử. chương 20, phá giải câu đố gương đồng một. Chỉ có điều đường tố tố hôm nay tựa hồ xem như là dễ nói chuyện, thản nhiên nói còn ra thể thống gì nữa không mau dọn dẹp cho sạch sẽ vâng hai người đáp một tiếng như được đại xá nghiêu hữu đạo đang dự định cùng trần quy thạc quét dọn ai ngờ đường tố tố lại nói nghiêu hữu đạo đến đây một lát nói xong xoay người đi vào trong viện trước nghiêu hữu đạo sửng sốt đưa mắt nhìn trần quy thạc hỏi thăm không biết là chuyện gì trần quy thạc nhanh chóng nghiêng đầu ra hiệu ý bảo hắn mau đi vào đừng để đường trưởng lão đợi lâu nghiêu hữu đạo nhanh chóng đi vào trong cũng không biết Đường Tố Tố này đến là muốn làm cái gì. Thấy Đường Tố Tố chậm chậm tản bộ ở trong đình viện, hắn chỉ có thể nhắm mắt đi theo đằng sau, thái độ cung kính. Đối với vị đường trưởng lão này, có thể nói, ấn tượng sâu sắc của hắn vào lần đầu tiên gặp mặt là không chút khách khí, trực tiếp muốn lấy mạng của hắn, khi đó nếu như không phải do Đông Quách Hạo nhiên bày ra truyền pháp hộ thân phù trong cơ thể hắn, cái mạng nhỏ này sớm đã tiêu rồi, cho nên hắn luôn cẩn thận cảnh giác. Quét dọn cũng xem như sạch sẽ đấy. Đường tố tố đi vòng một chuyến từ trong ra ngoài, mở miệng nói rồi dừng bước ở trước mặt tượng ngồi của tổ sư ra cung kính hành lễ. Sau khi đứng thẳng người lên, bà ta lại nhìn chằm chằm vào vào tượng ngồi của tổ sư ra, từ tốn nói, năm đó tổ sư ra đến đây khai sơn lập phái, liêm khiết thanh bạch, cái gì cũng không có, nơi dừng chân đầu tiên chính là đào hoa nguyên này, có thể sống ở nơi này, chẳng khác nào được hưởng vinh dự của tổ sư ra, cũng xem như là phúc khí của ngươi. Vâng, như hữu đạo cung kính đáp, là phúc khí của đệ tử nhưng trong lòng lại đang lẩm bẩm phúc khí khi ấy rõ ràng là giam lòng ông đây đường tố tố xoay người lại đánh giá xung quanh căn phòng một lát hỏi ở có quen hay không nghiêu hữu đạo đáp thưa trưởng lão rất thanh tịnh đường tố tố trực tiếp bỏ qua hàm ý khác trong lời nói của hắn mặt không phản ứng lại hỏi trong nhà ngươi có hôn phối hay chưa thí dụ như đã từng định qua hôn ước chẳng hạn ách à, nghiêu hữu đạo kinh ngạc ngẩng đầu không biết bà ta hỏi cái này để làm gì cẩn thận đáp lại, tuổi còn nhỏ chưa từng có hôn phối, gia cảnh nghèo hàn, cũng không có điều kiện hứa hôn. Nói chuyện mà cũng có thể xuất khẩu thành thơ, không giống như là xuất thân sơn giã. Đường tố tố nói một câu không rõ là khen hay là châm chọc, tiếp theo lại quay trở về chủ đề chính, nam tử hán đại trượng phu, tranh giành chính là tiền đồ, nếu như muốn bàn về xuất thân thì không phóng khoáng rồi, chỉ có điều bây giờ ngược lại có một mối lương duyên cho ngươi, cũng xem như là vận khí của ngươi đến rồi. Nghiêu hữu đạo mơ hồ nhìn bà, như vậy là có ý gì? Muốn nghe câu sau của bà, đường tố tố lại quay đầu nhìn tượng ngồi của tổ sư gia, đứng đối diện tổ sư gia, tựa hồ vài lời nói ra cũng có phần kiêng kỳ, gọi như hữu đạo đến đảo hoa đường, cùng nhau tản bộ đến hậu viện, mới lần nữa mở miệng nói, trưởng môn đường mục quy tiên, con gái của ông ấy đường nghi cũng chính là đường sư tỷ của ngươi, ngươi cũng đã từng gặp qua nàng rồi, thấy tướng mạo như thế nào. như hữu đạo nghi ngờ không thôi, nghe hết ngữ khí của cả câu nói, Chẳng lẽ mối lương duyên được nhắc đến chính là Đường Nghi và mình, không phải nói đùa chứ?" Hắn do dự đáp lại, Đường Nghi sư tỷ hiển nhiên là xinh đẹp. "Ừ," Đường Tố Tố gật đầu, dừng bước, lộ ra ý cười nói, "Mối lương duyên này chính là Đường sư tỷ của ngươi, ta chính là bà cô thân nhất của nàng, có thể làm chủ chuyện này, chuẩn để nàng đính hôn với ngươi, ý ngươi như thế nào?" "A, à, Nưu Hiểu Đạo kinh ngạc thốt lên, quả thật là lo lắng cái gì thì xuất hiện cái đó, lần trước thì nói để mình làm trưởng môn, bây giờ lại bảo mình lấy con gái của đường mục thượng thanh tông này rốt cuộc là đang muốn làm trò gì vội vàng khoát tay nói không được không được nụ cười trên mặt đường tố tố biến mất trong nháy mắt sầm mặt lại có cái gì mà không được chứ đường sư tỷ của ngươi muốn tướng mạo có tướng mạo muốn tư thái có tư thái ngươi bây giờ tuổi còn nhỏ có những việc vẫn chưa hiểu đợi đến khi ngươi lớn thêm một chút trở thành một nam tử hán có thể phân biệt tốt xấu sẽ tự nhiên hiểu được cái tốt của đường sư tỷ ngươi như hữu đạo sao có thể đáp ứng sự việc quái lạ này, quả thực quá kỳ lạ rồi, trưởng lão, ta tuổi còn nhỏ, không xứng với đường sư tỷ. Không đợi hắn nói hết, đường tố tố không khách khí ngắt lời nói, cũng không nhỏ nữa rồi, nếu xét ở thôn các ngươi mà nói, những người đồng tuổi cũng đã có con, chuyện này cũng không có gì mà xứng với không xứng. Sư phụ ngươi lúc còn sống đã từng minh ước hôn sự với đường mục trưởng môn, song phương đã hẹn, con gái của đường mục gả cho đồ đệ của Đông Quách. Bây giờ đệ tử của Đông Quách cũng chỉ còn lại mỗi mình ngươi, hôn sự này còn thuộc về ai nữa chứ? Nếu nói một ngày làm thầy cả đời làm cha, hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, huống hồ chi lệnh sư khó trái. Đã từng liên minh hôn ước, Ngưu Hữu Đạo mở to hai mắt, gặp ma đi còn tạm được, còn có thể chỉ hôn như vậy. Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên liên minh thì liên quan quái gì đến ta chứ? Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này kỳ lạ, thấy thế nào cũng cảm thấy có một cái hố đang đợi mình nhảy xuống, nếu thật sự là chuyện tốt nhất định sẽ không đến lượt hắn, liền kiên chỉ đến cùng nói tuổi của đệ tử và đường sư tỷ thực sự là không xứng đường tố tố rất hung hăng không để hắn nói hết lại cắt ngang nói người có biết ở thượng thanh tông cãi lại lệnh sư sẽ có hậu quả như thế nào hay không bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa thượng thanh tông tuyệt đối sẽ không để kẻ bại hoại như thế tồn tại ta thân là chấp pháp trưởng lão tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn loại đệ tử này tồn tại nếu như người thật sự muốn cãi lại lệnh sư ta cũng không muốn làm bẩn tay của mình sườn núi ở bên ngoài, người tự mình nhảy xuống đi. Nghiêu hữu đạo thật sự không còn gì để nói, còn có đạo lý hay không, trực tiếp bảo hắn nhảy xuống sườn núi tự vẫn. Cái hôn ước quỷ quái đó có tồn tại hay không hắn còn không biết, nhưng hiện tại lại biết được là không thể nói lý lẽ với bà già này. Hắn nuốt nước miếng nói chuyện này đệ tử muốn trưng cầu ý kiến của đường sư tỷ, có thể cho đệ tử với sư tỷ gặp mặt nói chuyện hay không. Đường tố tố lạnh nhạt nói, không cần đâu, phía bên sư tỷ không cần ngươi quan tâm, Bây giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, tuân theo mệnh sư hay không? Cuối cùng, tinh thần như Hữu Đạo có chút hoảng hốt tiến đường Tố Tố rời khỏi Đào Hoa Nguyên, bản thân hắn trở về như thế nào cũng không nhớ rõ. Kết quả hiển nhiên không cần nói nhiều, Đường Tố Tố hung hăng khiến hắn rối tinh rối mù, căn bản không có bất kỳ cơ hội thương lượng nào, rõ ràng nếu không đáp ứng thì sẽ giết ngươi, đến cả một chút ý tứ che giấu cũng không có, như Hữu Đạo căn bản không thể nào cự tuyệt bà ta. Bản năng hắn ý thức được, chuyện này nhất định có vấn đề nếu là bình thường sao có thể như vậy được chứ, không nói đến hắn, đường nhi có thể chấp nhận chuyện này sao. Sau khi thất thần tỉnh táo lại, hắn lại nhanh chóng chạy ra ngoài, muốn tìm Trần Quy Thạc thám thính chút tình hình, kết quả phát hiện y không còn ở đó nữa. Hắn từ trên thềm đá chạy xuống núi, kết quả ở giữa sườn núi bị người ta ngăn lại, là hai đệ đi theo đường tố tố đến đây. Hắn trở về đào hoa nguyên, lấy cái gương ra khỏi đào hoa đường, xem xét gương mặt mình dưới ánh trăng, non nớt như thế này mà phải kết hôn ư. Loại trừ những cái khác không nói, bối cảnh của Tống Diễn Thanh hắn không phải không biết, quyền lực của Tống Gia E là đến cả Thượng Thanh Tông cũng không thể trêu vào. Người phụ nữ Tống Diễn Thanh nhắm chúng, hắn dám nhúng chân vào, đây không phải là tìm chết sao. Hắn rất hoài nghi, Tống Diễn Thanh có thể tha cho hắn mới là lạ. Nhưng tình trạng hắn hiện tại hoàn toàn chính là đi một bước tính một bước, không có sự lựa chọn. mươi 21, phá giải câu đố gương đồng 2. Khi đặt tấm gương trên tay xuống, hắn đột nhiên liếc mắt nhìn bên trên chum nước, năm cái cọc vị phân bố trong đình viện đều có bố trí chum nước, bình thường dùng để tưới hoa cỏ các loại, trong chum nước đựng đầy nước sạch, ban nãy dường như có gì đó từ mặt nước hiện lên. Hắn lại chậm rãi nhấc tấm gương trong tay lên, chỉ thấy trong chum nước phản chiếu hình dáng của gương đồng, dưới bóng không thể nhìn rõ nhưng theo góc độ lay động của gương đồng, sau khi mặt kính đối diện ánh trăng, hình chiếu của gương đồng trong nước vậy mà xuất hiện chín điểm sáng mở ảo. như Hữu Đạo khe khẽ a à một tiếng, lùi về sau mấy bước, Mặt trước tấm gương vẫn đối mặt với ánh trăng như cũ, mặt sau đối diện với hắn, nhưng bóng trên mặt đất lại không thấy xuất hiện điểm sáng, giờ tấm kính lên đỉnh đầu đối diện với ánh trăng nhìn mặt sau, không nhìn thấy bất kỳ điểm sáng nào ở mặt sau tấm kính. Lại chạy đến gần bên vạt nước, kết quả lại thấy chín điểm sáng mơ hồ xuất hiện bên trên mặt nước, hắn ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn tấm gương trong tay, miệng từ từ lẩm bẩm nói. Trời là dương, mặt kính là dương, đất là âm, mặt sau kính là âm. Trời là thiên bàn kính cách âm dương là môn chính là môn bàn đất là địa bàn thiên môn địa tam bàn lẩm bẩm một chuỗi nghiêu Hiếu đạo lộ ra thần sắc bừng tỉnh hai mắt nhìn chằm chằm tấm kính bỗng dưng phát sáng thốt ra một tiếng cửu cung bát quái tâm tình hắn rõ ràng trở nên hơi kích động nhanh chóng lật tấm gương trong tay bách hoa phù sau lưng tấm gương được khắc sinh động như thật chứng minh chính là tấm gương đồng đông quách hạo nhiên cho hắn ban nãy vô tình lấy ra lại không ngờ đến bí ẩn vẫn mãi không hiểu đã được phá giải dưới ánh trăng trước đây vì giải câu đố của tấm gương đồng, đừng nói là dưới ánh trăng, ngay cả dưới ánh mặt trời hắn cũng đã thử qua, càng đừng nói đến việc nấu nước dùng lửa đốt nhưng vẫn không thấy xuất hiện bất kỳ manh mối nào. thế mà trong tình huống vô tình này lại phát hiện ra, hắn vươn tay vào nước lạnh khuấy khuấy nước trong chum, trong miệng vẫn nói lẩm bẩm như cũ, trăng là âm, địa thế khôn, nước tụ mà hiện ra, cửu cung bát quái, sao lại không nghĩ đến chứ? sau một hồi thì thầm, hắn chợt thất thần, nghĩ đến tình hình trước khi xảy ra chuyện trong cổ mộ chính là bởi vì hắn đã phá giải mê chướng cửu cung bát qua y trong núi mới tìm thấy cửa vào cổ mộ lại bởi vì đã chạm mặt gương đồng cổ trong cổ mộ mới xảy ra chuyện chẳng lẽ tấm gương đồng này thật sự có liên quan đến gương đồng cổ trong cổ mộ nếu như thật sự là như vậy vậy người thiết lập cửu cung bát quái trận kia cho cổ mộ mục đích e là nhằm về phía tấm gương đồng này người có thể phá trận hiển nhiên có thể mở ra bí mật của gương đồng nghĩ đến đây hắn không nhịn được nặng nề vỗ chán rồi lại lắc đầu bởi vì tấm gương đồng trên tay là do Đông Quách Hạo Nhiên cho nên trong lúc vô tình hắn không liên tưởng đến. Hơn nữa nếu như không phải ở cổ mộ xảy ra chuyện thì hắn đã mang